hơi hơi phất phất tay, gọi tới hai tạp dịch phòng đệ tử, Trác Phàm chỉ Sương Nhi cùng Vĩnh Ninh hai nữ thản nhiên nói, các ngươi hai cái, cho các nàng an bài một chút gian phòng. Đúng, Trác quản gia, hai người liền ôm quyền, không người lĩnh mệnh. Hiện tại Trác Phàm tại Ma Sách Tông địa vị mặc dù không phải một tay che trời, nhưng ở tạp dịch phòng lại là đã nói là làm, quyền thế so với trưởng lão cung phụng đều mạnh hơn. Cho nên đối hắn ra lệnh, tạp dịch phòng đệ tử tự nhiên không nói hai lời, thì cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Lại không để ý chút nào bên cạnh còn có trưởng lão cung phụng, thậm chí tông chủ muốn xin phép một chút. Thấy tình cảnh này, Tạ Vô Nguyệt trong lòng thầm giận, mắng to lên tiếng, Trác Phàm, ai để ngươi đem hai cái cô gái xa lạ mang về tông môn, còn có hay không điểm quy củ? Ai, mang thì mang về a, dù sao ngươi không phải đã đáp ứng hắn, sau trận chiến này liền để hắn đi sao? Thế mà, Tạ Vô Nguyệt lời còn chưa dứt, lại cạch một tiếng, Dương Sát đã là trong nháy mắt dựng vào hắn đầu vai, khẽ cười nói, huống hồ, lần này song long hội chiến tích, tiểu tử này thế nhưng là công lao hàng đầu. Trước khi đi để hắn tùy hứng một chút, cũng không gì đáng trách a. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Tạ Vô Nguyệt quả nhiên bị Dương Sát lời ấy hấp dẫn chú ý lực, bất giác quay đầu nhìn về phía hắn, lần này song long viện chiến tích. Như thế nào? Ngươi đoán, lông mày nhíu lại, Dương Sát tựa hồ lại trở lại điểm bắt đầu, lộ ra một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Da mặt nhịn không được co lại, Tạ Vô Nguyệt song quyền đã là chăm chú nắm lại, nghiến răng nghiến lợi. Lửa giận trong lòng lập tức liền muốn như núi lửa bạo phát giống như dâng trào mà ra. Ánh mắt hung hăng hơi khép một chút, Tạ Vô Nguyệt trong mắt lửa giận đã cháy hừng hực, cắn chặt hàm răng ác thanh đạo, Dương bàn tử, người tốt nhất có thể mang cho ta hồi một tin tức tốt. Nếu không mà nói, lấy ngươi vừa mới tại lão tử trước mặt một lại trang bức tình hình, không thể nói được bản tông thì không để ý tình nghĩa đồng môn, để ngươi ăn không được đi. Ây, bớt giận, bớt giận. Ta đàng hoàng nói cho ngươi vẫn không được a, ha ha ha. Ngữ khí bất giác trì trệ, Dương Sát không khỏi cười khan một tiếng, đột nhiên tiến đến Tạ Vô Nguyệt bên tai, nhẹ giọng thì thầm vài câu, thực a, lần này chúng ta. Cái gì? Mi đầu nhịn không được run run, Tạ Vô Nguyệt một mặt kinh dị nhìn về phía hắn, không thể tin lớn tiếng nói, ngươi vừa mới nói cái gì, nói lại lần nữa. Ha ha ha, ta liền biết ngươi là loại phản ứng này. Chỉ là chỉ sợ người khác làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra, chúng ta Ma Sách Tông luôn luôn lãnh khốc vô thường tà tông chủ, cũng sẽ có thất thố như vậy thời điểm đi. Không khỏi cười lớn một tiếng, Dương Sát hơi hơi xoay người, phóng tới những cái kia tại tông môn bên ngoài nghênh đón bọn họ trưởng lão cung phụng nhóm, khàn giọng hét lớn, ta nói là, chúng ta lần này tại song long hội chiến tích, là trung tam tông thủ vị, vì tông môn mang về 10.000 thánh linh khoáng. Làm sao có thể? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, tất cả trưởng lão cung phụng cùng nhau run run thân thể, một mặt khó có thể tin bộ dáng, nhìn lấy trở về cái này đếm tên đệ tử, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Bọn họ Ma Sách Tông tầm thường chỉ là hạ tam tông hàng ngũ, lần này làm sao lại một hơi thì chạy vội tới trung tam tông thủ vị địa phương, cách thượng tam tông cũng liền một bước ngắn. Cái này, cũng quá không thể tưởng tượng điểm đi. Riêng là lấy Thạch cung phụng cầm đầu một đám nội môn trưởng lão cung phụng. Giờ này khắc này, đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là bọn họ lại như thế nào suy đoán, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lần này bọn họ đám đệ tử này xuất chiến song long hội, hội mang về như thế ngạo nhân chiến tích, trước đó chưa từng có. Thế nhưng là, bọn họ lại là cũng không thế nào cao hứng lên, ngược lại tâm tình một trận sa sút. Phải biết, lần này tham gia song long hội đệ tử, tất cả đều là tinh anh tạp dịch phòng người xuất chinh. Cùng bọn hắn nội môn nửa điểm quan hệ đều không có. Như thế tới nói, từ nay về sau, cái này tạp dịch phòng tại tông môn địa vị xem như triệt để củng cố, hơn nữa còn hội càng thêm được đến coi trọng, phát triển không ngừng. Đoán chừng không tới bao lâu, Tạ Vô Nguyệt liền có thể lấy tạp dịch phòng ra này đại công tích, mà đem tất cả tông môn tư nguyên tất cả đều đầu nhập tạp dịch phòng đi, mà trong bọn họ môn dĩ nhiên đã muốn phế, lại không nói chuyện chỗ trống. Thạch cung phụng, cái này. Mi đầu không khỏi nhỏ khẽ run run, một tên trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn về phía hắn. Đôi mắt nhẹ nhàng nhíu lại, Thạch cung phụng cũng không nói gì, mà chính là hai con ngươi ở giữa bỗng dưng lóe qua hai đạo cơ trí tinh quang về sau, hơi hơi lắc đầu, đạm mạc lên tiếng, không có gì đáng ngại, là họa thì tránh cũng không khỏi, chúng ta vẫn là chậm đợi trò vui đi. Bất quá, các ngươi còn đừng nói, cái này Trác Phàm thật đúng là có thông thiên chi năng.
nếu không phải hắn là tông chủ chiêu tới người, lão phu còn thật có điểm kính nể tiểu gia hỏa này đây, ha ha ha. Thật sâu nhìn nơi xa một mặt đạm mạc Trác Phàm liếc một chút, Thạch Cung Phụng bất giác khẽ cười một tiếng, thế nhưng bộ nụ cười lại là không nói ra rảo quyệt. Mọi người gặp này, bất giác cùng nhau sững sờ, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Làm sao cái này Thạch Cung Phụng đứng trước như thế nội môn lập tức muốn bị tông chủ thành người ngoài tình thế nguy hiểm, chẳng những không nóng nảy, còn khen phía trên đối phương công thần đây. Tạ Vô Nguyệt đang nghe Dương Sát lần thứ hai lớn tiếng tuyên bố về sau, giật mình mấy phút đồng hồ, mới rốt cục lấy lại tinh thần mà đến, quay người lại hung hăng nhìn hắn chằm chằm bóng người, trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng, một phát bắt được cái kia mập mạp cánh tay nói, Dương bàn tử, người nói thế nhưng là thật. Sẽ không lại là ăn nói bừa bãi, đang trêu đùa chúng ta đi. Nói nhảm, chuyện lớn như vậy, ta nào dám tùy tiện nói lung tung. Không khỏi hơi vung tay, đem Tà Vô Nguyệt bàn tay kia chấn khai, Dương Sát một mặt vui cười, cười mắng lên tiếng, lại nói, các ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút chúng ta những đệ tử này thực lực, cái nào điểm không giống Trung Tam Tông đứng đầu bộ dáng. Nói, Dương Sát lại đi tới Khuê Lang trước mặt bọn hắn, hơi vung tay chỉ hướng bọn họ, một mặt đắc chí giới thiệu lấy. Dường như để những người này thực lực đột nhiên tăng mạnh, là hắn như vậy. Âm Sát cùng Quỷ Sát ở một bên nhìn lấy, bất đắc dĩ bật cười lắc đầu. Khuê Lang mấy người cũng rất phối hợp đính đính lồng ngực, toàn thân khí thế đột nhiên thả ra, một mặt kiêu ngạo mà phối hợp với Dương Sát tán dương. Mí mắt nhìn không được lắc một cái, mọi người tất cả đều trong lòng kinh hãi, không thể tin những cái kia trở về các đệ tử, từng đôi tròng mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, rơi trên mặt đất làm pháo dẫm. Lúc trước mọi người trở về, bọn họ còn chưa kịp cẩn thận xem, nhưng bây giờ nhìn kỹ, bọn họ mới kinh dị phát hiện, ai ra, lúc này mới bao lâu thời gian a, những tiểu tử này thực lực thì như thế đột nhiên tăng mạnh. Trừ ba cái tại thần chiếu 6 tầng đảo quanh bên ngoài, còn lại 6 người tất cả đều là hóa hư cao thủ. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì, mới có thể sáng tạo ra như thế kỳ tích. Mọi người trong lòng sợ hãi thán phục, Thích Cung Phụng cùng Bạch Cung Phụng càng là cười đến hàm răng đều nhanh bay ra ngoài. Dù sao cái này 6 cái thực lực cấp tốc tăng trưởng trong các đệ tử, có 4 cái thì cùng bọn hắn có quan hệ. Bạch Luyện, Thích Trường Long là bọn họ cháu trai cháu gái, Nguyệt Linh, Khuê Lang lại là bọn họ đồ đệ. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ dưới trướng, không duyên cớ nhiều 4 tên hóa hư cao thủ nghe lệnh, đây chính là quá cho bọn hắn tăng thể diện. Mà lại, bọn họ cũng có thể yên tâm có người kế tục, trong tông bọn họ một phái thế lực, đem được đến vĩnh cửu củng cố. Kết quả là, tạp dịch phòng một đám cung phụng trưởng lão cùng nhau tiến lên, đối với mấy cái này hồi tông công thần trên dưới xem, tán thưởng có thêm, nét mặt tươi cười như hoa. Chỉ có nội môn một phái đám lão già này, đứng ở một bên làm nhìn lấy, sắc mặt âm trầm, rất là xấu hổ, đồng thời trong mắt còn mang theo thật sâu vẻ ghen ghét. Như thế tông môn đại công, trước đó chưa từng có, bất thế kỳ công, đáng tiếc lại cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Chỉ là tất cả mọi người không có chú ý tới là, cho dù là tại Thạch Cung Phụng một phái bên trong, vẫn như cũ có một người chăm chú nhìn cái kia đám người tụ tập bên trong quỷ hổ phương hướng, trong mắt tản ra vui mừng ánh sáng. Lại chính là đại trưởng lão không thể nghi ngờ. Quả nhiên, lúc trước để ngươi nhập tạp dịch phòng, thật sự là nhập đúng a. Hiện tại ngươi so trước kia, càng tinh luyện hơn rất nhiều. Rear mép nhỏ khẽ run run, đại trưởng lão bất giác trong lòng khẽ cười một tiếng, rất là vui mừng. Ai, chờ một lát, trước nhường một chút, đều an tĩnh lại. Đám người tất cả đều hỗn loạn cùng một chỗ, rộn ràng không ngừng. Dương Sát hai con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, đột nhiên hét lớn một tiếng, xông đi vào đem mọi người tách ra. Bỗng dưng, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, hắn mới trịnh trọng sự tình nói, các vị, lần này chúng ta Song Long hội có thể lấy được như chiến tích này, những tiểu tử này có thể trong khoảng thời gian ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, chúng ta đều phải cảm tạ một người, đó chính là chúng ta tạp dịch phòng Trác đại quản gia, Trác Phàm. Giống, mọi người hưng phấn quát to một tiếng. Ào ào một mặt sùng kính nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó. Cho dù là ngay từ đầu còn đối Trác Phàm cái kia mục đích vô tôn phía trên mà động giận Tà Vô Nguyệt, lúc này cũng bị vui sướng tràn đầy trong lòng, nhìn lấy hắn thỏa mãn gật gật đầu, trong lòng ám đạo. Lúc trước đem tiểu tử này đưa tới quả nhiên không sai, quả nhiên là một vốn bốn lời, tiểu tử này còn thật cho hắn làm ra đại công tích. Muốn cái này Ma Sách Tông mấy ngàn năm qua, trải qua mười mấy đời tông chủ,
cũng chỉ có tại hắn cái này đời, mới thật bước vào Trung Tam Tông đứng đầu hàng ngũ, đây là như thế nào công tích a, nhất định danh thủy thiên sử. Vừa nghĩ đến đây, cho dù là Tà Vô Nguyệt dạng này âm lãnh người, cũng không nhịn được để tâm phía dưới sướng cười rộ lên, vui mừng không thôi. Có điều. Thế mà, thừa dịp mọi người thích thú chính cao, Dương Sát lại là tiếng nói chuyển một cái, đột nhiên nói, các ngươi cũng phải biết, phi thường thời kỳ, tất yếu dùng thủ đoạn phi thường. Những tiểu tử này có thể trong thời gian ngắn sách cao tu vi, kiến công lập nghiệp, nhưng cũng là nhiều lần sinh tử còn những cái kia không có vượt đi qua, các ngươi cũng phải biết. Ách! Trong lòng bất giác run lên, mọi người lúc này mới rốt cuộc biết, Dương Sát ý trong lời nói. Nghĩ đến vì để những đệ tử này cấp tốc sách cao tu vi, Trác Phàm tất nhiên dùng nguy cơ sinh mệnh huấn luyện phương pháp, đối bọn hắn hạ độc thủ. Vượt đi qua, một vốn bốn lời, trở thành tuyệt thế cao thủ, không có vượt đi qua, liền vĩnh viễn chôn xương cắt vàng. Thế nhưng là những cái kia không có vượt đi qua, nhưng cũng là một số tông môn trưởng lão cung phụng trong lòng bảo bối a. Khoản này giết đồ mối thù, ngày sau hẳn là ghi vào Trác Phàm trên đầu. Dương Sát lúc này đưa ra lời này, chính là vì Trác Phàm xứng danh, không có dạng này sinh tử huấn luyện, liền không có lần này Trung Tam Tông đứng đầu vị trí, cho nên cảnh cáo những tông môn trưởng lão kia nhóm, không nên đem tự oán ghi vào Trác Phàm trên đầu. Các ngươi những đệ tử kia, tất cả đều là vì tông môn mà chết. Bất quá, cho dù hắn ý tứ tất cả mọi người rất giải, nhưng còn có một số trưởng lão cung phụng, mì đầu sâu nhăn, trong lòng lật đến hoảng, dù sao chết là mình đệ tử đắc ý a. Đúng lúc này, Tà Vô Nguyệt sắc mặt nghiêm một chút, cũng là lạnh lùng quát nói, bọn họ lại xuất phát trước, là bản tông bày mưu đặt kế Trác Phàm thay thế bản tông, toàn quyền phụ trách. Hắn ra lệnh, cũng là bản tông ý tứ. Các ngươi nếu là trong lòng có oán niệm, thì đều ghi vào bản tông trên đầu. Bản tông đã sớm nói, Song Long Hội là tông môn đại sự, không phải là các ngươi an bài thân tín đi lăn lộn công tích địa phương, sống được không bao lâu. Bất quá! Lần này Song Long Hội có thể lấy được như chiến tích này, những cái kia bỏ mình đệ tử cũng coi như tận một phần lực, bản tông hội hậu đãi chi. Tông chủ anh minh, Tà Vô Nguyệt vừa dứt lời, Dương Sát vội vàng hét lớn một tiếng, đi đầu vỗ tay. Cứ như vậy, những trưởng lão kia ân oán cá nhân, thì tất cả đều chuyển tới vì tông hy sinh thân mình đại công tích phía trên. Tuy nhiên những cái kia chết đệ tử, ai cũng biết bọn họ không có vì Song Long Hội làm ra nửa xu công tích. Nhưng là Tà Vô Nguyệt nói như vậy, lại là cho bọn hắn một cái quang minh chính đại danh phận, nói là dày đợi bọn hắn, một đám chết người có thể làm sao hậu đãi. Cái này cuối cùng chỗ tốt còn không rơi xuống bọn họ sư phụ trên đầu sao. Nói trắng ra, chỉ là trấn an nội bộ mâu thuẫn mà thôi. Những trưởng lão kia cung phụng gặp này, cũng không thể nói gì hơn, vì tông hy sinh thân mình còn có cái gì nói, cái này không cần phải a. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể vui vẻ thần phục bái nói, tông chủ anh minh. Đến tận đây, Trác Phàm khả năng rơi vào một số mâu thuẫn nhỏ, xem như bị Dương Sát nói mát nói mẻ triệt để bóp tắt, cũng coi là hắn vì Trác Phàm làm một chuyện cuối cùng. Dù sao, cái này ma đạo bên trong ân oán hắn lớn nhất giải, một khi Trác Phàm rời đi tông môn, không có tông môn che chở, những thứ này cùng hắn có ân oán trưởng lão cung phụng, rất có thể liền sẽ phát lên lòng trả thù. Giờ này khắc này, lấy tông môn chi ý đem những người này trong lòng lửa phục thù bóp tắt, là không thể tốt hơn. Minh bạch nửa đường đạo, tuy nhiên Trác Phàm cũng không để ý những thứ này, nhưng vẫn là hớn hở hướng Dương rất cười cười, xem như cảm kích hắn vì chính mình làm hết thảy. Dù nói thế nào, có thể ít một chút phiền phức, cũng là chuyện tốt. Tốt, vì khánh chúng ta Ma Sách Tông rốt cục bước vào Trung Tam Tông hàng ngũ, vẫn là Trung Tam Tông đứng đầu vị trí, bản tông quyết định. Kể từ hôm nay, đại khánh 3 ngày. Rốt cục, Tà Vô Nguyệt đem hết thảy sự vật an bài thỏa đáng về sau, cũng không nhịn được nữa hưng phấn trong lòng, cười to lên. Bọn người người cũng là một tiếng hô quát, nhảy cẫng hoan hô. Ta nói với các ngươi a, lúc đó chúng ta đối chiến chín tông đứng đầu, Thái Thanh Tông thời điểm, là đến cỡ nào hung hiểm. Cái kia Tây Châu đệ nhất thiên tài đệ tử Vũ Thanh Thu mình chưa kể tới, quan trọng lại ra một cái quái vật Diệp Lân, chậc chậc chậc. Thực lực kia, rất đáng sợ a, liền Trác Phàm gặp đều có chút rụt rè. Lúc đó ta thì gặp nguy không loạn, bài danh bố trận, nói cho bọn hắn làm như thế nào đối phó quái vật này. Ma Sách Tông trên đại điện, tất cả trưởng lão cung phụng tổng hợp một đường, ăn uống linh đình, đại yến 3 ngày, tất cả mọi người là một bộ đỏ mặt tía tai, say khướt bộ dáng.
Trừ tham gia qua Song Long hội những thứ này công huân đệ tử có thể cùng trưởng lão cung phụng ngồi cùng bàn bên ngoài, còn lại đệ tử tất cả đều tại đại điện bên ngoài yến hội. Trong lúc đó, Dương Sát rốt cục triển khai hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, như nói lần này Song Long hội mạo hiểm tràng cảnh. Mọi người chung quanh nghe, bất giác sững sờ, một mặt kỳ quái nói, chờ một chút, Dương Sát cung phụng, người đoạn này đã nói năm sáu khắp. Thế nhưng là ngươi không phải một mực nói, Song Long hội này là Trác quản gia công lao hàng đầu a, làm sao ngươi nói xuống, tựa như Trác quản gia không làm cái gì sự tình, ngược lại là tất cả mọi người tại ngươi anh minh lãnh đạo dưới, mới cầm tới cái này Trung Tam Tông đứng đầu vị trí. Còn có cái kia Diệp Lân, cũng là Trác quản gia ấn người bố trí tại đánh bại. Ây, đúng vậy a, Trác quản gia là công lao hàng đầu, có điều hắn là trên chiến trường công lao hàng đầu. Ta tại chỗ phía dưới cho bọn hắn quyết thắng thiên lý, bài danh bố trận, ha ha ha. Ngữ khí bất giác trì trệ, Dương Sát con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, trầm ngâm nửa ngày, mới cuối cùng ưỡn nghiêm mặt, tiếp tục khoác lác nói. Khuê lang bọn người gặp, bất giác tất cả đều suy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu. Vị này Dương Sát cung phụng, thật đúng là thổi như bức một tay hảo thủ, giả dối không có thật sự tình còn sửng sốt làm cho hắn cho nói sống. Giống như thật phát sinh qua một dạng, thật sự là bội phục bội phục. Bọn người nghe đến, cũng có chút nửa tin nửa ngờ, cái này Dương Sát có như vậy như bức à, bình thường làm sao không có phát hiện. Kết quả là, liền có người hiểu chuyện thăm dò nhìn về phía Trác Phàm, cười hỏi Trác quản gia, mập mạp này nói là thật sao? Ách, không khỏi sững sờ, Trác Phàm quay đầu hướng bàn kia nhìn qua, lại chính gặp Dương Sát chính không ngừng cho hắn đánh lấy ánh mắt. Chắp tay trước ngực cầu khẩn hắn, bất giác mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm cũng bất kể những thứ này mệnh lệnh, liền thành toàn hắn nói, đúng vậy a, chúng ta tại Dương Sát cung phụng anh minh lãnh đạo dưới, rốt cục cầm tới Trung Tam Tông đứng đầu ghế. Nếu không mà nói, sợ là chúng ta liền Trung Tam Tông hàng ngũ còn không thể nào vào được đâu. Soạt, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, mọi người đều là bất khả tư nghị nhìn về phía cái kia mập mạp, một mặt vẻ không thể tin. Tiểu tử này bình thường thâm tàng bất lộ a. Thế mà có thể tại chỗ phía dưới chỉ huy, liền quyết định trên trận thắng bại. Dương Sát cũng là cao ngạo ngẩng lên nhấc đầu, một mặt tự đắc bộ dáng. Giống như lại nói, lão tử là hậu trường anh hùng một dạng. Chỉ có Khuê lang nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt cười khổ khó lường bộ dáng, bởi vì Trác Phàm mặt mũi mà ngồi ở chỗ này Sương Nhi hai nữ, càng là che miệng cười trộm, đều nhanh cười đau sốc hông. Các nàng gặp không muốn qua mặt, nhưng chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ, làm lấy một đám công thần mặt liền bắt đầu khoác lác đoạt công. Bất quá, đã Trác Phàm bọn họ đều không so đo, Sương Nhi hai nữ hai cái ngoại nhân, cũng liền im lặng không nói, mặc cho hắn ở nơi đó thổi như bức. Đúng, Viên lão còn chưa có trở lại sao? Bỗng nhiên, Trác Phàm nhìn về phía một bên Khuê lang hỏi. Từ khi ba ngày trước hắn sau khi trở về, hắn liền không kịp chờ đợi đi tìm Viên lão, lĩnh giáo trong lòng nghi hoặc. Vấn đề này, hắn muốn nhanh điểm tìm tới đáp án, bởi vì Sở Khuynh Thành còn tại Huyền Thiên Tông chờ lấy hắn giải thích. Thế nhưng là Viên lão lại không có bóng dáng, có tạp dịch đệ tử nói hắn ra ngoài vì tông môn mua sắm, có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy năm mới có thể trở về. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lòng nóng như lửa đốt. Mấy năm, hắn nhưng là chỉ có mấy tháng nhưng là các loại, trong lòng nghi hoặc một ngày không hiểu, hắn liền không cách nào cho nàng trả lời. Tuy nhiên hắn cũng không biết Viên lão có thể hay không giải đáp, nhưng hắn bây giờ có thể nghĩ đến người chỉ có hắn. Cung kính hướng Trác Phàm ôm một cái quyền, Khuê lang một mặt nghiêm túc, khởi bẩm Trác quản gia, ta vừa đi nghe qua, Viên lão còn chưa hiện thân. Ai, tốt a, Viên lão trước chậm rãi chờ lấy, ta đi trước tìm Tà Vô Nguyệt ngả bài. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm vỗ bàn một cái, đi ra ngoài. Nhìn lấy cái kia xa xa rời đi bóng lưng. Trong lòng mọi người minh bạch, hắn là đi hướng tông chủ muốn tự do thân thể, bất giác tất cả đều thở dài, một mặt không muốn. Chỉ có Vĩnh Ninh hai nữ một mặt hưng phấn, đã là không kịp chờ đợi mang Trác Phàm trở về. Riêng là Vĩnh Ninh, càng là cái lanh lợi, dạng này nàng liền có thể tại Lạc Vân Thường trước mặt tuyên bố, là nàng đem Trác Phàm mang về, tuyên bố chủ quyền, nhìn cái kia Lạc đại tiểu thư còn có hay không tư cách này cùng chính mình tranh giành, hắc hắc hắc. Cộc cộc cộc. Một phút sau, Trác Phàm đi vào tông chủ gian phòng, chỉ thấy Tà Vô Nguyệt chính là một mặt không che giấu được ý cười, đang vuốt ve lấy một cái xanh mơn mởn không gian giới chỉ,
ánh mắt mông lung, thỉnh thoảng không lý do cười ra tiếng, liền gõ nhẹ một chút cửa phòng, đem hắn tùy tiện trong tưởng tượng tỉnh lại. Không khỏi giật mình, Tà Vô Nguyệt phóng tầm mắt nhìn tới, lại chính gặp Trác Phàm bóng người tại cửa một bên đứng đấy, bất giác nhướng mày, quát nhẹ lên tiếng, Trác Phàm, ngươi là lần này song long hội công thần, không tại trên tiệc ăn mừng chúc mừng, chạy chỗ này tới làm gì? Không có gì, nhìn ngươi tham tiền a. Mười phần lưu manh đi vào trước mặt hắn ngồi xuống, Trác Phàm chỉ trong tay hắn giới chỉ, một mặt lạnh nhạt nói, bất quá 10.000 thánh linh thạch mà thôi, liền để ngươi ngốc thành dạng này. Nghi đầu nhìn không được run run, Tà Vô Nguyệt bất giác khí cười ra tiếng, bất quá 10.000 thánh linh thạch mà thôi. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn a, giống như ngươi có bao nhiêu giống như, bất quá 2.000 thạch a. Ngươi đã nghe nói. Đúng vậy a, Dương Sát tiểu tử kia khoác lác không làm bản nháp, trình độ quá nhiều, ta là cùng Âm Sát bọn họ tìm hiểu tình hình. Bất giác thở dài ra một hơi, Tà Vô Nguyệt nhìn về phía Trác Phàm tán thưởng gật đầu, tiểu tử ngươi có thể a, liền song tôn đều đối ngươi lau mắt mà nhìn, tặng cho thứ linh vị vua không ngai, còn có 2.000 thạch thánh linh khoáng, hạng gì vinh hạnh đặc biệt. Liền xem như bổn tọa đều không thể không cho ngươi viết cái chữ phục, nếu là người nhậm chức môn chủ kế tiếp, bổn tọa không truyền cho ngươi, đoán chừng cả cái tông môn đều sẽ không đáp ứng. Lúc nói những lời này, Tà Vô Nguyệt nhìn chằm chằm Trác Phàm sắc mặt, nhìn hắn phản ứng ra sao, trong mắt chỗ sâu cũng là bỗng dưng lóe qua một tia lãnh mang. Thế nhưng là, Trác Phàm lại là vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng, thản nhiên nói, Tà Vô Nguyệt, chúng ta trước đó cũng đã nói tốt, song long hội về sau, ta liền về nhà, chúng ta giao dịch như vậy thanh toán xong. Hả, về nhà? Nghi đầu bất giác lắc một cái, Tà Vô Nguyệt trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng trên mặt lại là vẫn như cũ lộ ra một tia trào phúng nụ cười, hồi cái gì nhà, lạc ra sao? Chẳng lẽ nói ta Ma Sách Tông, so ra kém một cái chỉ là thế tục gia tộc? Ha ha ha, vẫn là câu nói kia, người vì bản tông lập xuống bất thế kỳ công, bản tông về sau, người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhất định là ngươi. Chúng ta Ma Sách Tông lại lấy được 10.000 thánh linh khoáng, không ra trăm năm, tất nhiên trở thành danh phó thực trung tam tông. Đến lúc đó, một cái nho nhỏ thế tục gia tộc càng so với hơn không? Ngươi ở chỗ này xưng vương, chẳng lẽ không so ngươi hồi cái kia lạc gia làm đại trưởng quỹ, càng thoải mái, có tiền đồ hơn sao? Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm bất giác khẽ cười một tiếng, ta thích đi nơi nào, đó là ta chuyện, ai cũng không xen vào. Mấu chốt là, người sẽ không phải muốn bội ước a, Tà tông chủ. Nhìn chằm chằm hắn, Tà Vô Nguyệt cũng không nói lời nào, nhưng là hai đạo sắc bén ánh mắt, lại dường như hai thanh lợi kiếm giống như, muốn đem lòng hắn nhìn thấu giống như. Rất lâu, Tà Vô Nguyệt mới bật cười một tiếng, bất đắc dĩ nhún nhún vai, thực ta lưu ngươi ở đây. Cũng là vì ngươi tiền đồ nghĩ, song long viện bồi dưỡng trên danh sách, ngươi có khả năng rất lớn lên bảng. Đến lúc đó ngươi coi như đứng tại Tây Châu đỉnh phong vị trí, cũng không phải là không thể được. Có điều, đã ngươi nhất định phải đi, ta cũng không miễn cưỡng, tự tiện đi. Nhẹ nhàng nâng đưa tay, Tà Vô Nguyệt tựa hồ đối với Trác Phàm 10 phần thất vọng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thở dài ai, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Ta còn chưa bao giờ thấy qua có người như thế không biết tiến thủ. Trác Phàm, người về sau nhất định sẽ hối hận. Vậy cũng chuyện không liên quan ngươi. Trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, rất lưu manh đi ra ngoài. Thế nhưng là ngay tại hắn bóng người lập tức muốn biến mất trong tích tắc, Tà Vô Nguyệt cái kia mông lung hai mắt lại là lại hơi hơi mở ra đến, khóe miệng xẹt qua một đạo như có như không ý cười, thì thào lên tiếng, ha ha ha. Sốt cục đi. Một núi không thể chứa hai hổ, người nếu không đi, ta nhưng là khó khăn. Trác Phàm a Trác Phàm, người cũng đã biết, vừa mới người dù là có một tia do dự, dám ngấp nghé bản tông chi vị, hừ hừ hừ. Cười lạnh một tiếng truyền ra, Tà Vô Nguyệt trong mắt nhất thời lóe qua một tia trần trụi sát ý. Lần nữa trở lại trên yến tiệc ngồi xuống, Trác Phàm trầm ngâm một chút, đột nhiên nhìn về phía Sương Nhi hai nữ nói, các ngươi chuẩn bị một chút, yến hội sau đó, chúng ta lập tức rời đi. Nhanh như vậy, không khỏi giật mình, Khuê Lang bọn người một mặt kinh ngạc nói. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm trầm mặc không nói. Tuy nhiên vừa mới Tà Vô Nguyệt che giấu rất khá, Trác Phàm cũng không có cảm nhận được hắn trên thân sát ý, thế nhưng vờ tha để bắt thăm dò thủ pháp, hắn lại là không thể quen thuộc hơn được. Tà Vô Nguyệt nói với hắn mỗi một chữ, hắn đều nhớ kỹ trong lòng, mà lại mỗi một chữ chỗ quay chung quanh ý tứ,
không phải muốn thế nào giữ lại hắn, mà là tại thăm dò hắn có hay không ngấp nghé tông chủ vị trí dã tâm. Hắn tin tưởng, nếu là hắn vừa mới tại trả lời bên trong, dù là lộ ra một chút lưu lại hoặc muốn làm cái này ma sách tông chủ ý tứ lời nói, Tà Vô Nguyệt tuyệt đối sẽ không chút lưu tình hướng hắn ra tay. Tà Vô Nguyệt thực lực, hắn chả không lắm biết được, lại thêm đây là ma sách tông địa bàn, Tà Vô Nguyệt thống trị phạm trù, một khi chiến lên, đối với hắn tuyệt đối không có chỗ tốt. Cho nên, hắn hiện tại tốt nhất bảo toàn thủ đoạn, cũng là nghĩa vô phản cố rời đi, đến mức viên lão sự tình. Khẽ chau mày, Trác Phàm vội vàng quay đầu nhìn về phía Khuê Lang nói, Khuê Lang, tuy nhiên ta lập tức muốn rời khỏi ma sách tông, về sau cũng không phải ma sách tông người, nhưng có một việc ta hy vọng ngươi giúp ta làm. Chuyện gì, Trác quản gia kính xin phân phó. Hung hăng liền ôm quyền, Khuê Lang nghiêm túc nói. Viên lão trở về, đem hắn ổn định, sau đó lập tức phát truyền tin ngọc giản cho ta, ta sẽ trước tiên hướng về đuổi. Không có vấn đề, Trác quản gia xin yên tâm. Khẽ gật đầu, Khuê Lang kiên định nói. Không sai gật đầu, Trác Phàm đứng người lên, liền muốn mang Sương Nhi hai nữ rời đi, thế nhưng là đúng lúc này, một cái tạp dịch đệ tử lại là vội vàng hướng trong đại điện xâm nhập. Đứng lại, nơi này là trưởng lão cung phụng chúc mừng yến hội chỗ, đệ tử không thể tự tiện xông vào nơi đây. Bỗng nhiên, một gã chấp sự đem người kia ngăn lại. Người kia một mặt lo lắng, hét lớn, ta là cho Trác quản gia đưa tin, viên lão trở về. Thân thể hơi chấn động một chút, Trác Phàm mi đầu lắc một cái, trên mặt chợt lộ ra vui sướng nụ cười. Trở về vừa vặn. Viên lão, viên lão. Từng tiếng hô quát, vang vọng tại tạp dịch phòng mảnh này trong khu ổ chuột, Trác Phàm một bên kêu gào, một bên vội vã phóng tới một cái rách dưới cánh cửa. Đụng một tiếng, liền đem môn kia phá tan, lại chính gặp bên trong một cái thân ảnh quen thuộc, ngay tại chỉnh lý chính mình cái kia cũ nát quần áo. Không khỏi giật mình. Viên lão quay người thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, bất giác thở dài một hơi, vỗ ngực một cái, run rẩy nói, ai ra, nguyên lai là Trác quản gia a, lo lắng giật mình như vậy làm gì, hù chết lão hủ. Lão hủ còn tưởng rằng thiếu cho cái kia vương nhị ma một khỏa tụ khí đan, người ta tìm tới cửa. Phải biết, đây không phải lão hủ không cho hắn, là hắn đi ra ngoài mua sắm việc phải làm không có làm tốt, chấp sự đại nhân phạt hắn. Viên lão. Viên lão nói rông dài còn chưa nói xong, Trác Phàm đã là hét lớn một tiếng, đánh gãy hắn, bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Bất giác mỉm cười lấy gãi đầu một cái, viên lão một mặt lúng túng nói, há, đúng, Trác quản gia là làm đại sự người, như thế lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, khẳng định không nguyện ý nghe lão hủ nói rông dài. À, đúng vậy à, lão hủ kém chút quên, lão hủ một lần tông liền nghe nói, Trác quản gia tại song long hội phía trên lập đại công. Hiện tại toàn tông chúc mừng, ngài không tại trên tiệc ăn mừng cùng bọn hắn ăn uống linh đình, chạy đến ta nơi này. Viên lão, ta muốn đi. Lần này, Trác Phàm lần nữa đánh gãy hắn, đạm mạc lên tiếng. Không khỏi sững sờ, viên lão rìa mép khẽ nhúc nhích, không thể tin nói, đi. Đi nơi nào? Về nhà, bất giác thở dài một tiếng, Trác Phàm thở sâu, sâu xa nói, ta đã cùng Tà Vô Nguyệt nói tốt, hiện tại ta đã cho hắn làm xong việc. Ma sách tông cũng tiến vào trung tam tông hàng ngũ, hắn cũng cuối cùng nhả ra thả ta đi. Thật sao? Sắc mặt bất giác trầm xuống, viên lão thật sâu nhắm mắt lại, thở dài, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Hắn, cuối cùng vẫn là, ai? Viên lão, tại ta trước khi đi, ta thứ nhất là hy vọng cùng ngài cáo biệt. Dù sao, ngài là ta ở cái này tông môn, duy nhất kính trọng, cũng là có thể nói chuyện rất là hợp ý người. Trong lòng trầm ngâm một chút. Trác Phàm thật sâu nhìn xem viên lão cái kia âm trầm sắc mặt, bất giác thở dài, thứ hai a, ta là còn có một cái vấn đề quan trọng, muốn thỉnh giáo tại ngài. Bởi vì ta cảm thấy, vấn đề này chỉ sợ cũng chỉ có ngài có thể thay ta giải đáp. Từ từ mở mắt, viên lão lại quan sát tỉ mỉ Trác Phàm liếc một chút, lại là khẽ cười một tiếng, không còn như vậy mặt âm trầm, ngược lại lắc mình biến hóa, không còn như cái nói rông dài lão đầu, mà chính là một vị hiền lành lão giả giống như. Đạm mạc gật đầu, ngươi nói đi, có thể vì Trác quản gia giải đáp nghi vấn giải hoặc, cũng coi như lão phu vinh hạnh. Viên lão khách khí, hơi khom người một cái, Trác Phàm do dự một chút, tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng rốt cục vẫn là lấy dũng khí, cắn răng một cái, thận trọng nói, viên lão, xin hỏi. Ma đạo tu giả, có thể trải qua cảm tình sao? Không khỏi khẽ giật mình, viên lão thật sâu nhìn về phía hắn,
ở một lúc, mới mê mang nói, như lời ngươi nói cảm tình. Là cái gì, thân tình, hữu tình, vẫn là nam nữ? Ách, cái cuối cùng, gương mặt một đỏ, Trác Phàm tâm thần bất định lên tiếng. Bất giác bật cười lắc đầu, Viên lão chuyện đương nhiên nói, tình yêu nam nữ, đương nhiên không được, cái này rất nguy hiểm, nếu không chúng ta Ma Sách Tông Tông quy mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đâu. Há, phải không? Trên mặt bất giác có chút thất lạc, Trác Phàm trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nhưng hắn không biết lại nghĩ đến cái gì, trong mắt lại mang theo một tia hy vọng cuối cùng, dò hỏi thế nhưng là, ta nghe có người nói, chưa từng có tình, tại sao vô tình? Muốn làm đến vô tình, trước muốn sinh tình. Ai nói với ngươi? Ách, Đan Thanh Sinh. Ha ha ha, nguyên lai là hắn a. Bất giác bật cười một tiếng, Viên lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn tuy là Tây Châu đệ nhất nhân, nhưng đi là chính đạo, chỗ nào giải chúng ta Ma đạo ngộ đạo mưu trí. Nghe được lời này, Trác Phàm tâm nhất thời trầm xuống, bởi vì Viên lão đã hoàn toàn phủ quyết loại thuyết pháp này. Nhìn tới, hắn sau cùng cho Sở Khuynh Thành bài thi, đem là phủ định. Thế nhưng là, còn không đợi hắn lộ ra thất lạc biểu lộ, lão đầu kia lại cười ha ha một tiếng, tán thán nói, có điều, vị cao nhân này nói còn thật đúng, không hổ là Tây Châu đệ nhất nhân a, đạo hạnh cũng là cao. Da mặt nhịn không được hung ác run rẩy, Trác Phàm bất đắc dĩ nhìn về phía Viên lão chỗ đó, giở khóc giở cười. Một khỏa vừa mới làm lạnh tâm, lại bắt đầu ấm lên. Viên lão, ngài có thể hay không đừng xuyến ta, vấn đề này ta hỏi thế nhưng là rất nghiêm túc a. Ha ha ha, không phải ta tại xuyến ngươi, là chính ngươi tại xuyến chính ngươi mà thôi. Đã ngươi trong lòng đã có đáp án, vì sao không phải hỏi ta? Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Viên lão không khỏi điều cười ra tiếng, Trác quản gia, thực ngài không phải liền là muốn nghe ta nói một câu, nam nữ chi ái, vô hại ma đạo a. Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm mặt hiện nét hổ thẹn, khom người cúi đầu nói, Viên lão cao kiến, ta tâm hiện tại đã bất công, cho nên còn mời Viên lão phân xét. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cái này ta vẫn là minh bạch. Nếu là chút tình cảm này thật có thương tổn ma đạo tu hành, vậy ta thì... Đoạn, ta dị liếc hắn một cái, Viên lão sủi cười ra tiếng. Trong mắt một trận do dự, Trác Phàm khẽ cắn môi, hung hăng gật đầu. Không khỏi bật cười một tiếng, Viên lão thở dài một hơi, nếu là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi hướng ta thỉnh giáo hỏi như thế để lời nói. Ta hội lập tức trả lời hắn, nam nữ chi ái chính là ma đạo cấm kỵ, tuyệt không thể đụng, nếu không tất nhiên chìm đắm vào vô tận thống khổ, trầm luân đi xuống, vĩnh thế thoát thân không được. Ma đạo vốn là vô tình chi đạo, dính chữ tình, thì vạn kiếp bất phục. Nhưng là đối với ngươi Trác quản gia, ta lại là khuyên ngươi, cứ việc buông tay buông chân đi tiếp thu nó đi. Vì cái gì, không khỏi sững sờ, Trác Phàm không rõ ràng cho lắm. Bất giác cười nhạo lấy lắc lắc đầu. Viên lão đạm mạc lên tiếng, bởi vì ngươi đã trầm luân, cùng đoạn, không bằng toàn bộ tiếp thu, nếu không ngươi tất sinh tâm ma. Mí mắt nhìn không được lắc một cái, Trác Phàm trong lòng kinh hãi. Ngươi biết chúng ta ma đạo, vì sao một mực truyền thừa lấy không động vào cảm tình cấm kỵ sao? Khuôn mặt đột nhiên nghiêm một chút, Viên lão yên lặng nhìn lấy Trác Phàm hai mắt. Trong mắt lóe lên một tia mê mang, Trác Phàm chậm rãi lắc lắc đầu. Ha ha ha. Thực lão phu cũng không lắm giải, bất quá đi qua lão phu nhiều năm suy tư, cuối cùng có một ít tâm đắc. Không là ma đạo không thể đụng vào cảm tình, mà là bình thường ma đạo tu giả không chơi nổi mà thôi, đây là cho người chơi cao cấp chơi. A, à, không khỏi sững sờ, Trác Phàm bỗng dưng ngây người, không hiểu kỳ vọng. Nhìn ra trong mắt của hắn nghi hoặc, Viên lão tiếp tục nói, thiên địa sơ khai, liền có chính ma lưỡng đạo. Mà nhân tâm đều có dục vọng. Liền xuất hiện chính ma lưỡng đạo khác biệt tu luyện phương thức. Chính đạo yêu cầu vứt bỏ dục vọng, đạt đến cùng thiên địa dung hợp, vô dục vô cầu, ma đạo lại hoàn toàn ngược lại, kinh lịch nhân thế dục vọng, khám phá hồng trần, phương thành đại đạo. Nói cách khác, chính đạo coi trọng là xuất thế, ma đạo nếu là nhập thế. Nhìn như vậy đến, chính ma lưỡng đạo, vốn không chính tà chi phân, nhưng là đã muốn nhập thế, tất dễ dàng dục vọng sinh ra, bị dục vọng khống chế, đây cũng là ma. Siêu thoát ma, liền nhập đạo. Cho nên ma đạo, trải qua ma mà nhập đạo, không phải trầm luân ma tính mà thôi. Chúng ta muốn làm, chung quy là về đến chữ đạo chỉ vì tại tu luyện trên đường, chúng ta đi qua vô số ma dục, càng dễ trầm luân ma tính, liền tự nhiên bị dán lên ác chữ.
nhưng là phàm là ma đạo đại thành người, lại đều là không phải là người đại ác, càng sẽ không giống ma sách tứ quỷ trước kia làm ra như thế, không có việc gì cướp bóc đốt giết. Bởi vì bọn hắn đã đại thành, liền đã tiến vào thiên đạo quỹ đạo. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm trong lòng không sai. Nguyên lai hắn coi là ma đạo thậm chí tư chi đạo, xem ra cũng là tiến vào cố chấp. Tùy ma nhập đạo, siêu việt chí tư, mới là đại đạo bản tướng. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm cảm giác mình trước mắt tự nhiên hiểu ra, đã là lại có tâm đắc. Đến mức tình yêu nam nữ, bản thân không có cái gì, nhưng là dễ nhất sinh ra tư dục chỗ, một khi trầm luân, vạn kiếp bất phục. Đến sau cùng, rất nhiều ma đạo tu giả đã không phân rõ như thế nào tình, như thế nào muốn. Chỉ có thể ở vô tận trong dục vọng chìm vào ma tính, rời xa đại đạo. Cho nên, người trong ma đạo mới đối tình này chứ coi là mãnh hổ hung thú, không dám tùy tiện đụng chi. Bởi vì rất khó có người, có thể siêu thoát nó. Tại điểm này, người trong chính đạo tiện tiện lợi nhiều lai đâu. Bọn họ vốn là tu lấy vứt bỏ muốn chi đạo, cùng tình dục vừa tốt âm dương trung hòa, lại là không dễ trầm luân. Ngay sau đó, viên lão tiếp tục nói, nhưng là ngươi phải hiểu được. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, thiên địa vô tình, lại là công chính. Ma đạo so với chính đạo đến, cần trải qua khó khăn vạn hiểm càng thêm gập ghềnh, cho nên một khi đại đạo được thành, coi là đứng ở đỉnh phong chỗ, không phải chính đạo có thể so sánh. Không sai gật đầu, Trác Phàm đã rõ ràng, nói cách khác, cảm tình không đáng sợ, chỉ cần ta không có trầm luân nam nữ chi dục là được. Ha ha ha, ngươi nặng không trầm luân, hiện tại đã không có quan hệ. Mấu chốt là, người đã trầm luân. Bất giác khẽ cười một tiếng, viên lão chỉ hắn thầm nghĩ, người biết người trong ma đạo lớn nhất đại tâm ma là cái gì, tiếc nuối. Đã người đã rơi vào chút tình cảm này, như không đi giải quyết nó, hội chung thân tiếc nuối, cái này đối người có hại không lợi. Chỉ bất quá cái này cảm tình vòng xoáy, người muốn thế nào siêu thoát, lại là muốn bằng chính ngươi. Cho nên lão phu mới nói, đây là người chơi cao cấp chơi. Đồng dạng mới ra đời tiểu hài tử nhưng là chơi không. Bất quá ta tin tưởng, ngươi có thể chơi nổi. Hy vọng ngươi cho dù rơi vào cảm tình vòng xoáy, cũng có thể đầu chính tự mình đạo, mà không phải giống Đan Thanh Sinh trước kia một dạng, kém chút liền nói tâm sụp đổ, trầm luân báo thù ma dục bên trong. Có điều hắn cũng là kỳ nhân, cuối cùng vẫn trở lại quỹ đạo, ha ha ha. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm yên lặng gật gật đầu, khom người bái nói, đa tạ viên lão chỉ điểm tri ân. Ta đã minh bạch làm thế nào? Ai, hiện tại rốt cục có thể cho nàng một cái trả lời chắc chắn, tâm tình thư sướng rất nhiều a. Ha ha ha, lão phu bất quá đem chính mình sở ngộ nói ra thôi, chưa hẳn thì là chân lý. Thiên địa tuy có chính ma hai đại đạo thống, nhưng đại đạo ngàn vạn, ai có thể nói mình nhất định chính là đúng. Tất cả mọi thứ, còn phải theo chính mình tâm đi. Khẽ cười một tiếng, viên lão lần nữa trịnh trọng khuyên nhủ, Trác quản gia. Thực lần này trong lòng ngươi đã có đáp án, chỉ là bị truyền thống đạo thống hạn chế lại mà thôi, mới có thể tìm lão phu giải tỏa nghi vấn. Nhưng là, càng là tiếp cận đại đạo, biết người càng ít, khi đó không ai có thể cho ngươi giải tỏa nghi vấn, ngươi có thể tin tưởng, chỉ có chính mình mà thôi. Không phá thì không xây được, hướng lúc những cái kia lão tiền bối sở ngộ suốt đạo đường chưa hẳn cũng là chính xác, đến chính ngươi đi qua mới biết được. Trong lòng bất giác run lên, Trác Phàm lần nữa thật sâu bái hạ. Nghiêm túc nói, Trác Phàm thụ giáo. Vừa dứt lời, Trác Phàm đột nhiên xoay người rời đi, trên mặt một mảnh niềm nở. Tiếp đó, hắn mục tiêu chính là Huyền Thiên Tông. Nhìn lấy cái kia nhẹ nhàng tốc độ, viên lão hài lòng gật đầu, nhưng rất nhanh lại thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này có chính mình đạo, có thể không nguyệt ngươi vì sao lại càng ngày càng mất phương hướng đây, ai? Sư phụ, việc này thật không được sao? Hừ, nghiệt chướng. Ngươi thật sự là tốt vết sẹo quên đau, còn ngại nữ nhân kia hại ngươi hại không đủ a. Coi như ngươi bây giờ vì tông môn lập đại công, tông quy cũng là tông quy, tông chủ hắn là tuyệt đối sẽ không vì vậy nhượng bộ, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Ngươi cũng tuyệt đối đừng cùng tông chủ sách, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, đến lúc đó vi sư cũng cứu không ngươi. Trác Phàm trong lòng tích tụ được đến giải thoát, chính là trong lòng đại sướng, tùy tiện giạt rào thời điểm, tiến lên cước bộ cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Tựa hồ đã muốn không kịp chờ đợi tiến về Huyền Thiên Tông, lại là đột nhiên nghe đến hai đạo quen thuộc tiếng vang tại tranh chấp lấy cái gì, ngẩng đầu nhìn lại chính thấy là Thích Cung Phụng cùng Khuê Lang sư đồ hai người. Trong lòng bất giác nghi hoặc,
Trác Phàm bình thường là lười nhác quản người ta việc nhà, nhưng người nào để hắn hôm nay tâm tình tốt đây, liền khẽ cười một tiếng, hướng hai người đi đến nói, thế nào, các người cái này hai sư đồ tại tranh giành cái gì đâu. Há, Trác quản gia. Khuê lang nhìn đến Trác Phàm đến, nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, cái kia Thích Cung Phụng cũng là hướng Trác Phàm khẽ vuốt cằm thi lễ, thở dài nói, ai, cái này nghiệt chướng thật sự là không khiến người ta bớt lo a. Lập một điểm nhỏ công liền bắt đầu đắc ý vong hình, cũng không nhớ rõ lúc trước hắn là phạm chuyện gì mới bị phạt nhập tạp dịch phòng, hừ. Khuê lang nghe đến, một trận hổ thẹn, cúi thấp đầu, Trác Phàm nhìn thấy, lại là một mặt hiếu kỳ, lông mày nhíu lại nói, đến tột cùng làm sao, nói nghe một chút. Trong lòng do dự nửa ngày, Khuê lang dương mắt nhẹ liếc Trác Phàm một chút, cuối cùng cắn răng một cái, buồn vô cớ lên tiếng, Trác quản gia, ta chuyện ngài cũng biết, chính là ta cái kia bà nương. Minh bạch, bởi vì cùng ngươi sự tình, bây giờ bị áp tại Huyền Thiên Tông A. Bởi vậy, tại Song Long hội phía trên, ngươi còn bị Tuyên Thiếu Vũ uy hiếp, để hắn một ván. Trác Phàm trong lòng không sai, bừng tỉnh đại ngộ nói. Thích Cung Phụng nghe, lại là nhất thời mí mắt lắc một cái, một mặt nộ khí nhìn về phía Khuê lang mắng, cái gì, ngươi bởi vì nữ nhân kia, tại Song Long hội phía trên cho địch nhân tưới nước. Quả thực buồn cười, cái này nếu như bị tông chủ biết, người còn có mạng nhỏ sống sao? Ai ra, hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy a. Thích Cung Phụng tức giận tới mức giơ chân, một trận bi thương, Trác Phàm lại là khoát khoát tay, khẽ cười một tiếng, khuyên nhủ, Thích Cung Phụng chớ nổi giận hơn, dù sao sự kiện này cũng liền người ta ba người hắn biết được, người khác đều không biết, mà lại ta cũng làm tức áp xuống tới, không có vấn đề. Đa tạ Trác quản gia giúp đỡ. Khom người một cái thật sâu thân thể, Thích Cung Phụng cảm kích nói, sau đó vừa hung ác chừng Khuê lang liếc một chút, thẳng đem hắn chừng đến một trương xấu hổ mặt, càng thêm buông xuống. Nhưng là, hắn vẫn là ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, tiếp tục nói, lần này chúng ta không phải lập công a, tông chủ cũng hết sức cao hứng, cho nên ta muốn thừa dịp này thời cơ, thỉnh cầu tông chủ có thể lấy Ma Sách Tông danh nghĩa ra mặt, cùng cái kia Huyền Thiên Tông nói chuyện, đem ta cái kia bà nương cứu ra. Đánh giám. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, Thích Cung Phụng đã là hét lớn một tiếng, mắng, chúng ta Ma Sách Tông vốn là cấm đoán nam nữ tình yêu, như thế nào lại vì ngươi một người đệ tử, để xuống thể diện đi cùng Huyền Thiên Tông đàm phán vơ vét người. Đừng nói trước đến lúc đó Huyền Thiên Tông nhất định sẽ đại lừa đảo, coi như nó vô điều kiện thả người, ta Tông cũng tuyệt đối gánh không nổi người này. Thích Cung Phụng chửi rủa quanh quẩn tại Khuê lang bên tai, lộ ra đến mức dị thường chói tai. Lệnh hắn ngăn không được trong lòng thất lạc. Nhưng hắn lại là còn có một tia hy vọng cuối cùng, hai mắt nhìn chằm chằm Trác Phàm phương hướng. Sư phụ hắn là nhất định sẽ không giúp hắn, quan trọng ngay tại Trác Phàm có nguyện ý hay không thay hắn đem ý tứ này chuyển cho tông chủ biết được. Phải biết, Trác Phàm mặc dù cũng là đệ tử thân phận, nhưng là tông chủ tâm phúc, hiện tại lại một tay vì tông môn thắng được Song Long hội trung tam tông thủ vị thứ tự, chính là như mặt trời giữa trưa cơ hội. Danh vọng cho dù là tông môn cung phụng trưởng lão cũng không sánh bằng. Từ hắn ra mặt cho nói hộ, không thể nói được tông chủ liền sẽ đáp ứng. Nhưng là, Trác Phàm sâu cau mày, sờ lên cằm, trầm ngâm một chút, lại là bật cười lắc lắc đầu, ai, sư phụ ngươi nói đúng, vẫn là quên đi, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Tà Vô Nguyệt người này vô tình tự tư, như thế không có chỗ tốt sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Mà lại, còn có thể dưới cơn nóng giận, đem ngươi chỉ tội. Người tốt nhất đừng đi tìm cái này suối quẩy. Thích Cung Phụng rất tán thành gật đầu, hung hăng chừng đồ đệ mình liếc một chút. Phảng phất tại nói, xem đi, Trác quản gia đều là ý kiến này. Khuê lang thì là sắc mặt trầm xuống, trong lòng một trận thất lạc tuyệt vọng. Có điều. Thế mà, đúng lúc này, Trác Phàm lại là lời nói xoay chuyển, lại suy cười ra tiếng nói, muốn đem người kéo ra đến, chưa hẳn thì nhất định phải lấy tông môn danh nghĩa ra mặt không thể. Vừa vặn, ta cũng muốn đi Huyền Thiên Tông vơ vét người, người cùng ta cùng một chỗ đi. Ách, thân thể bất giác trì trệ, hai người cùng nhau bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, tất cả đều ngây người. Đếm rõ số lượng giây, Thích Cung Phụng mới khó có thể tin nói, Trác quản gia, ngài. Ha ha ha, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn chút trời, sướng cười ra tiếng, lão tử tại ma đạo chìm đắm nhiều năm. Cảm ngộ rất nhiều, nên tính là người chơi cao cấp đi. Mặc cho ngươi tình dục chi hải cỡ nào trầm luân, ta đều không sợ, ha ha ha.
chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Trác Phàm, hai người một mặt mê mang, không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm dương mắt nhìn Khuê Lang liếc một chút, lại là đưa cái ánh mắt, nhíu nhíu mày, bật cười nói, còn đứng ngây đó làm gì, cùng lão tử đi thôi. Huyền Thiên Tông nhiều năm như vậy đều là hạ tam tông, tay bên trong khẳng định không có bao nhiêu thánh linh thạch. Lão tử cái kia 2000 thạch thánh linh thạch, nện ở trên mặt hắn, cũng không tin vơ vét không ra hai nữ nhân tới. Vừa vặn, người một cái, ta một cái. Nói, Trác Phàm đã là dẫn đầu hướng tông ngoài cửa đi đến, Khuê Lang kinh ngạc nhìn Trác Phàm bóng lưng rất lâu, mới phản ứng được, không khỏi mừng rỡ như điên, vội vàng đuổi theo Trác quản gia, ngài. Ngài thật nguyện ý dùng thánh linh khoáng đổi về ta cái kia bà nương. Đương nhiên, chỉ là thánh linh khoáng, một giới tử vật, nào có người trọng yếu. Trác quản gia, ngài đại ân đại đức, Khuê Lang suốt đời khó quên. Sau này lên núi đao xuống vạc dầu, Khuê Lang đều đảm nhiệm ngài điều động. Ai, đừng nói nghiêm trọng như vậy, vậy cũng là chúng ta đồng bệnh tương liên đi, bất quá, ách. Có lẽ về sau còn thật có dùng tới ngươi thời điểm, cái này ai biết được, ha ha ha. Từng tiếng cười khẽ truyền ra, Trác Phàm cùng Khuê Lang hai người thân ảnh đã là dần dần biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Thích Cung Phụng một người ngây ngốc đứng im lặng hồi lâu đứng ở tại chỗ, không thể tin nhìn sang. 2000 thạch thánh linh khoáng, đổi hai nữ nhân, cái này, đây cũng quá lãng phí đi. Phải biết, bọn họ trước kia toàn tông nhiều lắm là cũng liền 1000 thạch thánh linh thạch, còn muốn duy trì tông môn mấy trăm năm vận doanh. Nhưng bây giờ, vị này Trác quản gia vì hai tên nữ tử, thì cam nguyện ra 2000 thạch thánh linh khoáng. Thích Cung Phụng yên lặng nhìn lấy cái kia đã không có một ai phía trước, da mặt ngoan quất, lòng tại máu, coi như ngài có tiền nữa, cũng không phải như thế hoa a. Ai, chỉ có thể nói thổ hào thế giới, chúng ta không hiểu. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Thích Cung Phụng đối Trác Phàm loại này tiêu tiền như nước cách làm khó có thể lý giải được, nhưng cũng đã ao ước lại ghen ghét, nhưng cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng, thật sâu tán thưởng. Trác Phàm vì chính mình nữ nhân bỏ vốn nhiều như vậy cũng coi như, nhưng bây giờ thế mà tính cả Khuê Lang phần kia cũng đi ra, suy nghĩ một chút tốt như vậy lão bản, cũng thật sự là thiên hạ hiếm có. Khuê Lang có thể ôm vào dạng này bắp đùi, cũng coi như hắn có phúc. So sánh với nhau, bọn họ tông chủ Tà Vô Nguyệt, nhưng là hẹp hòi được nhiều, thường xuyên bè lũ xu nịnh, muốn tranh giành một ly một không có. Thế nhưng là, hắn lại làm sao biết, cái này 2000 thạch thánh linh khoáng đối với Trác Phàm tới nói, bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi, nhưng đối Tà Vô Nguyệt lại là toàn bộ gia tư. Hai người đặt chung một chỗ, luận xuất thủ xa xỉ có thể so sánh đến A. Trác Phàm, chúng ta có thể đi sao? Ma Sách Tông Tông môn trước, Sương Nhi hai nữ sớm đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Trác Phàm hai người tới, Vĩnh Ninh bất giác mí mắt lắc một cái, kỳ quái nói a, Khuê Lang đại ca cũng cùng đi với chúng ta sao? Rực rỡ cười một tiếng, Khuê Lang không nói gì, Trác Phàm lại là mỉm cười, thản nhiên nói, không, hắn là trước cùng chúng ta đi chuyến Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông? Không sai, chúng ta đi đem Khuynh Thành nối liền. Cùng nhau về nhà. Khóe miệng xẹt qua một đạo không hiểu ý cười, Trác Phàm trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo tinh quang. Trong lòng bất giác nhảy một cái, hai nữ liếc nhìn nhau, đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh cũng là cười một tiếng. Riêng là Sương Nhi, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt càng nhiều một tia nhu sắc, khó trách ta vừa mới gặp ngươi cảm thấy có chút kỳ quái, không giống trước kia như thế tâm tình nặng nề, xem ra ngươi đã có đáp án, biết nên như thế nào trả lời chắc chắn Khuynh Thành thì. Đúng vậy a, vấn đề này, ta đã kéo quá lâu, thật sâu hít một hơi, Trác Phàm trong mắt bất giác có chút giật mình lo lắng, cười khẽ một tiếng. Hai nữ gặp, cũng là khẽ gật đầu, vì Trác Phàm cuối cùng có thể bỏ xuống trong lòng bao phục mà vui mừng. Ngay sau đó, bốn nhân mã trước đó đường, hướng Huyền Thiên Tông phương hướng xuất phát. Bởi vì Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành nhất định là nửa năm ước hẹn, cho nên bốn người trên đường hành trình cũng không phải vội vàng, thậm chí. Trác Phàm là có chút phí thời gian, cố ý đem hành trình thả rất chậm, tựa hồ có chút khẩn trương. Đây đều là trì hoãn gần 10 năm vấn đề, đến lúc đó nên như thế nào cho nàng một cái chuẩn xác đáp án, nàng chính là phản ứng gì, chính mình lại cái kia ứng đối ra sao, đây đều là Trác Phàm phải đối mặt suy nghĩ vấn đề. Bỗng nhiên, Trác Phàm như cùng một cái lần đầu lên kiệu hoa đại cô nương giống như, do dự không ngừng, suy nghĩ thật lâu. Sương Nhi hai nữ nhìn lấy đây hết thảy,
bất giác tất cả đều suy cười rộ lên, nghĩ không ra luôn luôn nhanh chóng quyết đoán Trác đại quản gia, gặp phải chuyện nam nữ thế mà cũng sẽ nhăn nhăn nhó nhó lên. Như thế như vậy, mọi người tại trên đường tiến lên một tháng có thừa, lại là liền đến Huyền Thiên Tông 1/3 lộ trình cũng chưa tới. Đến sau cùng, liền Sương Nhi đều có chút nhìn không được, chu chu mỏ, nhìn về phía Trác Phàm nói, chúng ta cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, chậm như vậy cước trình, chỉ sợ chờ chúng ta đến, ngươi cùng Khuynh Thành tỷ ước định thời hạn nửa năm sớm qua. Ách, phải không, trong lòng bất giác trì trệ, Trác Phàm không khỏi cười khan một tiếng, chần chờ nói, chỉ là ta đi về sau, cái kia dùng phương thức gì giải thích đây, dù sao mấy năm này ta đều một mực tại vắng vẻ. Hiu. Bỗng nhiên, một đạo tiếng xé gió vang, một đạo đỏ thẫm bóng người đột ngột đến từ hư không hung hăng nện xuống đến, oanh một tiếng, liền rơi xuống bọn họ ngoài trăm thước, nện đến khói lửa bụi phía trên. Không khỏi sững sờ, mọi người cùng nhau tiến lên xem, lại là nhất thời giật mình. Người này không là người khác, chính là Song Long hội phía trên bọn họ gặp qua Huyền Thiên Tông Đan Nhi, cũng là Sở Khuynh Thành sư muội. Thấy tình cảnh này, đang chuẩn bị đi đem Sở Khuynh Thành muốn trở về Trác Phàm, cái này làm tỷ phu, sao có thể mặc kệ. Sau đó đuổi bước lên phía trước, đem nàng đỡ dậy, vội vàng nói, Đan Nhi, ngươi làm sao, xảy ra chuyện gì? Trác Phàm. Ánh mắt hơi hơi mở ra một cái khe hở, Đan Nhi nhìn người tới bất giác vui vẻ, chặn lại nói, nhanh. Nhanh đi cứu Khuynh Thành tỷ. Khuynh Thành, nàng làm sao, trong mắt nhịn không được co rụt lại. Trác Phàm vội vã lúc lắc Đan Nhi cái kia gầy tiểu thân tử, kêu lên. Từng ngụm thở mấy hơi thở, Đan Nhi trên mặt một trận bi thương, trong hai mắt đều tràn đầy nước mắt, còn có Nhược Hoa tỷ, Thanh Nhi tỷ, các nàng. Các nàng đều. Da mặt có chút co lại, Trác Phàm lạnh lùng nói, ta mặc kệ hắn người như thế nào, người nói với ta, Khuynh Thành đến cùng làm sao. Trác Phàm trong mắt tràn đầy băng lãnh, hai đạo lệ mang hung hăng nhìn chằm chằm Đan Nhi ánh mắt. Thẳng đem nàng dọa đến thân thể lắc một cái, không dám lại nói. Ách, Trác quản gia, ngài để cho nàng từ từ nói, nhìn đem đứa nhỏ này hoảng sợ. Khuê lang nhìn thấy, đuổi vội mở miệng khuyên nói một tiếng, sau đó nhìn về phía Đan Nhi nghiêm túc nói, tiểu nha đầu, người mau nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Thật sâu nhìn mọi người liếc một chút, Đan Nhi trầm ngâm một chút, cuối cùng khóc sụt sùi nói, tông chủ. Tông chủ bọn họ muốn bắt chúng ta 5 vị tỷ muội thân thể, cho thiếu chủ chữa bệnh. Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm sắc mặt đã là trong nháy mắt âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, ta biết tiểu tử kia có bệnh, trời sinh ngũ hành không được đầy đủ, nhưng không nghĩ tới hắn chẳng những thân thể có bệnh, liền lão tử cũng mẹ hắn có bệnh, lại dám đem chủ ý đánh đến lão tử nữ nhân trên thân. Cảm thụ lấy Trác Phàm trên thân cái kia cuồn cuộn sát ý toát ra. Đan Nhi không khỏi vừa sợ xem Trác Phàm liếc một chút, lại không dám lên tiếng. Nhưng là không biết làm sao, Trác Phàm cái kia ngập trời sát khí lại là để cho nàng đồng thời lại có một ít an tâm, tựa hồ rốt cuộc tìm được cứu thế chủ cảm giác. Khuê lang vỗ nhẹ nhẹ đập Trác Phàm đầu vai, để hắn tỉnh táo lại, sau đó tiếp tục nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra, người nói rõ ràng, chúng ta cũng tốt nghĩ biện pháp cứu người. Tốt, thực sự tình là như vậy. Hơi hơi gật gật đầu, Đan Nhi bình yên tĩnh một chút kích động trong lòng, mở miệng yếu ớt nói, Song Long hội về sau, chúng ta trở lại tông môn, ngày đầu tiên không có việc gì, nhưng là đến đêm khuya, mấy vị trưởng lão lại là từng cái đem chúng ta mấy vị tỷ muội tu vi phong, đưa đến một chỗ trong mật thất. Chỗ đó, tông chủ và công tử đều tại, khi đó chúng ta mới biết được, nguyên lai cái gọi là Chu Thiên Tứ Nguyên Trận, chính là vì chữa trị công tử tiên thiên ngũ hành không đủ mà sáng tạo ra đến. Chúng ta đi tham gia Song Long hội, cũng bất quá là vì mức độ lớn nhất khảo nghiệm Chu Thiên Tứ Nguyên Trận uy năng, có hay không đạt đến yêu cầu. Dù sao, chỉ có đối mặt địch nhân, sinh tử một đường lúc, mới có thể đem trận thức tất cả uy lực phóng xuất ra. Về sau trưởng lão cảm giác cho chúng ta hợp cách, liền rốt cục muốn bắt chúng ta đến cho công tử chữa bệnh. Nghi đầu hơi hơi lắc một cái, Sương Nhi vội vàng hỏi nói, làm sao chữa? Chu Thiên Tứ Nguyên Trận dựa vào là nguyên linh thể chất xử nữ, dẫn động Chu Thiên chi lực, lấy tinh khiết nhất giúp công tử tẩy gân phạt tủy, tái tạo ngũ hành. Sau cùng, nói đến đây, Đan Nhi bất giác gương mặt một đỏ, thanh âm cũng thấp đi, sau cùng lấy xử nữ phá thân chi huyết, dẫn động ngũ hành chi lực, mới có thể hoàn toàn chữa trị công tử thân thể. Đụng, một tiếng vang thật lớn,
Trác Phàm tay phía dưới một tảng đá lớn đã là bị hắn cứ thế mà bóp nát, mi đầu hung ác run run, nói cách khác. Cái kia Sắc Phôi công tử, là muốn khuynh thành thân thể. Không chỉ là như vậy. Không khỏi chùi chùi bà xa nước mắt, Đan Nhi nức nở nói, vốn là chúng ta vì công tử dùng Chu Thiên chi lực chữa trị thân thể không có gì, mọi người vì công tử cống hiến lần thứ nhất, trừ khuynh thành tỷ bên ngoài, tất cả mọi người là cùng công tử cùng nhau lớn lên, tuy nhiên cũng không nhiều nguyện ý, nhưng có thể cứu hắn tánh mạng, mọi người hy sinh một chút cũng không sao. Thế nhưng là, vạn vạn không nghĩ đến. Không có nghĩ đến cái gì, mọi người cùng kêu lên hỏi. Đan Nhi tiếng khóc càng lớn, lau nước mắt nói, công tử hắn vậy mà tương Thanh Nhi tỷ tỷ nguyên thần toàn bộ hấp phệ, hắn làm lúc bộ dáng thật đáng sợ, Thanh Nhi tỷ tỷ trong nháy mắt biến thành người khô, khi đó tựa hồ liền tông chủ đều không thể tin được, ngơ ngác. Cái này là ma đạo thải âm bổ dương chi thuật, tiểu tử này đã nhập ma. Mí mắt nhìn không được lắc một cái, Trác Phàm cắn răng nói, chỉ sợ sẽ là lúc đó tại cái kia tiểu trấn phía trên, bị viêm ma tiểu tử này dẫn vào tâm ma. Bất quá viêm ma là ma đạo tu giả, tu cũng là đạo này, tự kiềm chế lên thành thạo. Nhưng là cái này Tuyên Thiếu Vũ trầm luân ma tính, liền triệt để sụp đổ, khó có thể khống chế. Thì ra là thế, đều là viêm ma người kia sai. Im miệng, nhìn đến Đan Nhi cái kia khóc khóc đề đề kêu gào, Trác Phàm bất giác hung ác chừng nàng liếc một chút, lạnh lùng nói, chính đạo vốn là xuất thế chi đạo, coi trọng cũng là thanh tâm quả dục, vốn là nhất không dễ dàng trầm luân ma tính. Thế nhưng là trong lòng của hắn vốn là sinh tà muốn, sớm muộn nhập ma. Viêm ma lần kia cũng bất quá là cái kíp nổ mà thôi, cuối cùng vẫn là chính hắn tâm thuật bất chính, trầm luân trong dục vọng, quái đến người nào. Trong lòng bất giác run lên, Đan Nhi nhất thời im lặng, không dám nói lời nào. Mi đầu chăm chú vặn thành một cái vấn đề, Trác Phàm thật dài phun ra một ngụm chọc khí nói, khuynh thành các nàng thế nào, người lại là làm sao trốn tới. Khuynh thành tỷ tựa hồ đã sớm biết đây hết thảy giống như, sớm làm chuẩn bị, trong miệng đã là ngậm độc đan. Nếu là bọn họ dám dùng mạnh, liền nhất phách lưỡng tán. Nàng nói nàng theo ngươi có nửa năm ước hẹn, nửa năm sau ngươi chưa tới, nàng liền từ tông chủ bọn họ. Nếu là ngươi đến, nghe ngươi đáp án, nàng cũng có thể an tâm rời đi. Mà lại, nàng dùng cái này còn bảo hộ hắn người. Một mực nức nở khóe miệng, Đan Nhi sâu xa nói, về sau. Chúng ta bị phong tu vi, nhưng còn có thể tự do hành động. Tựa hồ Khuynh Thành tỷ đã sớm chuẩn bị, có một ngày nàng đem chúng ta đưa đến Hàn Quang Động. Chỗ đó, là Lãnh Thiên Ảnh sư tỷ diện bích chỗ. Bỗng nhiên, Lãnh Thiên Ảnh sư tỷ phá vách tường mà ra, mở ra chúng ta phong ấn. Chúng ta cùng một chỗ hướng ra phía ngoài giết, nhưng có tông môn trưởng lão cung phụng ngăn cản, cũng chỉ có ta may mắn chạy ra, dư tỷ muội lại bị nắm trở về. Cái gì, Thiên Ảnh? Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Khuê Lang không khỏi kêu lên sợ hãi. Thật sâu liếc hắn một cái, Đan Nhi mê mang gật gật đầu, đúng vậy a, Thiên Ảnh sư tỷ là Khuynh Thành tỷ trước đó Hàn Quang kiếm người nắm giữ, vốn là nàng nên Chu Thiên Tứ Nguyên trận một trong người. Bất quá giống như nghe nói nàng 20 năm trước phạm tông quy, cùng ma đạo tông người lai vãng, bị phạt Hàn Quang động diện bích. Bất quá bây giờ ta phỏng đoán, nàng là phá tấm thân xử nữ, mới bị ném bỏ. Nếu không Thiên Ảnh tỷ tươi ngon mọng nước chi thể, như thế khó được, tông môn làm sao có thể bỏ được đem nàng dứt bỏ, sau cùng tông chủ còn trăm phương ngàn kế tìm nàng vật thay thế, sau cùng tìm đến Khuynh Thành tỷ. Thiên Ảnh, ngươi, mí mắt hơi hơi lắc một cái, Khuê Lang cắn răng nói, nàng hiện tại thế nào? Trầm ngâm nửa ngày, Đan Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, không biết, ta trốn tới về sau, các nàng đều bị bắt, không biết kết cục gì. Bất quá ta nghĩ... Thiên Ảnh tỷ khẳng định sớm đã biết cái này hậu trường hết thảy, cho nên Khuynh Thành tỷ mới có chuẩn bị. Dù sao, từ Khuynh Thành tỷ nhập tông về sau, chính là Thiên Ảnh tỷ một mực chịu tội dạy nàng, kế thừa Hàn Quang kiếm. Thật sâu nhắm mắt lại, Khuê Lang toàn thân run rẩy, hàm răng cắn thật chặt, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Ba. Bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền ra, Trác Phàm nhất trưởng nặng nề mà đập vào hắn đầu vai. Khuê Lang sững sờ, tĩnh mắt nhìn đi. Lại chính gặp Trác Phàm một trương âm trầm mặt, rất là khủng bố. Cái kia Lãnh Thiên Ảnh, là ngươi nữ nhân đi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng, yên tâm đi, Khuynh Thành là người thông minh, nàng có thể cứu đến một cái, liền có thể cứu được một đám. Mấu chốt là, lần này cảm ơn ngươi nữ nhân kia,
không phải vậy ta cho dù đến đó, đoán chừng cũng đã muộn. Bằng sức một mình ta, không cách nào theo một cái tông môn bên trong đoạt lại hai nữ nhân. Nhưng là bây giờ thì khác biệt, thời hạn nửa năm chưa tới, ta có là thời gian, điều binh khiển tướng, cầm xuống Huyền Thiên Tông. Thân thể nhịn không được lắc một cái, Khuê Lang kinh ngạc nhìn về phía Trác Phàm, một mặt chấn kinh chi sắc. Đan Nhi cũng là trong lòng chấn động, bất khả tư nghị nhìn sang. Huyền Thiên Tông thế nhưng là Tây Châu chín tông một trong, bình thường các tông môn ma sát một chút còn có thể, nhưng thật muốn phát động chiến tranh, cũng không phải đùa giỡn, có lẽ liền sẽ dẫn tới Song Long Viện tham gia. Trách nhiệm này, không phải ai có thể gánh chịu nổi. Thế nhưng là, Trác Phàm một khi giận lên, cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Cho dù đằng sau khắc phục hậu quả rất phiền phức, đó cũng là đằng sau sự tình, hắn hiện tại như lại không hành động, cái kia lúc này thì sẽ hối hận cả đời. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trên thân sát khí ngăn không được hướng bên ngoài tản ra, còn lại mọi người nhìn về phía hắn lại đã hoàn toàn ngây người. Riêng là Đan Nhi, trong mắt càng là có chút mông lung, người này đến tột cùng là người điên, vẫn là bá vương. Vù vù. Bỗng nhiên, hai đạo tiếng xé gió vang, hai cái thân mang ông lão mặc áo trắng đã là chợt xuất hiện tại mọi người trước người, xa xa nhìn qua, lại chính là hai tên hóa hư tứ trọng cao thủ. A, là Lý trưởng lão cùng Thường trưởng lão. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Đan Nhi lúc này dọa đến hoa dung thất sắc, hét to lớn tiếng. Hai tên lão giả kia gặp này, ào ào phát ra mỉa mai nụ cười, sau đó lại nhìn mọi người liếc một chút, thực lực cao nhất chỉ là Khuê Lang. Hóa hư nhị trọng tu giả mà thôi, bọn họ thì càng không đem mọi người để vào mắt, liền ngay cả phát ra giễu cợt thanh âm. Đan Nhi, người tiểu nha đầu này, người cho rằng người chân năng chạy ra ta Huyền Thiên Tông bàn tay. Đụng, một tên trưởng lão ngay tại một mặt khinh bỉ nhìn lấy Đan Nhi, chào phúng lên tiếng, lại là chợt nghe một tiếng vang thật lớn đột nhiên phát ra, ngay sau đó chính là xương máu đầy trời, phiêu đãng bốn phía, cái kia quát kêu thanh âm cũng bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Mà tại hắn biến mất chỗ, cũng ngột xuất hiện một cái chiều cao 100 trượng đỏ thấm cự long, lại chính là Trác Phàm cái kia đại lực xích long vương xuất hiện. Sắc bén long chảo nắm thật chặt phía dưới một bãi thịt nát, tanh hôi máu tươi từ dưới vuốt cuồn cuộn chảy ra. Mà cái kia cự long sau lưng, là Trác Phàm âm trầm đôi mắt. Một chiêu, chỉ một chiêu, một vị hóa hư tứ trọng cao thủ, nhất thời vẫn lạc, thần hồn câu diệt. Còn lại một vị khác bạch y trưởng lão. Nhìn lên trước mặt hết thảy, đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ là hắn, cho dù là Đan Nhi cũng không nhịn được ngơ ngác, thật sâu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó. Trác Phàm thực lực mạnh bao nhiêu, trong nội tâm nàng minh bạch, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm lúc này lại sẽ như thế nộ khí trùng thiên, căn bản không để ý tới đối phương bất luận cái gì đôi câu vài lời, nói động thủ liền động thủ. Có thể thấy được, Sở Khuynh Thành tao ngộ. Đã để hắn động tránh thức lửa giận. Thiên Long thần hồn, đại lực xích Long Vương. Trong mắt hung hăng co lại, lão giả kia một mặt kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, run rẩy thân thể nói, ngươi. Ngươi chính là thiếu chủ bọn họ nói cái kia, tại Song Long hội phía trên rực rỡ hào quang quái vật, Ma Sách Tông Trác Phàm. Khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh lẽo đường cong, Trác Phàm bất giác suy cười một tiếng nói, chính xác, đáng tiếc không có phần thưởng. Đụng. Lại là một tiếng vang thật lớn, đại lực xích Long Vương một cái khác cự chảo đã là hung hăng nện xuống, đảo mắt tới gần, chỉ là trong nháy mắt, người trưởng lão kia thậm chí còn không phát ra một tiếng thê thảm chu lên, đã bỗng dưng không có sinh cơ, hóa thành bồng bồng huyết hoa, phiêu tán tứ phương. Hiu hiu hiu, giải quyết hai cái đuổi theo Huyền Thiên Tông trưởng lão, Trác Phàm thu hồi thần hồn, trong tay thánh linh khoáng không ngừng thoáng hiện. Nhất thời liền tại Khuê Lang bọn người bốn phía bố trí xong một cái ẩn khí tức trận tới. Ông! Một đạo rõ ràng ba động lóe qua, chúng người thân ảnh nhất thời biến mất ở bên trong. Các ngươi ở chỗ này chờ, đừng lộn xộn, ta hồi tông tìm người giúp đỡ. Quét mọi người liếc một chút, Trác Phàm lúc này quay người, liền muốn ly khai. Khuê Lang trầm ngâm một trận, đột nhiên nói, Trác quản gia, tông chủ sẽ không đồng ý cùng Huyền Thiên Tông khai chiến. Hắn có đồng ý hay không không trọng yếu, ta sẽ đem chúng ta người kéo qua. Ánh mắt khẽ híp một cái, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, Trác Phàm trong lòng đã là có dự định, đạp chân xuống liền nhất thời hướng Ma Sách Tông bên trong bay trở về, còn có, Khuê Lang, các nàng giao cho ngươi chăm sóc. Yên tâm đi, Trác quản gia, Khuê Lang nghĩa bất dung từ.
xa xa ôm một cái quyền, Khuê Lang mặt sắc mặt ngưng trọng, trong lòng thầm than. Trác quản gia, ngài nhưng là ngàn vạn muốn ra biện pháp đến a, ngài sở cô nương, còn có ta cái kia bà nương mệnh, nhưng là ký thác vào ngài trên thân. Siêu. Nửa tháng sau, Trác Phàm lần nữa trở lại Ma Sách Tông kết giới cửa vào, ấn quyết trong tay đánh ra, nhưng nghe một tiếng rõ nét ba động vang lên, hư không bên trong liền bất chợt tới đến ra hiện một cái cửa vào, tiếp lấy hắn chậm chậm đi vào. Đứng lại, người nào? Đột nhiên, hét lớn một tiếng, một tên đệ tử nhất thời nhảy ra, ngăn ở Trác Phàm trước mặt, nhưng khi hắn thấy là Trác Phàm lúc, nhất thời cổ co rụt lại, một mặt áy náy rực rỡ cười, nguyên lai là Trác quản gia trở về a, xin lỗi, vừa mới đệ tử đường đột. Không có gì đáng ngại, hơi hơi khoát khoát tay, Trác Phàm không chút phật lòng. Tên đệ tử kia gãi đầu một cái, một mặt xấu hổ, tạ Trác quản gia không trách tri ân, ai, đám kia thằng nhãi con, tận tin đồn lời, nói Trác quản gia đã rời tông không trở lại, hại đệ tử còn thương tâm nửa tháng đây. Hiện tại Trác quản gia, không trở về tới sao, ha ha ha. Thế nào, người rất nhớ ta sao? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Cổ cứng lên, tên đệ tử kia cực kỳ nghiêm túc gật đầu, đương nhiên, nếu không phải Trác quản gia lời nói, chúng ta những thứ này tạp dịch phòng người, còn tại trải qua không bằng heo chó sinh hoạt, vĩnh viễn không có mặt trời, không chiếm được tấn thăng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, tuy nhiên tiểu nhóm thực lực không đủ, vô duyên tiến vào Trác quản gia tinh anh tạp dịch phòng, nhưng tốt xấu có cái hy vọng, nghĩ đến sang năm ta thì có thể vào, ha ha ha. Vậy là tốt rồi. Vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn, Trác Phàm mỉm cười, có điều, giống người nghĩ như vậy, còn có bao nhiêu người. Không khỏi sững sờ, tên đệ tử kia không rõ ý, nhưng vẫn là tình hình thực tế nói, Trác quản gia đối với chúng ta đại ân đại đức, tạp dịch phòng các huynh đệ đều cảm ơn đây, về sau tiến vào tinh anh tạp dịch phòng những cái kia ban đầu nội môn ngoại môn đệ tử, cũng đều được lợi ích thực tế. Nghĩ đến toàn tông hơn phân nửa đệ tử trưởng lão, hội cảm kích Trác quản gia vì tông môn làm ra ra hết thảy. Cái kia còn có một số nhỏ đâu. Bọn họ đại khái cũng là nội môn trưởng lão thân tín. Đoán chừng hận ngài hận muốn chết, ha ha ha. Liếc nhìn nhau, hai người bất giác cùng nhau cười to lên. Không sai gật đầu, Trác Phàm trong lòng an lòng, đột nhiên ánh mắt nghiêm một chút, bình tĩnh nói, như vậy, ta như cầu các ngươi giúp đỡ, bao nhiêu người nguyện ý. Trác quản gia cái này liền khách khí, nhưng xin phân phó, sông pha khói lửa, không chối từ. Hung hăng liền ôm quyền, người kia cực kỳ chân thành nói. Rất tốt. Cái kia tông chủ có ở đây không? Hài lòng gật đầu, Trác Phàm một bên hướng về nội môn phương hướng đi đến, một bên trong lòng tính toán binh lực. Ha ha ha, Trác quản gia, cái này lại là ngài đại công. Bất giác đùa cười một tiếng, người kia một mặt tán thán nói, ngài nhưng biết, gần nhất tông chủ thế nhưng là rất bận rộn, căn bản không tại tông môn ngốc. Từ khi ngài tại Song Long hội phía trên rực rỡ hào quang, lớn bao nhiêu đế quốc đã bắt đầu hướng chúng ta ném ra ngoài cảnh ô lưu. Muốn chúng ta vào ở bọn họ chỗ đó, có càng là chỉ có Thượng Tam Tông mới có thể vào chú chỗ. Tông chủ mấy ngày nay hết sức vui mừng, đã là ra ngoài cùng các đại đế quốc hoàng thất trao đổi vào ở sự tình. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía hắn, ta dị cười một tiếng, nói cách khác, hiện tại tông chủ không tại. Ây, là chuyện như vậy, bất giác sững sờ, tên đệ tử kia ngơ ngác gật đầu. Khóe miệng xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong. Trác Phàm gật gật đầu, ha ha ha. Dạng này vừa vặn, ngược lại là thuận tiện nhiều. Nói, Trác Phàm liền sải bước hướng về nội môn đi đến, chỉ để lại tên đệ tử kia một trận mê mang, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trác quản ra đây là ý gì, thật quỷ dị a. Đương đương đương. Từng tiếng thanh dương tiếng chuông vang vọng cả cái tông môn, tất cả trưởng lão cung phụng tất cả giật mình, không rõ ràng cho lắm hướng về nội môn đại điện phương hướng tiến đến. Hắn nãi nãi, cái này mẹ hắn là ai đập loạn chuông, triệu tập trưởng lão cung phụng nghị sự. Song Long hội vừa kết thúc, mới thanh nhàn hai ngày, cái này lại có cái đại sự gì, muốn toàn tông thương thảo. Một tên trưởng lão, một mặt ai oán hướng tông môn tiến đến, trên mặt tràn ngập không tình nguyện ba chữ to. Một vị khác cung phụng tiến đến trước mặt hắn, bất giác suy cười một tiếng, ngươi ngốc a, hiện tại tông chủ không tại, toàn bộ trong tông cũng chỉ có đại cung phụng có quyền lực này. Bất quá, đại cung phụng luôn luôn thâm cư không ra ngoài, chưa từng gõ qua chiếc chuông này, nhưng còn có một cái tự tiện chuyên quyền a. Thạch cung phụng, khóe miệng nhìn không được rút rút,
Trưởng lão kia bất đắc dĩ lắc đầu, trong bọn họ môn đã thất bại thảm hại, chúng ta tinh anh tạp dịch phòng trưởng lão cung phụng hiện tại là gấp đôi bọn họ, hắn chả muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Chẳng lẽ muốn thừa dịp tông chủ không tại, xoán quyền đoạt vị? Bất đắc dĩ nhún nhún vai, tên kia cung phụng cũng là nhíu nhíu mày, từ chối cho ý kiến, ai biết được, ha ha ha. Bất quá, hắn hiện tại hẳn là không thực lực kia đi. Tất cả trưởng lão cung phụng đều tại hướng về nội môn đại điện chỗ hành động, trong mắt đều là chớp động lên vẻ mờ mịt. Thạch cung phụng tại chính mình sân nhỏ, mì đầu sâu nhăn, thở dài không thôi. Bên cạnh hắn, thì là theo chân hắn ái đồ, Lục Hạt ở bên hầu hạ. Lục Hạt, những tên kia, đều liên lạc qua đi. Dương mắt khẽ liếc hắn liếc một chút, Thạch cung phụng thì thào lên tiếng. Khom người cúi đầu, Lục Hạt trịnh trọng nói, khởi bẩm sư tôn, bọn họ đã tất cả đều đáp ứng. Liền chờ nơi này ra chuyện. Hừ, ra chuyện, người đều chạy, còn nào có sự tình có thể ra. Bất giác suy cười một tiếng, Thạch cung phụng bất đắc dĩ lắc đầu, trên đời này còn thật có xem danh lợi như cặn bã người a, gần du áo đi, ẩn sâu công cùng tên. Trác phàm a Trác phàm, người làm đúng như này thanh cao, làm xong việc thì rời đi nơi này, để đó rất tốt tiền đồ không để ý sao. Vẫn là, người đã xem thấu nơi này hiểm cảnh. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, công thần lui thân. Trong mắt lóe lên nói đạo tinh mang, Thạch cung phụng không khỏi liên tục cười khổ, có chút phiền muộn, một mực chờ thời khắc này rốt cục đến, lại là đột nhiên tịt ngòi, để hắn có lực không sử dụng ra được, quả nhiên là phiền muộn cực kỳ. Lục Hạt ở một bên nhìn lấy, cũng là bất đắc dĩ, thầm than Trác phàm làm việc, luôn luôn như thế ra ngoài ý định, khiến người ta nhìn không thấu a. Đương đương đương. Bỗng nhiên thanh dương tiếng chuông truyền vào hắn cái tiểu viện này, Thạch cung phụng lông mày nhíu lại, nhìn hướng về nội môn phương hướng, thật sâu nhíu mày, Tà Vô Nguyệt tiểu quỷ kia không tại, trừ lão phu ai còn dám gõ nội môn đại điện chiếc kia cự chung. Trong lòng trầm ngâm một chút, Thạch cung phụng đột nhiên mí mắt vừa nhấc, lại tỏa sáng sức sống, đi, đi xem một chút, có lẽ kế hoạch chúng ta còn không có hoàn toàn ngâm nước nóng. Nói, hai người một trước một sau vội vàng hướng nội môn tiến đến. Mà cùng lúc đó, nội môn trên đại điện, sớm đã là người đông tấp nập, chật ních người. Tất cả trưởng lão cung phụng đều một mặt không thể tin nhìn về phía trong đại điện một người, người kia chính là Trác phàm không thể nghi ngờ. Nội môn đại điện chiếc chuông lớn kia, cũng là hắn gõ vang. Mà sách tông tất cả trưởng lão cung phụng người đều tới không kém bao nhiêu đâu. Lạnh lùng quét mọi người liếc một chút, Trác phàm hắng giọng, thản nhiên nói. Mọi người bất giác trì trệ, trên mặt đều là vẻ ngờ vực, Bạch cung phụng vuốt khẽ tròm râu, một mặt không hiểu nhìn về phía Trác phàm, dò hỏi Trác quản gia, ngài cái này là ý gì? Nội môn này chuông lớn, nguyên bản chỉ có tông chủ và đại cung phụng mới có thể gõ vang. Tuy nói trong lúc đó có không ít người tự tiện vượt quyền, nhưng ngài dù sao vẫn là đệ tử thân phận, có chuyện tìm chúng ta làm là được, làm gì làm ra động tĩnh lớn như vậy đâu. Hắc hắc, Bạch cung phụng. Người vừa mới đây là ý gì, người nào tự tiện vượt quyền. Ngay tại Bạch cung phụng vừa dứt lời thời điểm, một tên Thạch cung phụng một phái trưởng lão lúc này phản bác, đại cung phụng luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trong tông sự vụ ít có tham dự, về sau Thạch cung phụng ra mặt xử lý thỏa mãn, hắn gõ chuông tổ chức nội môn hội nghị làm sao lại vượt quyền. Hừ hừ, hắn còn không tính vượt quyền a, không tại vị, không mưu chính, biết hay không? Cười lạnh. Bạch cung phụng chế giễu lại. Người kia sắc mặt giận dữ, cần cãi lại, Trác phàm lại là bất chợt tới đến xuất ra một đạo sáng loáng lệnh bài, ở giữa nhất cái kia chữ tà, đâm vào trong mắt người một trận choáng váng, lạnh lùng nói ta có cái này, có tính hay không vượt quyền. Tông chủ lệnh bài. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, tất cả trưởng lão cung phụng lúc này thân thể lắc một cái, sau đó đủ tề bái hạ tham kiến tông chủ. Gặp khiến như gặp người, Trác phàm có tông chủ lệnh bài. Liền tương đương với Tà Vô Nguyệt đích thân đến. Vừa vặn hiện tại Tà Vô Nguyệt cũng không ở nơi này, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, Trác phàm lúc này cáo mượn oai hổ lên, phụng tông chủ chi mệnh, mà sách tông tất cả trưởng lão cung phụng nghe lệnh. Tại, khom người một cái thật sâu thân thể, tại chỗ tất cả mọi người không còn dám có dị nghị. Lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, Trác phàm hét lớn lên tiếng, từ giờ trở đi, mà sách tông tất cả trưởng lão cung phụng nghe ta chỉ huy. Không được có tuân. Nếu không, lấy tông quy xử trí. Vâng, mọi người lại bái. Như vậy,
hiện tại toàn tông trên dưới, cung phụng đệ tử trưởng lão cùng một chỗ theo ta xuất phát, thân phó Huyền Thiên Tông. Cái gì? Không khỏi khẽ giật mình, mọi người tất cả đều không thể tin nhìn về phía hắn. Hắn đem tất cả trưởng lão cung phụng mang đến Huyền Thiên Tông, đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người vừa đi, cái này tông môn hư không không nói, đột nhiên chạy tới người ta địa bàn, thế nhưng là rất dễ dàng xảy ra đại sự a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người do dự không ngừng, khó có thể quyết đoán, đây thật là tông chủ ý tứ. Cho dù là Bạch cung phụng cùng Thích cung phụng chờ Trác Phàm người của mình, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt cũng là có chút điểm kỳ quặc. Toàn tông cao thủ cùng chuyển động, đây cũng quá không hợp với lẽ thường a. Chỉ có một người, nhìn về phía thân ở cao vị Trác Phàm, phát ra cái này chấn kinh tất cả mọi người mệnh lệnh, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, lại chính là vội vàng chạy đến Thạch cung phụng không thể nghi ngờ. Hắc hắc hắc, Trác Phàm, người rốt cục trở về, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, rất tốt. Đã như vậy, vậy lão phu giúp người một tay đi. Trong mắt lóe lên một đạo khiếp người tinh quang, Thạch cung phụng khóe miệng lộ ra một tia lão hồ ly giống như nụ cười. Nơi này xảy ra chuyện gì, là ai gõ chuông? Trang lấy tựa như là vừa tới một dạng, cái gì cũng không biết, Thạch cung phụng sắc mặt túc mục, Trang nghiêm bảo tướng cầm nhanh chân, đi vào tất cả mọi người trước mặt. Nhìn thấy chính mình nội môn lão đại đến, một tên trưởng lão đuổi bước lên phía trước cúi đầu, chỉ Trác Phàm nói, khởi bẩm Thạch cung phụng, là cái này Trác Phàm cầm lấy tông chủ lệnh bài, gõ vang nội môn chiếc kia cự trung, triệu tập nội môn trưởng lão cung phụng hội nghị, nói muốn dẫn tất cả trưởng lão đệ tử cung phụng, tiến về Huyền Thiên Tông, không biết muốn làm gì. Giả bộ giật mình, Thạch cung phụng thật sâu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, riêng là tấm lệnh bài kia, trên mặt kinh nghi bất định. Trác Phàm cũng lạnh lùng nhìn lấy hắn, mi đầu khẽ run, trong mắt đã là xuất hiện lãnh mang. Hắn tâm lý minh bạch, cái này Thạch cung phụng chính là nội môn đứng đầu, cho dù Tà Vô Nguyệt tự mình tọa chấn, cũng dám chống đối hai câu, chớ nói chi là hiện tại Tà Vô Nguyệt không tại, chỉ bằng hắn một tấm bảng hiệu, giả truyền thánh chỉ. Như thế nói đến đây, nếu là một hồi hắn muốn cản trở chính mình đem người mang đi, không thể nói được liền muốn cùng cái này Thạch cung phụng làm một vố lớn, giết gà dọa khỉ. Bỗng dưng, Trác Phàm trong mắt đã là xuất hiện trần trụi sát ý. Còn lại những cái kia nội môn trưởng lão cung phụng nhìn lấy đây hết thảy, lại là cười lạnh liên tục, một mặt khinh miệt nhìn về phía Trác Phàm. Đừng nói ngươi nha chỉ là cái lập điểm công tích đệ tử, liền xem như tông chủ tự mình, chỉ cần có Thạch cung phụng tại chỗ, hắn cũng chưa chắc có thể làm được độc đoán. Cầm khối phá thẻ bài đến cáo mượn oai hổ, hừ hừ, ngươi cũng quá coi thường nội môn thế lực. Thích cung phụng cùng Bạch cung phụng chờ tạp dịch phòng trưởng lão cung phụng nhóm, nhìn lấy đây hết thảy, nhưng cũng là trong lòng tính toán lợi ích được mất. Một hồi Trác Phàm như cùng Thạch cung phụng triển khai xung đột, bọn họ nhất định là muốn hướng lấy Trác Phàm một phương. Tuy nói Trác Phàm mệnh lệnh này có chút đường đột, chuyện rất quan trọng, nên cẩn thận hành sự. Nhưng là đến một lần hắn có tông chủ lệnh bài, danh chính ngôn thuận, thứ hai hắn là tạp dịch phòng đại biểu, là người một nhà A. Vô luận là thế tục triều đình chính quyền đấu tranh, vẫn là thế ngoại tông môn lục đục với nhau, cho tới bây giờ thì không nhận một chữ lý, mà chính là nhận thân chữ, bên người thân không cần đạo lý. Trác Phàm là tạp dịch phòng người nắm giữ, coi như hắn đưa ra yêu cầu lại cố tình gây sự, bọn họ bọn này trưởng lão cung phụng cũng là nhất định muốn thẳng hắn đến cùng, đây cũng là lợi ích chiến đấu, nội đấu nguyên tắc. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người các về hai phái, mắt lớn chừng mắt nhỏ mà nhìn xem. Một cỗ mười phần nồng đậm mùi thuốc súng tràn ngập trong lúc đó, lập tức liền muốn bộc phát ra một trận kéo dài cả cái tông môn quần thể kéo bức đại chiến. Thế nhưng là, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thạch cung phụng làm ra hành động lại là lúc này làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, một đầu mơ hồ. Không chỉ là Thích cung phụng bọn họ tạp dịch phòng người xem không hiểu, liền nội môn những trưởng lão kia cung phụng nhóm cũng tất cả đều lộ ra mê mang ánh mắt. Thật sâu hướng Trác Phàm, không. Phải nói là hướng trong tay hắn cái kia tấm bảng hiệu cúi đầu, Thạch cung phụng một mặt cung kính nói, tham kiến tông chủ, cần tuân tông chủ chỉ dụ. Thạch cung phụng, ngài đây là, không khỏi sững sờ, nội môn tất cả cao tầng tất cả đều không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn, liền tạp dịch phòng trưởng lão cung phụng nhóm cũng triệt để hồ đồ. Làm sao cái này Thạch cung phụng, dễ dàng như vậy thì khuất phục sao? Đối mặt tông chủ đích thân tới lúc, đều không thấy hắn như thế thuận theo, nhưng lần này. Chẳng lẽ, Trác Phàm trên thân thật có bá vương chi khí,
bắt hắn cho trấn trụ. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đối cái này không thể tưởng tượng sự tình, suy nghĩ miên man, không rõ ý. Quay đầu hung hăng chừng tất cả mọi người liếc một chút, Thạch Cung Phụng nghĩa chính ngôn từ nói, làm càn, Trác Phàm đã mang theo tông chủ lệnh bài ở đây, vậy thì tương đương với tông chủ đích thân đến. Hắn lời nói, cũng là tông chủ lời nói. Các ngươi có cái gì bất mãn à, muốn tạo phản phải không? Không dám, cổ không khỏi co rụt lại, mọi người cùng nhau biệt khuất cúi thấp đầu. Trác Phàm cùng Thích Cung Phụng bọn họ thì là nghi ngờ nhìn về phía bọn họ, trong lòng nghi ngờ mọc thành bụi. Lão gia hỏa này, trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Không có để ý mọi người cái kia hoài nghi ánh mắt, Thạch Cung Phụng chỉ là nhạt cười một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm khẽ vuốt cằm nói, ha ha ha. Đã đây là tông chủ ý tứ, chúng ta tự nhiên lĩnh mệnh. Chỉ bất quá, tông môn không thể không người thủ hộ, có thể hay không để nội môn trưởng lão Cung Phụng đóng giữ nơi này, bọn người người, từ Trác quản gia đều mang đi như thế nào? Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Vốn là hắn cũng không muốn đem cái này nội môn trưởng lão Cung Phụng mang đi, chỉ muốn mang đi tạp dịch phòng cao tầng mà thôi, nếu không những người này cùng chính mình không hợp nhau, đến lúc đó phản chiến đối mặt, ngược lại phiền phức. Chỉ là hôm nay cái này Thạch Cung Phụng thái độ, cũng là thực có chút kỳ quái, sự tình có khác thường tất là yêu, không thể không phòng. Bất quá, hắn như thế trợ chính mình, đến tột cùng ý muốn như thế nào đâu. Mi đầu hơi hơi run run, Trác Phàm nhìn lấy Thạch Cung Phụng lão hồ ly kia giống như nụ cười, suy nghĩ một chút, lại là khó lường quả, liền không còn suy nghĩ. Hắn hiện tại thời gian đang gấp, không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Tốt, Thạch Cung Phụng nói có lý, như vậy nội môn trưởng lão Cung Phụng lưu tông thủ đợi, tạp dịch phòng trưởng lão Cung Phụng nhóm liền toàn theo ta đi, không được sai sót. Đạm mạc gật đầu, Trác Phàm nhìn về phía tất cả mọi người hét to lên tiếng. Mọi người cùng nhau gật đầu một cái, đều là khom người hẳn là. Thích Cung Phụng bọn họ vốn là trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng là hiện tại vì thẳng Trác Phàm, cũng liền không lại nói. Liền cái kia đối thủ một mất một còn Thạch Cung Phụng đều không làm khó dễ mình người nắm giữ, mình người của mình có thể mang ra hắn đài sao. Kết quả là, Trác Phàm phía trước dẫn đường, tất cả trưởng lão Cung Phụng đi theo sau, trùng trùng điệp điệp liền ra nội môn đại điện. Rất nhanh cả cái tông môn cũng bắt đầu gà bay chó chạy, ồn ào lên, đã là tại triệu tập đệ tử chuẩn bị xuất phát. Nhìn lấy cái kia một mảnh hối hả cảnh tượng, Thạch Cung Phụng không khỏi nhếch miệng lên, lộ ra tà dị đường cong, bên cạnh một tên trưởng lão lại là không hiểu, cau mày nói, Thạch Cung Phụng, chuyện lớn như vậy, ngài đây là. Cũng là bởi vì việc này trọng đại, cho nên chúng ta càng phải tùy theo tiểu tử kia mới là, lão phu cũng không thể lại để cho hắn không có làm ra nửa chút động tĩnh. Liền chạy a, ha ha ha. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, Thạch Cung Phụng trong mắt tinh quang lóe lên, suy cười ra tiếng, chúng ta cũng không chỉ là đem tiểu tử này một người trừ rơi coi như xong việc, mà chính là muốn đem hắn lưu tại nơi này tạp dịch phòng, tinh anh tạp dịch phòng chờ lung ta lung tung đổ vật, cùng nhau tận gốc diệt trừ, mới là trọng yếu nhất. Nếu không lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh, đây đều là hậu hoạn. Bây giờ ngược lại tốt, chính hắn muốn chết. Muốn khiến diệt vong, trước phải khiến điên cuồng, đây là giết, hừ hừ hừ. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, mọi người đều là không rõ ý, chỉ có đại trưởng lão tựa hồ nhìn ra một chút manh mối, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, than nhẹ lên tiếng. Lần này, tiểu tử này xem như thật phạm vào kỵ húy. Ma sách tông đệ tử thu đến mệnh lệnh, rất nhanh liền triệu tập cùng một chỗ, riêng là Khuê Cương, Nguyệt Nhi bọn người, càng là Trác Phàm tự mình gọi đến. Chỉ một thoáng, trùng trùng điệp điệp, lít nha lít nhít đệ tử, đủ có mấy vạn số lượng. Trác Phàm tùy ý kiểm lại một chút về sau, lập tức liền mang theo mọi người xuất phát. Bỗng dưng, toàn bộ Ma Sách Tông trong nháy mắt bị chuyển không, trở thành một tòa thành chết, chỉ có không đến 100 lão giả lưu thủ ở giữa. Nửa tháng sau, Khuê Cương cùng Sương Nhi chờ nữ chính lo lắng chờ đợi Trác Phàm tin tức, mắt thấy một tháng thời gian vội vàng mà qua, Sở Khuynh Thành các nàng chỗ đó sinh tử chưa biết. Trác Phàm bên kia cũng không biết tiến hành đến như thế nào, có thể chịu đến bao nhiêu nhân mã, bốn người cũng giống như trên lò lửa giống như con kiến, lo lắng vạn phần. Ầm ầm. Bỗng nhiên, bầu trời dường như mây đen bao bọc đỉnh, sấm sét vang dội đồng dạng, vang lên ầm ầm tiếng vang. Một mảng lớn mây đen, đen nghịt hướng bọn họ nơi này đè xuống, cái kia cỗ cường đại uy thế, cho dù là ngăn cách ẩn khí tức trận pháp,
cũng để bọn hắn nhìn không được khí tức trì trệ. Dương mắt nhìn lên, lại chính gặp vậy nơi nào là mây đen, rõ ràng là một mảnh đen kịt bóng người, đang theo bọn họ nơi này đánh tới, đại khái đếm, đủ có mấy vạn số lượng. Mà cái kia hàng trước đệ nhất nhân, dẫn đầu phi hành, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Trong mắt nhìn không được hung hăng co rụt lại, Khuê Lang không khỏi quá sợ hãi, lẩm bẩm nói, trời ạ, Trác quản gia hắn đem cả cái tông môn cao thủ đều chuyển đến à, làm sao lại có nhiều người như vậy lập tức, giúp chúng ta đoạt nữ nhân. Đúng vậy à, Trác Phàm hắn tại Ma Sách tông địa vị cao như thế sao? Các ngươi tông chủ vậy mà vì hắn, toàn tông xuất động, cùng chúng ta Huyền Thiên tông đại chiến. Không khỏi chớp chớp mắt to ngập nước, Đan Nhi tựa hồ cũng bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người, không thể tin nói. Sương Nhi hai nữ thì là một mặt hưng phấn, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo khuôn mặt, tại toàn bộ Tây Châu, có thể lấy lực lượng một người, chuyển ra như thế đại trận cho, chỉ sợ cũng chỉ có Trác Phàm một người. Bởi vì hắn người không phải là không có quyền lực này, mà chính là không có điên cuồng như vậy, hội vì một nữ nhân, làm ra như thế coi trời bằng vung sự tình, dẫn động tông môn đại chiến. Thế nhưng là Trác Phàm, cũng là như thế tùy hứng. Hưu, một đạo tiếng xé gió vang, Trác Phàm dẫn đầu thân thể hạ xuống, Khuê Lang bọn họ nhìn đến, vội vàng tiến ra đón, một mặt kích động, Trác quản gia, ngài mặt mũi nhưng là quá lớn, tông chủ vậy mà vì ngài xuất động tình cảnh lớn như vậy. Tiểu theo ngài, quả thực thụ sủng nhược kinh a. Xuyệt. Thế mà, Khuê Lang lời còn chưa dứt, Trác Phàm cũng đã làm ra một cái im lặng thủ thế, nhíu nhíu mày nói, khác quá lớn tiếng, đây không phải Tà Vô Nguyệt phái, hắn vừa vặn không tại, ta tự tiện kéo tới. A, không khỏi sững sờ, Khuê Lang chán trong nháy mắt cả người toát mồ hôi lạnh. Còn có, đám người này cũng không biết ta kéo bọn hắn tới làm gì, ngươi một hồi cái gì đều đừng nói. Ta đến cùng bọn hắn giải thích. Hơi hơi hướng bốn người nhíu nhíu mày, Trác Phàm bất giác suy cười một tiếng. Thế nhưng là Khuê Lang bọn họ, lại là triệt để kinh ngạc đến ngây người, riêng là Khuê Lang, càng là đã giật mình toàn thân không ngừng run rẩy. Trác quản gia, ngài cái gì đều không nói với bọn họ, liền đem bọn hắn lừa gạt đến nơi này đến, nếu như chờ bọn họ biết chúng ta là để bọn hắn giúp chúng ta đoạt nữ nhân. Cái này đám hung thần ác sát há không nên đem chúng ta ăn sống nuốt tươi hay sao? Bỗng dưng, Khuê Lang mặt mũi tràn đầy khổ bức sắc, sắp khóc đi ra, người đến kia bên trong, nhưng còn có sư phụ hắn đây, vốn là sư phụ hắn thì phản đối hắn cùng Lãnh Thiên Ảnh hai người. Cái này biết vì Thiên Ảnh, lại muốn phát động hai tông đại chiến, không biết lại muốn tức thành trình độ gì. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm vỗ vỗ hắn đầu vai nói, muốn cứu ngươi nữ nhân sao? Muốn thế nào? Sông pha khói lửa, không chối từ. Khuê Lang một mặt trịnh trọng nói. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm bất giác khẽ cười một tiếng, cái này chẳng phải xong, một hồi nhìn ta. Trong mắt lóe lên một đạo cơ trí tinh quang, Trác Phàm quay đầu hướng những cái kia từng bước rơi xuống tông môn trưởng lão cung phụng đi đến, trên thân tràn đầy không ai bì nổi bá khí. Nhìn lấy hắn như thế bộ dáng, tất cả mọi người bất giác ngơ ngác, riêng là Khuê Lang. Hắn tựa hồ hiện tại mới phát giác được, Trác Phàm cùng bọn hắn khác biệt. Bọn họ coi như đã lại kiên định sự tình, đều sẽ có các loại do dự thời điểm, nhưng Trác Phàm nhận định đường liền sẽ đi xuống. Cho nên Trác Phàm hiện tại, một giới đệ tử thân phận, thống lĩnh Ma Sách Tông hơn phân nửa trưởng lão cùng cung phụng. Khụ khụ khụ, hơi hơi hắng giọng, Trác Phàm đối xử lạnh nhạt quét về phía tại chỗ tất cả trưởng lão cung phụng, một cỗ không ai bì nổi uy nghiêm cảm giác thản nhiên mà phát, các vị. Chúng ta trước ở chỗ này ngừng chân, là bởi vì ta nhất định phải để các vị minh bạch, chúng ta đi Huyền Thiên Tông là làm gì. Mọi người tâm lý có cái chuẩn bị, cũng tốt hành động. Nghi đầu nhịn không được lắc một cái, trong lòng mọi người cùng nhau hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc xuống tới. Vốn là bọn họ suy đoán lần này toàn tông cao thủ xuất động, đã là không tầm thường, nhưng nhìn Trác Phàm hiện tại nghiêm túc như thế khuôn mặt, không khỏi trong lòng càng thêm nặng một chút. Tựa hồ lần này tình thế, coi là thật rất nghiêm trọng a. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, không nói một câu. Chúng ta lần này tiến đến Huyền Thiên Tông mục đích là... Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trầm ngâm một chút, đột nhiên trong mắt ngưng tụ, hét lớn lên tiếng, đánh hạ Huyền Thiên Tông, thật tốt giáo huấn bọn họ một phen. Cái gì? Không khỏi giật mình, mọi người lúc này bất khả tư nghị hét to lớn tiếng. Riêng là dẫn đầu Bạch Cung Phụng bọn người,
càng là khó có thể tin nói Trác quản gia, cái này. Tình thế này nhưng là quá lớn a, chín tông ở giữa rất nhỏ ma sát một chút, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng nếu nói tấn công tông môn, không có một cái nào giải thích hợp lý, thế nhưng là vạn vạn không còn gì để nói a. Đến lúc đó, Song Long Viện khả năng cũng sẽ chen chân tiến đến, trọng phạt tại tông môn, trách nhiệm này thế nhưng là ai cũng đảm đương không nổi. Cho dù là tông chủ, cũng giống vậy a. Bất giác sờ mũi một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Lý do, chẳng lẽ nói là vì lão tử đoạt nữ nhân sao, loại này cớ, con mẹ nó ai chịu vì lão tử đi bán mạng. Trác quản gia, cái này, thật sự là tông chủ ý tứ. Thích Cung Phụng nhìn một chút nơi xa Khuê Lang, minh bạch sự tình ngọn nguồn, giống như có lẽ đã đoán được một số manh mối, bất giác hỏi thăm lên tiếng, như tông chủ ý này không có cái lý do chính đáng lời nói, chúng ta vẫn là như vậy dẹp đường hồi phủ, làm chuyện gì đều không phát sinh đi. Nếu là ra chuyện, dẫn lửa thiêu thân, chúng ta ai cũng gánh vác không nổi. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Thích Cung Phụng hình như có chỉ, cũng có khuyên nhủ chi ý. Phảng phất tại nhắc nhở Trác Phàm, Trác quản gia, một nữ nhân mà thôi, không đáng bốc lên như thế lớn phong hiểm. Chúng ta bây giờ dừng tay còn kịp, chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra tốt, miễn cho sau cùng đem chính mình cũng bồi đi vào. Thích Cung Phụng lời ấy, vốn là hảo ý, cũng không có vạch trần Trác Phàm ý đồ, xem như chừa cho hắn lớn nhất thể diện, nhưng Trác Phàm là ai, dễ dàng như vậy xem thường từ bỏ sao. Bất giác cười lạnh, Trác Phàm nhẹ hừ một tiếng. Một đôi tia điện hung hăng quét mọi người liếc một chút, lạnh như băng nói, các ngươi biết tại tông môn lúc, ta vì cái gì không nói ra mang các ngươi đi ra lý do. Cũng là bởi vì sợ Thạch Cung Phụng hàng ngũ, sẽ đối với tấn công Huyền Thiên Tông có rất nhiều cản trở. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn sợ trận chiến này như bại, bọn họ chỗ nắm giữ tất cả mọi thứ, đều sẽ biến thành cho bụi. Nhưng là chúng ta không sợ, bởi vì chúng ta vốn là từ không tới có. Chúng ta chỗ nắm giữ hết thảy. Chỉ ở về sau, vĩnh viễn không tại hôm nay. Thân thể bất giác chấn động, mọi người liếc nhìn nhau, đều là một mặt nghiêm túc biểu lộ. Riêng là những cái kia tạp dịch phòng đệ tử, càng là đầy mặt leng keng chi sắc. Lần này Song Long hội nhất chiến, có rất nhiều chi tiết, ta không có để ba vị cung phụng nói cho các vị, chính là sợ chư vị hành sự lỗ mãng. Thật dài thở dài, Trác Phàm chợt mà trở nên thương cảm thực, chúng ta lần này chiến tích, bản năng đạt đến càng cao vị trí. Cũng là bởi vì cái này Huyền Thiên Tông tính kế chúng ta cá nhân chiến thất bại, mới tiếc nuối vô duyên Thượng Tam Tông. Cái gì, lại có việc này? Không khỏi khẽ giật mình, mỗi cái trưởng lão cung phụng toàn cũng bắt đầu châu đầu ghé tai lên, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Trác Phàm liếc mắt liếc Dương Sát liếc một chút, giống to lên tiếng, Dương Sát cung phụng, người nói có đúng hay không? Là, đầu không khỏi co rụt lại, Dương Sát vội vàng vội vã gật đầu. Thực sự kiện này, vẫn là Trác Phàm cùng mọi người thương thảo, áp xuống tới, trở về tốt khoe xấu che, đem công tích mở rộng. Đây là Dương Sát bọn họ ý nghĩ, Trác Phàm thì là không muốn vì chuyện này liên lụy đến Sở Khuynh Thành. Nhưng không nghĩ tới, Huyền Thiên Tông vậy mà xuống tay với Sở Khuynh Thành, hắn vì kéo động cừu hận, cũng liền đem việc này công bố. Dương Sát không rõ ràng cho lắm, vội vàng theo âm thanh đáp lời. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trác Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, tông chủ nghe đến việc này sau rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái này Huyền Thiên Tông trước kia cùng chúng ta đều là loại hạ tam tông, hiện tại chúng ta lập tức liền muốn đi vào trung tam tông, còn không thể thật tốt nhục nhã khinh bỉ bọn họ một chút sao. Cho nên tông chủ phái ta ra ngoài một tháng, đến bọn họ nơi đó đi, phải thật tốt ngượng bọn họ một phen, cũng chính là đi đắc chí một chút, truyền ta tông uy. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trác quản gia rời đi. Không phải như ngoại giới truyền ngôn đồng dạng, rời đi Ma Sách Tông, mà chính là phụng tông chủ chi mệnh đi Dương Oai đi. Thế nhưng là, ngay tại ta đi đến Huyền Thiên Tông về sau, lại là có phát hiện trọng đại. Thế mà, Trác Phàm lời nói xoay chuyển, tiếp tục lừa gạt nói, nó lại muốn liên hợp Thiên Hành Tông, cái này quá khí Trung Tam Tông, liên thủ chèn ép chúng ta, hướng chúng ta thẩm phóng độc thủ. Nghe đến tin tức này, ta lập tức hướng tông chủ bẩm báo. Trong lúc đó còn bị bọn họ đuổi theo hai cái trưởng lão, muốn giết ta diệt khẩu. Bất quá anh em thực lực, tự nhiên đem bọn hắn phản sát. Cái gì? Lần này, tất cả trưởng lão cung phụng nhất thời vỡ tổ, nộ khí trùng thiên. Cái này Huyền Thiên Tông cũng quá mẹ hắn làm càn,
tại Song Long hội phía trên âm chúng ta một thanh cũng coi như, hiện tại lại muốn giết chúng ta công thần, quả nhiên cái kia thật tốt giáo huấn mới là. Không phải vậy, nó còn cho là chúng ta Ma Sách Tông là dễ khi dễ đâu. Nhìn đến này từng mảng nổi giận đùng đùng khuôn mặt, Trác Phàm trong lòng cười thầm, cuối cùng bắt đầu vì lần hành động này xứng danh, tông chủ nghe nói việc này, cũng là giận dữ không thôi, hận không thể tự mình đến cửa đi giáo huấn bọn họ. Nhưng các ngươi cũng biết, tông chủ hiện tại đang cùng các đại đế quốc trao đổi đại sự, loại này giờ phút quan trọng phía trên, nếu là bị hai tông chèn ép, tất sẽ ảnh hưởng chúng ta danh dự. Cho nên, tông chủ chỉ thị chúng ta tiên hạ thủ vi cường, chúng ta chơi không lại Thiên Hành Tông, còn chơi không lại hắn tiểu đệ A. Kết quả là, tông chủ giao ta lệnh bài, nhưng ta toàn quyền phụ trách việc này. Cho dù bốc lên bị Song Long Viện chen chân trọng phạt nguy hiểm, cũng muốn đánh ra chúng ta uy danh. Chúng ta đã là Trung Tam Tông, không thể lại bị người ta làm Hạ Tam Tông khi dễ. Một trận chiến này, chính là đặt vững trong chúng ta Tam Tông địa vị nhất chiến, chỉ cần Huyền Thiên Tông không diệt Tông, chúng ta bị trọng phạt thì sao? Lúc đó ta thì biểu thị, cho dù ta cái kia 2000 thạch thánh linh thạch không muốn, toàn trả lại Song Long Viện, cũng muốn giúp ta Tông Dương tên Tây Châu. Tốt, Trác quản gia thân là Tông Môn đệ tử, nhưng nghĩa bạc phân thiên. Ngài đều nói như vậy. Chúng ta còn có cái gì có thể nói? Làm, chơi chết hắn nha. Trác Phàm vừa mới nói xong, lập tức có người hét to một tiếng, vỗ tay tán thưởng. Ngay sau đó, tất cả mọi người quần tình sục sôi, tiếng hô giết rung trời, một bộ muốn đem Huyền Thiên Tông đuổi tận giết tuyệt bộ dáng. Khuê Lang ở một bên nhìn đến, lại là hoàn toàn mắt trợn tròn, cái này Trác quản gia một trận khoe khoang loạn tán gẫu, vậy mà thật làm cho tông môn đám kia lão gia hỏa chiến ý nâng lên đỉnh điểm. Hiện tại coi như tông chủ đột nhiên hạ lệnh, để bọn hắn hồi tông, bọn họ đoán chừng đều mặc kệ, thề phải đem Huyền Thiên Tông một đạp tới cùng không thể. Chỉ là, bọn họ thực sự không thể tin tưởng, đám lão gia này cũng là mưu tính sâu xa lão gia hỏa, làm sao lại dễ dàng như vậy bị Trác Phàm tùy tiện sử dụng đâu. Thế nhưng là, bọn họ lại làm sao biết, Trác Phàm vừa mới một phen cổ động bên trong công tâm chi thuật. Muốn khiến người ta cam tâm tình nguyện cho người bán mạng. Có chỗ tốt là nhất định phải, phá phách cướp bóc thiêu Huyền Thiên Tông, cái kia chính là chỗ tốt, mặt khác, cần một cái lý do chính đáng, tông chủ chi mệnh, cũng là lớn nhất lý do chính đáng, lần, có người cho mang tiếng oan. Trác Phàm phụ trách cả kiện sự tình, còn nói muốn đem 2000 thánh linh thạch lấy ra làm việc này, rất rõ ràng hắn hội lưng, sau cùng, chính là đồng thanh chung khí, cùng chung mối thù, đem mọi người tâm tình điều động. Tất cả mọi thứ, Trác Phàm đều làm đến. Mỗi cái trưởng lão cung phụng lại không có nỗi lo về sau, cho dù trong lòng lại có lo nghĩ, cũng sẽ không lại nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì bọn hắn chỗ lo lắng, Trác Phàm đều đã giúp bọn hắn nghĩ đến, cũng giải quyết. Bọn họ sau đó phải làm, cũng là tại Trác Phàm chỉ huy dưới, giúp hắn đoạt lại nữ nhân là được. Hô! Phun ra một hơi thật dài, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong. Đan Nhi nhìn lấy đây hết thảy, đã là hoàn toàn mắt trợn tròn. Nguyên lai like cái này miệng lưỡi dẻo quẹo, đem không nói thành có, cũng có thể triệu tập nhân mã, giúp đỡ cứu người A. Ai, nếu không phải biết một chút tình huống, liền lão phu đều muốn tin hắn nói, giảng được cùng thật một dạng, ha ha ha. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thích Cung Phụng cười khổ một tiếng. Dương Sát bất giác cau mày một cái, kỳ quái nói, lệnh bài kia không phải tiểu tử này dùng đến chấp trưởng tham gia Song Long hội đệ tử lúc dùng à. Làm sao lại biến thành Vô Nguyệt để hắn tấn công Huyền Thiên Tông, mới cho. Dương Sát trong lòng hồ nghi, trên mặt đều là nghi ngờ. Hắn mấy cái tham gia qua Song Long hội đệ tử, cũng nghe ra đoạn này sục sôi diễn giảng bên trong lỗ thủng. Bất quá bọn hắn đều là Trác Phàm người, liền cũng không đi vạch trần hắn. Chỉ một thoáng, lúc trước vẫn là một mảnh mê mang Ma Sách Tông rất nhiều cao thủ, lúc này đã là quần tình sục sôi, giết tiếng la một mảnh. Đã là triệt để bị điểm lên sát ý, chỉ đợi dẫn bọn hắn thẳng hướng Huyền Thiên Tông liền có thể. Mắt thấy đã không cách nào ngăn cản Trác Phàm quyết ý, Thích Cung Phụng trầm ngâm một chút, hô to lên tiếng, vẫn là đề điểm có tính kiến thiết đề nghị A, liền kêu lên, Trác quản gia, Huyền Thiên Tông cùng chúng ta Ma Sách Tông quy mô không sai biệt lắm, thế nhưng là chúng ta bây giờ cũng không phải là hoàn toàn toàn tông xuất động, đối phương lại là sân nhà tác chiến, có trận thức kết giới vì dựa vào. Chúng ta muốn đánh xuống chỗ đó, rất khó a. Nghe được lời này, mọi người cũng là trì trệ, nhất thời dừng lại ồn ào, ngưng lông mày rơi vào trầm tư. Thích Cung Phụng nói,
xác thực như thế. Mi đầu hơi hơi run run, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo thần bí đường cong, lúc đang lúc này, nơi xa hư không ở giữa, lại từng mảnh đen nghịt mây đen hướng bọn họ nơi này đè xuống, đồng thời còn có một đạo đã lâu thanh âm quen thuộc vang vọng ghé vào lỗ tai hắn, Trác đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Người nào? Mi đầu lắc một cái, Ma Sách Tông mọi người cùng nhau quay đầu nhìn qua, đã thấy nơi xa đồng dạng một mảnh liếc một chút nhìn không thấy bờ nhân mã, ngay tại cấp tốc hướng bọn họ nơi này bay tới. Một người cầm đầu, diện mục tuấn lãng, đại khái 20 trên dưới, lại là khí khái anh hùng hừng hực, rất nhiều vương giả chi phong. Trác Phàm nhìn lấy người kia dần dần đi tới, sắc mặt bất giác một nhu, cười khẽ một tiếng, lớn lên a, Vân Hải. Không sai, đây chính là người Lạc Gia lập tức, không xa 10.000 dặm theo Thiên Vũ Đế quốc cảnh nội cấp tốc chạy đến. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm nhìn về phía mọi người tại đây không khỏi cười lớn một tiếng nói, ha ha ha. Hiện tại chúng ta nhân thủ đầy đủ, lão tử hai chi đội ngũ, xem như thắng lợi gặp nhau. Siêu siêu siêu, từng đạo hắc ảnh như sao băng như mưa to nện xuống, Lạc Vân Hải dẫn đầu đi vào Trác Phàm trước mặt, nhìn lấy trương này quen thuộc khuôn mặt, một mặt kích động nói, Trác đại ca, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Cũng không tệ lắm. Khóe miệng xẹt qua một đạo vui vẻ đường cong, Trác Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập Lạc Vân Hải đầu vai, nhàn nhạt gật gật đầu, khen, rất tốt, có nhất gia chi chủ khí độ, vậy ta cứ yên tâm. Nghĩ đến Lạc gia trong tay ngươi, chắc là chữa trị đến thuận buồm xuôi gió. Chậm rãi lắc đầu, Lạc Vân Hải một mặt khiêm tốn nói, chỗ nào, đều là Trác đại ca lưu lại tốt nội tình. Có gia cát quản gia ba người bọn họ chăm sóc, ta cái này gia chủ ngược lại là không có nhiều như vậy tâm nhưng là thao. Ha ha ha, nhất gia chi chủ, lớn nhất đại thủ đoạn cũng là chỉ người dùng người, nếu là trong nhà mỗi sự kiện ngươi đều việc phải tự làm lời nói, vậy ngươi cái này gia chủ thế nhưng là không hợp cách ha. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm một mặt cảm thán nói, gia cát Trường Phong ba người bọn hắn, được xưng là thiên vũ tam đại chí tinh, cũng không phải nói không. Có bọn họ thân ngươi trách phụ tá, ta xác thực không có gì có thể lo lắng. Mi đầu bất giác lắc một cái. Lạc Vân Hải trong lòng quính lên nói, thế nhưng là Trác đại ca, ta hay là hy vọng ngài có thể trở về. Lạc gia đại quản gia vị trí, nhưng là một mực cho ngài chống không đây, liền xem như gia cát quản gia, hắn cũng tự nhận không dám đi quá giới hạn, chỉ coi nhị quản gia, giữ lại cho ngài vị trí, ngươi khi nào trở về. Ta trở về, còn tưởng là đại quản gia sao? Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm tà dị nhìn về phía Lạc Vân Hải. Trêu đùa, ta hiện tại giá trị con người thế nhưng là bất chợt tới bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, lại thuê ta trở về lời nói. Không khỏi sững sờ, Lạc Vân Hải thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, cũng là mập mờ nháy mắt mấy cái, hắc hắc hắc. Tỷ phu của ta vị trí cũng cho ngài chống không đây, nếu không. Ách, tính toán, ta vẫn là làm đại quản gia đi. Bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ta đã có thê tử. Lần này ta phát ngọc giản gọi các ngươi đến trợ trận, cũng là nghĩ biện pháp đem phu nhân ta cứu ra, sau đó chúng ta cùng một chỗ hồi Lạc gia. Thật, trước mắt không khỏi sáng lên, Lạc Vân Hải nhất thời đại hỉ. Đúng lúc này, một đạo khác có chút thô kệch thanh âm cũng là tại hắn sau lưng đột nhiên vang lên, Trác quản gia, ngài rốt cục muốn trở về, chúng ta trông mong giờ khắc này, thế nhưng là thật lâu a. Trong lòng nhất động, Trác Phàm nhấc mắt nhìn đi. Lại chính gặp một trương quen thuộc khuôn mặt chính đầy rẫy dưng dưng nhìn lấy chính mình, đúng là mình số một tâm phúc, Lệ Kinh Thiên không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, hắn đã là hóa hư 6 tầng cao thủ, một thân khí thế cường hãn, bởi vì kích động, ngăn không được hướng bên ngoài tản ra. Thẳng đem một số thực lực nhỏ yếu tu giả, làm cho vội vã lui lại. Mà bên cạnh hắn, thì là Cửu Viêm Hải, Tuyết Thanh Kiến, Thiên Địa Nhị Thánh chờ lão bằng hữu, còn có mười mấy cái hóa hư cao thủ. Tuy nhiên lạ mắt, nhưng nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng là rất là cung kính. Lệ lão, các vị, đã lâu không gặp, lần này nhận được tương trợ. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm cung kính liền ôm quyền, cảm kích nói. Nhanh chóng vội vàng khom người ôm quyền hoàn lễ, mọi người cùng tiếng nói, Trác quản gia khách khí, đây là chúng ta việc nằm trong phận sự. Tốt, như vậy các vị làm phiền, đi với ta xông vào một lần Huyền Thiên Tông đi. Ánh mắt ngưng tụ, Trác Phàm lần nữa ôm quyền, hét lớn lên tiếng. Lạc gia mọi người cũng là cùng nhau khom người,
âm thanh chấn thương khung, muôn lần chết không từ. Trong lòng bất giác run lên, Ma Sách Tông tất cả mọi người một mặt kinh dị nhìn lấy những người này, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Những thứ này là ai, bên trong rõ ràng chỉ có không đến 40 tên hóa hư cao thủ, nhưng là Trác Phàm nói với bọn họ đi đánh cái kế tiếp tông môn thời điểm, vậy mà không có người nào có một tia do dự, tất cả đều là một bộ khẳng khái hy sinh sắc mặt, không để ý chút nào chính mình an nguy. Cho dù là bọn họ Ma Sách Tông muốn đánh một trận chiến này, đều muốn lo trước lo sau rất nhiều, nhưng những người này. Ánh mắt hơi khép một chút, mọi người lại xem xét Trác Phàm cái kia nghiêm túc sắc mặt, tại giữa hai bên băn khoăn nửa ngày, đều là một mặt kính nể thở dài ra một hơi. Đây chính là Trác quản gia người nhà A, quả nhiên lẫn nhau ở giữa tín nhiệm, như là kim tỏa, ngàn năm không thay đổi. Bọn họ không hỏi Trác Phàm vì sao muốn đánh, đánh như thế nào, thực lực đối phương như thế nào, chỉ là Trác Phàm một câu, thì như thế toàn lực ứng phó chống đỡ hắn. Có thể thấy được hắn tại trong lòng bọn họ bên trong, là như thế nào cao thượng địa vị. Khó trách vị này Trác quản gia, tình nguyện từ bỏ Ma Sách Tông đại tiền đồ tốt, cũng muốn về nhà. Cái nhà này, coi là thật đáng giá a. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Dương Sát cùng Thích Cung Phụng bọn người đều là thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy tán ăn vào sắc. Lão cha! Bỗng nhiên, vân giữa không trung, lại là một tiếng non nớt đồng âm hiển hiện, mọi người khẽ giật mình, cùng nhau nhìn qua, đã thấy một đạo hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, lại là một cái 6-7 tuổi đại non nớt hài đồng. Chỉ bất quá, dạng này một đứa bé con, có thể lăng không phi hành, mà lại cái kia ẩn ẩn tản mát ra khí thế cường đại, lại biểu hiện hắn đã là một vị hóa hư cao thủ, không khỏi làm Ma Sách Tông mọi người ào ào hoảng sợ. Tiểu tử này là tu luyện như thế nào, cũng quá nghịch thiên đi. Chỉ có Trác Phàm cùng Lạc Gia chúng người mới biết, đây là bọn họ thiên vũ đệ nhất quái vật, bất bại ngoan đồng, cổ tam thông. Trác Phàm mạnh hơn, lại cổ quái, cũng chỉ có thể hàng thứ hai. Bất quá cái này có quan hệ gì, bọn họ là cha con a. Lão cha. Phốc một tiếng vang trầm, cổ tam thông thẳng đánh thẳng vào Trác Phàm trong ngực, hưng phấn mà hét to lớn tiếng. Trác Phàm cũng hơi gật đầu, khẽ cười nói, tiểu tử, người cuối cùng đến, ta còn sợ lão gia hỏa kia không thả ngươi đây. Làm sao lại, coi như đại bá không để cho ta tới, lão cha có việc, Ngọc Giản truyền tin, ta trộm đi cũng sẽ chạy tới, hắc hắc hắc. Bất giác đùa cười một tiếng, cổ tam thông tựa hồ thật lâu không gặp Trác Phàm, tại trong ngực hắn lăn lộn, lăn qua lăn lại, không chịu đi ra. Trác Phàm cũng vui vẻ tại cái này cha con rất vui, cùng hắn đùa lấy, vui cười không ngừng. Thế nhưng là, Ma Sách Tông tất cả mọi người nhìn lấy đây hết thảy, dĩ nhiên đã mắt trợn tròn. Quái vật Trác Phàm, lại còn có cái 6-7 tuổi liền đạt đến hóa hư cảnh nhi tử. Cái này, đây thật là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa a, một gia đình quái thai. Cười khổ lắc lắc đầu, trong lòng mọi người đều là không rõ ràng cho lắm. A, đột nhiên, cổ tam thông một tiếng nghi hoặc, chỉ thiên địa nhị thánh nói, vì sao các ngươi hai cái còn chưa có chết? Lúc trước đem tiểu gia trói thật là khó chịu, lại còn dám ở tiểu gia xuất hiện trước mặt, nhìn tiểu gia làm sao làm chết các ngươi, hừ. Một tiếng gầm thét, cổ tam thông thì muốn xông ra Trác Phàm ôm ấp, đi đem hai cái này thiên địch giết chết. Thiên địa nhị thánh trong lòng siết chặt, bất giác vội vàng hướng lui lại một bước, đầu trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi lạnh. Cái này tiểu quái vật thực lực, bọn họ thế nhưng là rất kiêng kỵ a. Tiểu tam tử, bọn họ là ta người, mà lại ta cũng giúp người giáo huấn qua bọn họ, ân oán trước kia quên đi. May mà Trác Phàm một mực nắm lấy cổ tam thông, vội vàng ra giải thích rõ. Không khỏi khẽ giật mình, cổ tam thông nhìn xem Trác Phàm, lại nhìn xem một mực tại liên tục không ngừng gật đầu thiên địa nhị thánh, cuối cùng không sai gật đầu, hừ, coi như các ngươi thông minh, đầu nhập vào cha ta, muốn không phải nhìn cha ta mặt mũi, trước kia sổ sách, hừ hừ hừ. Lạnh giọng cười cười, cổ tam thông hướng thiên địa nhị thánh như đang thị uy dương dương quyền đầu, hai người gặp này, lẫn nhau nhìn xem, đều là liên tục cười khổ, trong lòng ai thán. Tiểu tổ tông, trước kia đều là ngươi khi dễ chúng ta có được hay không, còn luôn là một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, tìm chúng ta tính sổ sách, cùng cha ngươi một dạng không nói đạo lý. Không, sao cha ngươi còn không nói đạo lý? Khóe miệng không khỏi một xẹp. Thiên địa nhị thánh bất đắc dĩ nhìn lấy cái này hai cha con, mặc dù chỉ là nghĩa phụ tử, nhưng cái này tâm tính thật đúng là tương thông.
tốt, nói vớ vẩn thiếu tự, chúng ta cái kia nghiên cứu thảo luận một chút như thế nào tấn công Huyền Thiên Tông. Sốt cục, tại một phen xa cách từ lâu gặp lại vui đùa ầm ĩ về sau, Trác Phàm sắc mặt nghiêm một chút, tiến vào chính đề, Vân Hải, người mang bao nhiêu người đến. Trịnh Trọng liền ôm quyền, Lạc Vân Hải thản nhiên nói, trừ Thiên Vũ tứ hổ thủ vệ biên cảnh, Nghiêm lão luyện đan, Gia Cát quản gia ba người tại các tổ chức bên ngoài, Lạc Minh tất cả chiến lực, ta đều đã mang đến. Bên trong 50 tên hóa hư cao thủ, 5.000 thần chiếu cảnh, 100.000 phi hổ quân đô đã đến đủ. Nghe được lời này, Ma Sách Tông đông đảo trưởng lão cung phụng bất giác cùng nhau tặc lưỡi. Một cái chỉ là thế tục gia tộc, thế mà có thể triệu tập 50 hóa hư tu giả, còn có 5.000 thần chiếu cảnh, coi là thật khó được a. Đây chính là chúng ta tại Thiên Vũ người đại diện à, thực sự đủ nhiêu bức. Tốt, như vậy cứ như vậy, nhân thủ chênh lệch tính toán đền bù. Như vậy tiếp đó, thì là như thế nào né qua đối phương sân nhà ưu thế, trực đảo Hoàng Long. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm hướng song phương người chủ trì vẫy tay, mọi người liền cùng nhau tập hợp một chỗ, nghe hắn bí sách. Không khỏi, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm. Hai tháng sau, Huyền Thiên Tông một gian tối tăm trong mật thất, nhưng nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, ngoài cửa xiềng xích bị mở ra, cẩn trọng cửa sắt bị một tiếng cọt kẹt di động ra. Một đạo sắc mặt tà dị, thân mang lăng la quý công tử, chậm chậm đi tới nơi này chỗ trong âm u, lại chính là Huyền Thiên Tông thiếu chủ, Tuyên Thiếu Vũ không thể nghi ngờ. Cái này tối tăm địa phương, chỗ ngồi mà ngồi xuống ba tên nữ tử, trừ Sở Khuynh Thành cùng Thủy Nhược Hoa hai người bên ngoài. Còn có một tên trên dưới 30 tuổi thiếu phụ, lông mày như sa lông mày, mặt như đào hoa, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng như cũ không mất phong vận. Thiên ảnh sư tỷ, ngươi nói ngươi hà tất phải như vậy đâu. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị khuôn mặt, Tuyên Thiếu Vũ sủi cười một tiếng nói, lập tức ngươi cấm túc diện bích chi phạt, 20 năm kỳ hạn liền muốn đến, hết lần này tới lần khác muốn kéo tiến việc này bên trong tới. Ngươi đã không phải xử nữ tử. Ta cũng sẽ không muốn ngươi xử nữ chi huyết, làm gì sinh thêm sự cố. Dương mắt nhẹ liếc một cái hắn, thiếu phụ kia bất giác cười lạnh một tiếng nói, thiếu vũ, ngươi là ta từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, vốn nghĩ ngươi sẽ cùng phụ thân ngươi không giống nhau, nhưng không nghĩ tới a. Ai, ngươi tâm ma so phụ thân ngươi còn nặng, phụ thân ngươi là thương con sốt ruột, ngươi lại là vì cái gì? Phụ thân ta, Huyền Thiên Tông tông chủ, không phải liền là sư phụ ngươi a? Ngươi nói như vậy, tựa như không nhận sư phụ giống như. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Tuyên Thiếu Vũ từ chối cho ý kiến cười một tiếng, sau đó thật sâu nhìn về phía Sở Khuynh Thành dung nhan tuyệt thế kia, có chút mê say nói, ta cái này tất cả mọi thứ, toàn bộ là vì ái tình. Khuynh Thành sư muội, thời hạn nửa năm đã đến, người kia còn chưa tới, người cái kia thực hiện ngươi lời hứa đi. Yên tâm, ta sẽ không hút ngươi nguyên thần, lần này ta nhất định có thể nhịn được. Ta còn nghĩ đến cùng ngươi, đến già đầu bạc đâu. Mi đầu hơi nhíu, Sở Khuynh Thành nhẹ liếc nhìn hắn một cái, thăm thẳm lên tiếng, hắn sẽ đến, đã hắn nói nửa năm cho ta trả lời chắc chắn, hắn thì nhất định sẽ tới. Nếu là hắn không có tới, đó nhất định là bị các ngươi ngăn cản. Ta sẽ một mực kiên trì, chờ hắn đi vào trước mặt ta. Hừ, chính ma bất lưỡng lập, hắn một cái ma nói kẻ xấu, sao dám nhập ta chính đạo tông môn. Ma. Ha ha ha, không biết ngươi tại nói người nào, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, Hàn Thiên Ảnh mỉa mai lên tiếng. Sắc mặt giận dữ, Tuyên Thiếu Vũ song quyền bất giác chăm chú nắm lại, trong mắt sát ý đã là trần trụi thoáng hiện. Nhưng là còn không đợi hắn động thủ, một tên đệ tử đã là vội vàng hấp tấp chạy tới, khom người bẩm báo nói, thiếu chủ, bên ngoài tông có người cầu kiến, người kia nói hắn là Ma Sách Tông, tên là Trác Phàm. Trác Phàm. Trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, Tuyên Thiếu Vũ không khỏi trong lòng cả kinh, cái này ma đạo cuồng đồ, hắn thế mà còn thật là có can đảm đến sông ta Huyền Thiên Tông môn. Ba nữ nghe xong, cũng là không khỏi khẽ giật mình, riêng là Sở Khuynh Thành, trong mắt càng là tản mát ra vui vẻ ý cười. Thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, Hàn Thiên Ảnh không khỏi cười một tiếng, gật gật đầu, sư muội, người cái kia hắn không tệ, chỉ bằng vào hắn vì ngươi đơn độc sông Huyền Thiên Tông. Vẻn vẹn điểm này, liền cũng đáng. Thế nhưng là ta lại vẫn còn không thỏa mãn, muốn hôn tai nghe đến hắn muốn nói với ta đáp án. Khóe miệng xẹt qua một đạo đạm mạc đường cong, Sở Khuynh Thành thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt tản ra thăm thẳm ánh sáng nhu hòa.
Thủy Nhược Hoa nhìn lấy đây hết thảy, bất giác có chút hâm mộ nói, sư muội, nguyện đến một người tâm, bạch thủ bất tương ly. Tin tưởng hắn cho ngươi đáp án, ngươi sẽ hài lòng. Đầy đủ. Thủy Nhược Hoa còn chưa nói xong, Tuyên Thiếu Vũ đã là giận hừ một tiếng, một mặt khinh thường nói, ma đạo vô tình, hắn một cái ma nói kẻ xấu, dựa vào cái gì cùng Khuynh Thành sư muội tướng mạo tư thủ. Hắn những cái kia hoa ngôn xảo ngữ, chỉ là lừa gạt Khuynh Thành sư muội mắc lừa mà thôi, ta tuyệt sẽ không để cho Khuynh Thành lại bị vô sỉ như vậy cuồng đồ che đậy. Khẽ chau mày, Thủy Nhược Hoa một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tuyên Thiếu Vũ, thở dài, tiểu đệ, người tại sao lại biến thành dạng này? Lòng dạ nhỏ mọn, mà vì tư lợi, trước kia ngươi cũng không phải như thế a. Hừ, ta biến, ta xem là các ngươi biến, trước kia các ngươi băng thanh ngọc khiết, cùng ma đạo không đội trời chung, nhưng bây giờ lại từng cái tâm hướng ma đạo, trầm luân bên trong. Hung hăng khẽ cắn môi, Tuyên Thiếu Vũ song đồng đã là biến đến đỏ bừng, giận không nhịn nổi, các ngươi biến cũng coi như, lại vẫn cứ lôi kéo Khuynh Thành cùng một chỗ trầm luân, ta tuyệt sẽ không để cho loại chuyện này lại tiếp tục. Mí mắt bất giác lắc một cái, Hàn Thiên Ảnh nhìn lấy cái kia như muốn điên cuồng bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, ngược lại nhìn về phía Thủy Nhược Hoa nói, sư muội, tính toán, hắn hiện tại đã tâm ma nhập thể, trầm luân ma tính, so người trong ma đạo còn muốn càng nhập ma bên trong, đã là không gọi tỉnh. Điểm này, phụ thân hắn hẳn là cũng rõ ràng, bất quá vậy thì thế nào? Đối đãi chính mình con ruột, hắn thật đúng là có thể trừ ma vệ đạo sao? Nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không như thế phóng túng tại tiểu tử này. Ai, nói đến, phụ thân hắn tâm ma từ lâu căn loại, bằng không thì cũng sẽ không không xa 10.000 dặm, đem Khuynh Thành sư muội cũng kéo vào cái này bùn trong đàm. Huyền Thiên Tông, sớm đã không phải cái gì quang minh chính đại chính đạo tông môn. Nghe được lời này, Thủy Nhược Hoa bất giác trong lòng bi thương, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai thán lên tiếng. Huyền Thiên Tông là hắn từ nhỏ đến lớn trưởng thành chỗ. Luôn luôn tuân theo chính đạo trường tồn, nhưng chẳng biết lúc nào, đã là nát đến loại này cấp độ, ánh sáng sau lưng hắc ám, đúng là so ma đạo còn kinh khủng hơn. Nghĩ tới đây, nàng một trái tim đều lạnh một nửa. Lạnh lùng nhìn lấy ba người, riêng là Sở Khuynh Thành, Tuyên Thiếu Vũ từ chối cho ý kiến, suy cười ra tiếng, Khuynh Thành sư muội, ngươi cho rằng cái kia Trác Phàm một thân một mình đi vào ta Huyền Thiên Tông, ta sẽ để hắn yên ổn rời đi sao? Không phải vậy như thế nào? Hắn nhưng là ma sách tông bánh trái thơm ngon, người muốn làm gì hắn? Lông mày nhíu lại, Sở Khuynh Thành khinh thường cười cười. Trong lòng không khỏi giận dữ, Tuyên Thiếu Vũ cắn răng nói, muốn để hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này phương pháp rất nhiều, sư muội ngươi cũng chớ xem thường ta. Ngươi đấu không lại hắn, ta khuyên ngươi vẫn là đừng chọc hắn, miễn cho Lầm Khanh Khanh tánh mạng. Không tiếp tục đi liếc hắn một cái, Sở Khuynh Thành đạm mạc lên tiếng. Trong lòng bất giác trì trệ, Tuyên Thiếu Vũ trên mặt phẫn nộ càng sâu. Sở Khuynh Thành lạnh nhạt như vậy thái độ, rõ ràng cũng là xem thường hắn. Kết quả là, hắn song quyền không khỏi cũng là nắm chặt lên, trong mắt dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như, cắn răng nói, sư muội, ngươi chờ xem a, ta sẽ để hắn như chó bò ở trước mặt ta, sau đó để ngươi xem một chút, ai mới là sau cùng người thắng. Người tới, tại, hét lớn một tiếng. Tuyên Thiếu Vũ bên cạnh tên kia truyền lệnh đệ tử khom người cúi đầu. Cái kia Trác Phàm một người tới sao, bên người có không có theo lấy người khác. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Tuyên Thiếu Vũ một mặt âm lãnh nói. Lần nữa khom người cúi đầu, tên đệ tử kia trịnh trọng lên tiếng, khởi bẩm công tử, trừ hắn ra, bên cạnh hắn còn có một tùy tùng, danh vị Khuê Lang, chỉ hai người này mà thôi. Há, Khuê Lang, đây không phải Thiên Ảnh sư tỷ người tình sao? Ha ha ha, bất giác mỉa mai cười một tiếng, Tuyên Thiếu Vũ một mặt tà dị nhìn về phía Hàn Thiên Ảnh sư tỷ vừa mới tại tán Khuynh Thành tương tư người lúc, chính mình cũng không cần tự coi nhẹ mình. Cái này Khuê Lang, nhưng là bởi vì Thiên Ảnh sư tỷ quan hệ, tại Song Long hội phía trên bốc lên bị tông môn trọng phạt mạo hiểm để cho chúng ta một ván, nếu không chúng ta cũng không có khả năng tại cá nhân chiến phía trên ngăn chặn cái kia ma sách tông tình thế. Bây giờ hắn cũng như thế không biết sống chết đến. Chắc hẳn Thiên Ảnh sư tỷ cũng rất muốn nhìn một chút vị này cựu tình lang đi. Mí mắt nhìn không được lắc một cái, Hàn Thiên Ảnh thân thể chấn động, thật sâu nhìn về phía Tuyên Thiếu Vũ chỗ đó. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Tuyên Thiếu Vũ đầy mặt điên cuồng chi sắc, nói khẽ yên tâm, hắn thi thể, ta sẽ để sư tỷ ngài đưa an táng, ha ha ha.
nói, Tuyên Thiếu Vũ đã là dẫn người cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi. Cẩn trọng cửa sắt đụng một tiếng, lần nữa đóng lại, Hàn Thiên Ảnh thì là song quyền nắm chặt, vẻ mặt vội vàng mà nhìn xem cái kia u ám cửa lớn, trong lòng đã lo lắng, lại ngọt ngào. Lo lắng là thầm trách Khuê Lang, gia hỏa này vì sao như thế không biết sống chết, muốn tới Huyền Thiên Tông đến, ngọt ngào nhưng cũng là trong lòng vui mừng, nhiều năm như vậy hắn vẫn như cũ nhớ đến chính mình, cũng không uổng phí chính mình tại nơi này vì hắn chịu khổ 20 năm. Minh bạch nàng suy nghĩ trong lòng, Sở Khuynh Thành liếc nhìn nàng một cái, lộ ra cái yên ổn nụ cười, sư tỷ xin yên tâm, có Trác Phàm tại bên cạnh hắn chiếu khán, hắn không có việc gì. Người cái kia hắn, thật có bản lãnh như thế, có thể tại Huyền Thiên Tông bên trong bo bo giữ mình. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Hàn Thiên Ảnh một mặt vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên nàng bội phục Trác Phàm dũng khí, nhưng lại rất khó tin tưởng hắn có dạng này thực lực. Dù nói thế nào, Huyền Thiên Tông cao thủ như mây, hắn một khi tiến vào kết giới này bên trong, thì chắp cánh khó thoát. Chính mình cũng rất khó bảo trụ, như thế nào giữ được Khuê Lang. Tuy nhiên nàng cũng biết Trác Phàm tại Ma Sách Tông địa vị tôn sùng, có thể đại biểu tông môn tới đây, nhưng bây giờ Tuyên Thiếu Vũ đã tâm ma sâu nặng, như thế nào lại kiêng kỵ hai tông ở giữa xung đột. Chỉ sợ vị thiếu chủ này, đã là có lòng, bất kể bất cứ giá nào, trừ rơi hai người. Cái kia cứ như vậy, ai cũng cứu không bọn họ. Nhìn lấy Hàn Thiên Ảnh vẫn khẩn trương như cũ sắc mặt, Sở Khuynh Thành cười một tiếng, trấn an nói, yên tâm đi, Trác Phàm tính tình ta giải, theo không thiệt thòi. Cho đến nay, bất luận đối mặt như thế nào đối thủ, ta còn chưa bao giờ gặp hắn bại qua. Ta tin tưởng hắn lần này, cũng đến có chuẩn bị. Trong mắt lóe lên không hiểu tinh quang, Sở Khuynh Thành một mặt tự tin. Hàn Thiên Ảnh nhìn nàng kia an tâm khuôn mặt, bất giác ngơ ngác, Sở Khuynh Thành đối Trác Phàm tín nhiệm, đã là vô điều kiện mà tin tưởng. Thủy Nhược Hoa nhìn thấy, cũng là khẽ gật đầu, nhìn về phía Hàn Thiên Ảnh khuyên nhủ, sư tỷ, người yên tâm đi, cái kia Trác Phàm ta gặp qua, không phải người bình thường. Khuê Lang đi cùng với hắn, chắc là có thể bình yên vô sự. Thật sâu nhìn hai nữ một dạng, Hàn Thiên Ảnh gặp bọn họ đều nói như thế, liền cũng chỉ có thể thở sâu, tạm thời bình tĩnh tâm tình. Hiện tại nàng chỉ có ở trong lòng cầu nguyện, cái này chỉ nghe tên, chưa từng gặp mặt truyền thuyết bên trong kỳ nhân Trác Phàm, làm thật có thể hóa mục nát thành thần kỳ, chính mình tại Huyền Thiên Tông bên trong yên ổn từ nếu không nói, còn có thể bảo chứng hắn chiếc kia tử bình an rời đi đi. Ông! Huyền Thiên Tông bên ngoài, một đạo vô hình không gian ba động lóe qua, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cửa vào, Trác Phàm cùng Khuê Lang yên tĩnh chờ ở bên ngoài, chợt thấy có người từ nơi đó đi ra, không khỏi vội vàng nghênh tiếp. Các vị khách quý chờ trực, ta tông tông chủ mời hai vị nhập điện một lần. Đó là tên Thiên Huyền Cảnh Huyền Thiên Tông đệ tử, đi vào hai người trước mặt lúc, khom người cúi đầu, cung kính nói, mảy may nhìn không ra một chút địch ý. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm khoảng hai người liếc nhau, đều là trong lòng cười thầm. Cái này Huyền Thiên Tông thiếu lý tàng đao, rõ ràng chính là muốn bày hồng môn yến a. Bất quá bọn hắn cũng không sợ, bởi vì vốn là bọn họ chính là biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành a. Đồng dạng cung kính liền ôm quyền, Trác Phàm hai người mỉm cười, đồng nói, làm phiền phía trước dẫn đường. Kết quả là, tên đệ tử kia lại bái cúi đầu, liền quay người cất bước đi thẳng về phía trước, Trác Phàm bọn họ thì theo thật sát. Trác quản gia, bọn họ không có ở tông môn bên ngoài động thủ, rõ ràng chính là muốn đóng cửa đánh chó, không định lưu chúng ta đường sống a. Khuê Lang vừa đi theo, một bên mật ngữ truyền âm hướng Trác Phàm. Trác Phàm mỉm cười, cũng là gật gật đầu, dày tiếng nói, đúng vậy a, đã bọn họ đều đối Khuynh Thành các nàng động thủ, cũng biết ta tới nơi đây mục đích, thế mà còn thả chúng ta tiến đến, liền đã nói rõ muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, mảy may không nể mặt Ma Sách Tông. Như vậy chúng ta cũng không cần khách khí, một hồi làm lớn một phen là đủ. Chỉ là tại đánh trước đó, trước phải cam đoan Khuynh Thành các nàng an toàn. Đúng vậy a, không thể để cho trong tay bọn họ có bất kỳ con tin áp chế chúng ta. Trong mắt tinh mang lóe lên, Khuê Lang cũng hơi hơi gật gật đầu, trong lòng run lên. Rất nhanh, mọi người liền tới đến một chỗ vàng son lộng lẫy trước đại điện, tại tên đệ tử kia chỉ huy dưới, Trác Phàm bọn người tiến vào đại điện, lại chính gặp trên điện chính bên trong vị trí, ngồi đấy một vị gầy trơ cả xương, râu bạc trắng tung bay lão giả, trong mắt tinh mang lóe lên, rất là uy nghiêm. Tên đệ tử kia nhìn thấy lão giả kia,
lập tức liền khom người bái nói, đệ tử tham kiến tông chủ, hai vị khách quý đã đưa đến. Đi xuống đi, nhỏ vung tay lên, cái kia tuyên tông chủ cao giọng xuất khẩu, tên đệ tử kia lại cúi đầu, liền chậm chậm lui ra đi. Trên điện chỉ còn Trác Phàm, Khuê Lang cùng tuyên tông chủ ba người. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, cái kia tuyên tông chủ trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ gật đầu, Trác Phàm, quả nhiên là ngươi. Thế nào, tuyên tông chủ nhận biết tại hạ, lông mày nhíu lại, Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Đạm mạc gật đầu, tuyên tông chủ sâu xa nói, 10 năm trước Thiên Vũ Đế Quốc, lão phu vì chủ bị song long hội, tuyển đi Sở Khuynh Thành, Tà Vô Nguyệt thì là tuyển chọn ngươi. Vốn là ta còn cười hắn trả giá đắt quá lớn, được trả bằng mất. Vạn vạn không nghĩ đến, ngươi tại song long hội bên trên biểu hiện như thế nổi bật, danh chấn Tây Châu, xem ra là lão phu nhìn nhầm, Tà tông chủ ánh mắt độc đáo a. Ha ha ha, tuyên tông chủ quá khen, xa xa cúi đầu, Trác Phàm nhạt cười một tiếng, nhưng trong lòng lại là cười thầm, lão bất tử này, thật đúng là ra vẻ đạo mạo, cái gì vì song long hội tuyển đồ, rõ ràng chính là vì ngươi nhi tử tìm thuốc a, làm lão tử không biết. Hừ, Ngụy quân tử. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm cùng Khuê Lang liếc nhau, đều là trong lòng một trận xem thường. Hơi hơi trầm ngâm một trận, tuyên tông chủ sắc mặt đạm mạc lên tiếng, chỉ là không biết các ngươi đến đây ta tông, có gì quý sự tình. Thế nào, tông chủ chẳng lẽ không có nghe nói sao? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm suy cười ra tiếng, ta cùng Khuynh Thành đều là xuất từ Thiên Vũ, sớm có quen biết. Lúc trước tại hạ thiếu nàng một cái sáng tỏ hồi phục, một mực không thể toại nguyện. Song long hội lúc, tại hạ có một tia đốn ngộ, đáp ứng nàng thời hạn nửa năm cho nàng cái đáp án, hiện đặc biệt đến tận đây thực hiện hứa hẹn. Ánh mắt khẽ híp một cái, tuyên tông chủ sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống đến. Chất vấn thế nhưng là tình yêu nam nữ. Tuyên tông chủ thật là người từng trải, đúng là như thế. Nghi đầu lắc một cái, Trác Phàm lúc này gật gật đầu, nhạt cười ra tiếng. Khuê Lang ở một bên, thì là phốc một tiếng, che miệng cười khẽ. Đụng, một tiếng vang thật lớn, tuyên tông chủ giận đập bàn, nhất thời đứng dậy, trách mắng, Trác Phàm, người bây giờ là Ma Sách Tông đệ tử, nếu là đại biểu Ma Sách Tông đến đây thương thảo hai tông sự tình. Ta Huyền Thiên Tông tự nhiên lấy lễ đối đãi. Nhưng là ta tông cũng có tông quy, môn hạ đệ tử không được cùng ma đạo tông nhân kết giao, chớ nói chi là nam nữ tư tình. Người cái này công nhiên cùng bản tông đàm luận việc này, là tại xem thường ta tông tông quy uy nghiêm sao? Người tới, cầm xuống. Vâng. Tuyên tông chủ ra lệnh một tiếng, toàn bộ đại điện bốn phương tám hướng liền chợt đến hiện ra từng dãy đám người, đều là thiên huyền thần chiếu cảnh đệ tử cấp tu giả. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm trong lòng một trận cười lạnh. Hắn tại song long hội phía trên chiến tích, chẳng lẽ cái này tuyên tông chủ không biết rõ tình hình sao? Liền hóa hư cảnh cao thủ, cũng rất khó bắt được hắn, thì càng đừng nói những thứ này đi đi. Mà hắn một tiếng hô quát, nhiều người như vậy liền chen chúc mà tới, rõ ràng là sớm đã an bài tốt. Mục đích, cũng không phải là tránh thức muốn bắt lại hắn, mà chính là buộc bọn họ xuất thủ. Vị này tuyên tông chủ biết. Chỉ là một câu mạo phạm lời nói, liền đem Ma Sách Tông đệ nhất đệ tử cho giết, tuyệt đối không còn gì để nói. Thế nhưng là, nếu là cái này đệ nhất đệ tử động thủ trước, tại Huyền Thiên Tông giết người, chuyện kia thì hoàn toàn không giống. Giết người thì đền mạng, huống chi ngươi vẫn là tại người ta địa bàn hành hung, cứ như vậy, người ta như thế nào đem ngươi ngàn đao bầm thây, đều là hợp tình hợp lý, song long viện nhúng tay đều không nói ra cái sai lầm tới. Lão hồ ly này. Quả nhiên là có ý muốn mạng bọn họ a. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm trong lòng cười lạnh, lại là cũng không có động thủ ý tứ. Khuê Lang ở một bên nhìn lấy, cũng là bình thản ung dung, đồng thời liếc về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn ngập vẻ kính nể. Quả nhiên cái này tất cả mọi thứ, đều bị Trác quản gia đoán trúng, lão gia hỏa này thật sự xuất dụ sát kế sách. Trước dụ làm nhóm người mình ra sát thủ, sau đó lại phái cao thủ đem bọn hắn bao vây tiêu diệt. Rơi cái lẽ thẳng khí hùng trừ ma vệ đạo thanh minh. May mắn lần này là cùng Trác quản gia cùng đi, không phải vậy như là chính hắn lời nói, rất có thể liền trúng kế, bị người ta làm thịt, tông môn đều không vì để bản thân ra mặt. Nghĩ tới đây, Khuê Lang nhìn về phía Trác Phàm khuôn mặt càng thêm tán phục. Chậm rãi nâng lên một cái tay đến, Trác Phàm hét lớn lên tiếng, tuyên tông chủ, chúng ta tới này mục đích ngài nên đã sớm biết, không cần như thế cố làm ra vẻ.
chúng ta nói trắng ra, đến nói bút sinh ý đi. Hai con người hơi hơi hư hư, Tuyên Tông chủ gặp Trác Phàm hai người bình tĩnh như thế, mắt thấy biển người lập tức đem bọn họ vây quanh, lại vẫn không có bất luận cái gì động thủ chi ý, biết mình ý đồ đã bị đối phương xem thấu, bất giác nhẹ nhàng phất phất tay, đạm mạc lên tiếng, tất cả mọi người dừng lại, tán đi đi. Vừa dứt lời, những đệ tử kia bao phủ người tới chiều nhất thời trì trệ, tiếp lấy lại như thủy chiều xuống giống như hướng, về, sau tản mát, chớp mắt thì biến mất không còn tăm tích. Nơi này, lần nữa chỉ còn ba người. Không hổ là đem Thiên Vũ đế quốc quấy đến gió dục mây vần, về sau lại tại Song Long hội danh tiếng vang xa Trác đại quản gia, quả nhiên không đơn giản. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Tuyên Tông chủ hơi hơi gật gật đầu, khen, nếu là tông môn tầm thường đệ tử, cùng lão phu nói như vậy, lão phu nhất định làm hắn đánh giám. Nhưng Trác quản gia đã nói như vậy, lão phu ngược lại là có chút hứng thú, người có cái gì sinh ý nhưng là cùng lão phu nói. Khóe miệng bất giác một phát, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, Tuyên Tông chủ, lần này Huyền Thiên Tông Song Long hội thất bại, có vẻ như không có mỏ đến bao nhiêu chỗ tốt ha. Ha ha ha, cũng không thể nói là quá thất lợi, cùng giới trước không sai biệt lắm a. Trong mắt lóe lên một đạo cơ trí tinh mang, Tuyên Tông chủ giống như có lẽ đã ngửi được cái gì, thản nhiên nói, Trác Phàm, người muốn nói điều gì? Cũng không có gì, chỉ là ta một mực tại vì Tuyên Tông chủ cân nhắc, mà Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông luôn luôn không hợp nhau. Mà Sách Tông hiện tại có 10.000 thánh linh thạch làm phát triển máy nguồn, Huyền Thiên Tông lại là một nghèo hai trắng. Trăm năm về sau, mà Sách Tông nhất phi trùng thiên, Huyền Thiên Tông vẫn như cũ dậm chân không tiến. Coi như lại đến mấy cái giới Song Long hội, ngươi cho rằng lấy Quý Tông thực lực, có thể có nghịch chuyển cơ hội sao? Giống chúng ta Ma Sách Tông lần này có lớn như vậy nghịch chuyển, lại sẽ có bao lớn tỷ lệ. Đến lúc đó, bằng vào chúng ta tông chủ tính tình, nói không chừng liền phải. Nói đến đây, Trác Phàm bất giác tà dị cười một tiếng, nhìn về phía một bên Khuê Lang, đắc chí một chút, đúng hay không? Ha ha ha! Ai? Trác quản gia ngươi đem chúng ta tông chủ nghĩ đến quá thiệt. Đến lúc đó hắn đâu chỉ là đắc chí một chút thì hết. Trước kia dám đắc tội người khác hoặc tông môn, hắn còn không phải từng cái dẫm trở về. Đúng đúng đúng, vẫn là ngươi tại tông môn thời gian lâu dài, giải tông chủ tính nết ha, ha ha ha. Hung hăng vỗ vỗ Khuê Lang bả vai, Trác Phàm không khỏi cười lớn một tiếng. Khuê Lang liếc hắn một cái, cũng là theo chân cười to không chỉ. Tuyên Tông chủ nhìn chằm chằm hai người, lại là gương mặt một trận mãnh liệt quất, lạnh lùng nói, Trác Phàm, người đến tột cùng muốn nói điều gì? Chúng ta làm cái giao dịch đi. Khuôn mặt cấp tốc thu liễm, Trác Phàm nghiêm túc dị thường nói, ta nghĩ ngươi cũng nên rõ ràng, ta tại Song Long hội lên đến 2.000 thánh linh thạch, cơ hồ cùng Trung Tam Tông vị trí cuối ngang hàng. Nếu là Quý Tông có cái này 2.000 thạch thánh linh thạch lời nói, nghĩ đến phát triển nhất định cấp tốc. Hạ giới Song Long hội cũng sẽ có rất hơn dẫn nhập chủ Trung Tam Tông, cái kia liền sẽ không rơi chúng ta Ma Sách Tông rất xa. Trước mắt bất giác sáng lên, Tuyên Tông chủ trong lòng bất giác động động, thử dò xét nói, người nói là, người nguyện ý đem cái kia 2.000 thánh linh thạch cho chúng ta. Không phải cho, là giao dịch. Trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo khôn khéo ánh sáng, Trác Phàm nhạt cười một tiếng nói, chúng ta chỉ cần Sở Khuynh Thành cùng Hàn Thiên Ảnh hai nữ nhân này. Sau đó cái này 2.000 thánh linh thạch thì về Tuyên Tông chủ ngươi, rất có lời mua bán. Nghi đầu nhịn không được hung hăng run run, Tuyên Tông chủ trong lòng như hươu con sông loạn giống như hung hăng nhảy lên, nhưng trên mặt nhưng như cũ bảo trì vẻ đạm nhiên, hừ nhẹ nói, chỉ là vì 2.000 thánh linh thạch, liền đem ta tông đệ tử giao cho hai cái ma đạo chi đồ, người coi lão phu là người nào. Người làm ăn. Không chờ hắn nói hết lời, Trác Phàm đã là khẽ cười một tiếng. Dường như xem thấu hắn giống như, sâu xa nói, lúc trước ngươi cùng Khuynh Thành nói là một cuộc làm ăn, hiện tại ta theo ngươi nói cũng là một cuộc làm ăn. Ngươi để Khuynh Thành nhập tông, bất quá là vì Song Long hội. Hiện tại Song Long hội đã qua, các ngươi cũng không có đạt được cái kia muốn hồi báo, xem như bồi. Mà ta hiện tại đem các ngươi muốn hồi báo mang đến, không định đem cái này thâm hụt tiền mua bán chuyển cho ta không? Thật sâu hít một hơi, Tuyên Tông chủ rìa mép khẽ nhúc nhích. Ngưng lông mày trầm tư, thật lâu nhưng lại là lắc lắc đầu ai, lấy chính mình đệ tử đi nói mua bán, không phải ta chính đạo nguyên tắc. Bất quá thấy các ngươi như thế thành tâm, như vậy hai tên đệ tử bên trong, chỉ có một tên. Hoặc là hai người cùng một chỗ giao cho chúng ta, hoặc là cuộc mua bán này hủy bỏ, chúng ta quay đầu bước đi, hai người đều không muốn,
chúng ta ma đạo vốn là người vô tình, đem hai người chuộc về cũng là vì đền bù trong lòng một phần khuyết điểm. Nếu là cái này giá quá lớn, chúng ta thà rằng không đi đền bù chính là, đoạn tình tuyệt nghĩa, thế nhưng là chúng ta phải qua đường. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm căn bản không cho Tuyên Tông chủ có kè mặc cả đường lui, dường như ăn chắc hắn, lạnh lùng nói, Tuyên Tông chủ hẳn phải biết, ta chỉ có 2.000 thánh linh thạch, không có khả năng tăng giá nữa. Ta muốn, cũng chỉ có hai nữ nhân này, không thể lại giảm một phần. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta chỉ có cố định thẻ đánh bạc, cũng chỉ có hai loại kết quả, mời Tuyên Tông chủ chớ có lại đùa nghịch chút mưu kế, ảnh hưởng chúng ta thành ý. Lợi hại. Trong lòng bất giác một trận thầm than, Tuyên Tông chủ bị tranh luận á khẩu không trả lời được, sau cùng rốt cục bất đắc dĩ nói, tốt a, người tới, đem Khuynh Thành cùng Thiên Ảnh mang đến. Vâng. Ngoài cửa lập tức có một tên đệ tử hét lớn một tiếng, liền vội gấp đến cái kia địa lao thông báo đi. Trác Phàm cùng Khuê Lang hai người liếc nhìn nhau, đều là hơi hơi gật gật đầu, khóe miệng xẹt qua vui vẻ nụ cười. Hết thảy đều tiến hành cực kỳ thuận lợi, lão gia hỏa này quả nhiên bị thánh linh khoáng câu lên, móc câu. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Tuyên Tông chủ trong lòng có chút đau buồn, bởi vì hắn phát hiện, từ khi Trác Phàm tiến đại điện này bắt đầu, rõ ràng tất cả mọi thứ đều là hắn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lại như bị đối phương nắm mũi dẫn đi đồng dạng, căn bản nắm không chủ động quyền, cái này khiến hắn 10 phần khó chịu. Cho dù cùng Tà Vô Nguyệt đàm phán lúc, hắn cũng không có như thế rơi vào hạ phong qua. Bỗng nhiên, Tuyên Tông chủ trong lòng có chút buồn bực, thỉnh thoảng nhìn hướng Trác Phàm hai người liếc một chút, nhẹ giọng trêu đùa, Trác Phàm, các ngươi cầm 2.000 thánh linh thạch đến cùng lão phu đổi hai nữ nhân, Tà Vô Nguyệt hắn biết không? Tông chủ như biết, chúng ta lại có thể tới chỗ này. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, chúng ta cũng biết, cầm chính mình chi lương, quấn địch chi bụng, này gây bất lợi cho tông môn. Nhưng là ma đạo chí tư, vì nữ nhân chúng ta, có lúc chúng ta cũng không đoái hoài tới tông môn lợi ích. Hơi hơi gật gật đầu, Tuyên Tông chủ trong mắt tinh mang lóe lên, trong lòng không sai. Quả nhiên, đây hết thảy cái kia Tà Vô Nguyệt cũng không biết. Như vậy cũng tốt làm. Bọn họ là một mình đến ta Huyền Thiên Tông, nói cách khác, bọn họ sau lưng không thể đại biểu Ma Sách Tông, cho dù thu thánh linh khoáng, lại đem hai người. Trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo trần trụi sát ý, Tuyên Tông chủ khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong. Một phương diện khác, Tuyên Thiếu Vũ mới từ cái kia mật thất đi ra, hướng Tông chủ đại điện nơi đó đi tới, muốn tại Trác Phàm hai người trước khi chết, tại trước mặt bọn hắn diệu võ dương oai, đắc chí một chút. Chợt nhìn thấy một tên đệ tử chính vội vàng hướng cầm tù sở Khuynh Thành ba nữ mật thất chỗ đó chạy đi, không khỏi sững sờ, đuổi vội vàng kêu lên, uy, ngươi muốn làm gì đi? Há, là thiếu chủ. Không khỏi giật mình, người kia nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu nói, khởi bẩm công tử, đệ tử phụng tông chủ chi mệnh, đem sở Khuynh Thành cùng Hàn Thiên Ảnh hai nữ, mang đi tông chủ đại điện. Cái gì? Trong mắt nhịn không được co rụt lại. Tuyên Thiếu Vũ bất khả tư nghị nhìn hướng tông chủ đại điện phương hướng, thì thào lên tiếng, phụ thân hắn. Đến tột cùng đang giở trò quỷ gì a? Uy, Ma Sách Tông đến hai người kia đây, bọn họ thế nào, chết không có. Trong lòng phát lên một chút bất an đến, Tuyên Thiếu Vũ vội vàng hung hăng nắm lấy tên đệ tử kia đầu vai, khóe mắt mà hỏi thăm. Tên đệ tử kia bất giác có chút sợ hãi, chịu đựng đầu vai truyền đến đau đớn, mi đầu run run một hồi, run run rẩy rẩy nói. Vốn là bọn họ cùng tông chủ không có nói hai câu thì chơi cứng, tông chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta liền muốn đem bọn hắn vây giết, thế nhưng là về sau. Về sau làm sao, trong mắt chừng một cái, Tuyên Thiếu Vũ chăm chú nhìn người kia khẩn trương khuôn mặt nói. Ưng ực một tiếng nuốt ngụm nước bọt, người kia một mặt khiếp đảm mà nhìn xem hắn, tâm thần bất định bất an nói, về sau tông chủ để cho chúng ta đi xuống, bọn họ lại thảo luận thật lâu, giống như trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Sau đó tông chủ liền để cho ta tới tiếp hai vị cô nương tiến đến. Lan, người kia lời còn chưa nói hết, Tuyên Thiếu Vũ đã là gầm lên giận dữ, hung hăng đem hắn đạp đổ lần nữa, hai gò má ngăn không được run rẩy lên a, hai mắt nổi lên, toàn thân tức giận rung động, trò chuyện với nhau thật vui. Lão đầu tử này đến tột cùng làm cái quỷ gì, ta không phải nói cho hắn biết cái này Trác Phàm nhất định muốn trừ rơi a, làm sao hai người này liền sẽ trò chuyện với nhau thật vui đâu. Tên đệ tử kia cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất bò lên, không dám nhìn cái kia công tử nổi giận khuôn mặt, sâu xa nói, công tử, nếu như không có việc gì lời nói,
tiểu đi truyền lệnh đi. Chờ một chút. Thế mà, chân hắn cùng còn không có nâng lên, Tuyên Thiếu Vũ đã là lại hét lớn một tiếng, đem hắn gọi lại. Chỉ một thoáng, người kia đều nhanh hoảng sợ khóc lên. Đối mặt như thế một vị điên cuồng công tử, hắn cũng không biết cái kia ứng phó như thế nào, sợ vị công tử này trong cơn giận dữ đem hắn cho xử lý. Từ khi Song Long hội sau khi trở về, mình vị công tử này thì 10 phần không bình thường, tâm tình cũng cực kỳ bất ổn. Đã có mấy cái sư đệ, bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền bị hắn cho giết. Cái này nếu là phát sinh ở Ma Tông, không tính là gì đại sự, nhưng mình đây là danh môn chính tông A, làm sao có thể vô lý như thế giết người. Nhưng là bởi vì hắn là tông chủ chi tử, mọi người cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, tận lực chiều theo hắn. Mí mắt hơi hơi một đạp, cả khuôn mặt trong nháy mắt đổ dưới, người kia một mặt phàn nàn nói, công tử, ngài còn có gì phân phó? Ta đi chung với ngươi sách người, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này Trác Phàm đến tột cùng làm cái quỷ gì, có thể cùng ta này lão đầu tử trò chuyện với nhau thật vui. Hung hăng khẽ cắn môi, Tuyên Thiếu Vũ song quyền nắm chặt, mặt giận dữ. Một phút sau, nhưng nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, cái kia đạo cẩn trọng tàu điện ngầm môn lần nữa một tiếng cọt kẹt mở ra, Tuyên Thiếu Vũ cùng tên đệ tử kia, lần nữa đi tới nơi này cái tối tăm trong mật thất. Dương mắt nhẹ liếc Tuyên Thiếu Vũ liếc một chút, Sở Khuynh Thành không khỏi suy cười một tiếng, ngươi tại sao lại trở về? Ngữ khí trì trệ, Tuyên Thiếu Vũ trong lòng buồn bực không thôi, cũng không đáp lời, tên kia hộ tống đệ tử lại là đuổi bước lên phía trước một bước kêu lên, tông chủ có lệnh, mời Khuynh Thành sư tỷ cùng Thiên Ảnh sư tỷ thượng tông chủ đại điện. Vì sao muốn chúng ta thượng tông chủ đại điện? Trước mắt bất giác sáng lên, Sở Khuynh Thành lúc này hỏi. Nhíu mày, tên đệ tử kia cũng không lắm giải lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Dù sao cũng là đến hai cái Ma Sách Tông đệ tử, cùng tông chủ nói nửa ngày, sau đó tông chủ xin mời hai vị. Ba, một tiếng vang giòn, lúc này phát ra, tên đệ tử kia còn chưa nói xong, lại là đột nhiên gặp đại nạn, không biết từ nơi nào đột nhiên thoát ra một cái to lớn bàn tay thô, hung hăng phiến tại hắn trên hai gò má, thẳng đem hắn tát đến một cái lảo đảo, khóe miệng thổ huyết, ngã trên mặt đất, đã là đầu óc choáng váng. Để ngươi sách người thì sách người. Cái nào nó nhảm nhiều như vậy? Hung hăng khẽ cắn môi, Tuyên Thiếu Vũ hung tợn mắng to lên tiếng. Người kia khóe miệng một xẹp, chợt cảm thấy ủy khuất, nhưng cũng không dám lên tiếng. Sở Khuynh Thành các nàng gặp này, lại là trong lòng vui vẻ, đã minh bạch hết thảy, xem ra là Trác Phàm bọn họ cùng Tuyên Tông chủ đàm phán có thành tựu hiệu, mới đưa các nàng phóng xuất. Hàn Thiên Ảnh không khỏi sững sờ, sau đó như nói mê, một mặt khó có thể tin nói. Khuê Lang như thế người thô kệch, thế mà lại đàm phán. À không, đây cũng là Trác Phàm nói đi. Khuynh Thành, người kia coi là thật không đơn giản, thế mà làm cho tông chủ nhượng bộ. Hơi hơi dương dương khuôn mặt, Sở Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, nhưng là phần kia đối Trác Phàm kiêu ngạo, lại là lộ rõ trên mặt. Tuyên Thiếu Vũ ở một bên nhìn lấy, trong lòng tức giận càng sâu, đầu phía trên gân xanh, lập tức liền muốn vỡ ra. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Nói không chừng để cho các ngươi đến đại điện, là để cho các ngươi nhìn xem, cái này Trác Phàm là như thế nào chó vẩy đuôi mừng chủ, phục phục tại cha ta dưới chân đây, tốt để cho các ngươi sớm làm hết hy vọng, hừ hừ. Lạnh lùng hừ một cái, Tuyên Thiếu Vũ cắn răng hung ác nói, người tới, đem bọn hắn mang đi. Vâng, một tiếng thét ra lệnh, lập tức liền có người đến đây áp giải. Thế nhưng là đúng vào lúc này, lại một đường giọng nữ đột nhiên vang lên, chờ một chút. Quay đầu nhìn qua, lại chính là Thủy Nhược Hoa không thể nghi ngờ. Có thể hay không, đem ta cũng mang đến đại điện nhìn xem. Thủy Nhược Hoa trầm ngâm một trận, đạm mạc lên tiếng. Ánh mắt khẽ híp một cái, Tuyên Thiếu Vũ thật sâu liếc nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, cười nhạo nói, cũng tốt, Nhược Hoa sư tỷ, người trước kia luôn luôn là tâm hướng tại ta, nhưng từ khi tiểu tử kia xuất hiện về sau, người tâm liền bắt đầu nói lái. Nghĩ đến ngươi cũng bị hắn mê hoặc đi. Vậy ta liền đem ngươi cũng mang đến, nhìn hai người chúng ta, sau cùng người thắng là ai? Trong mắt tinh mang lóe lên, Tuyên Thiếu Vũ phất phất tay, liền lại có một người tới đến Thủy Nhược Hoa bên người, đem nàng kéo. Gương mặt bất giác một đỏ, Thủy Nhược Hoa thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, đã thấy Sở Khuynh Thành cũng là một mặt kỳ dị nhìn về phía nàng, bất giác vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn nữa. Một chương hai gò má sớm đã đỏ như máu tươi. Kết quả là,
Tuyên Thiếu Vũ áp lấy ba nữ, khí thế mãnh liệt hướng tông chủ đại điện đi đến, rất nhanh liền tới đó. Mà Trác Phàm hai người, cũng ở đó chờ đã lâu. Thiên Ảnh, nhìn thấy ba nữ đến, vốn là tại chỗ ngồi phía trên đứng ngồi không yên Khuê Lang, vội vàng đứng lên, nhìn lấy 20 năm không thấy nữ tử kia, không khỏi vội vã nghênh đón, bắt lấy nàng cánh tay mềm, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hàn Thiên Ảnh cũng là thân thể khẽ run, một đôi non mềm bàn tay, nhẹ nhàng xoa cái kia tràn đầy tang thương gương mặt, trong mắt ít có nhu tình như nước, đã lâu không gặp, Khuê Lang. Đúng vậy a, hài tử đều đại, hơi hơi gật gật đầu, Khuê Lang cuống họng nhất thời nghẹn ngào. Trác Phàm nhìn lấy Khuê Lang cảnh này, bất giác mỉm cười, sau đó nhìn về phía Sở Khuynh Thành chỗ đó, cũng không có vội vã nhào tới trước, mà chính là ưu nhã cầm trong tay chén trà để xuống, chậm rãi đứng lên, xa nhìn nàng, chậm rãi hướng nàng đi đến, ta tới đón ngươi đến. Chờ một chút. Thế mà, Trác Phàm còn đi chưa được mấy bước, Sở Khuynh Thành lại là đột nhiên khoát tay, ngăn lại hắn, trong mắt lóe lên dí dỏm thần sắc, chất vấn, ngươi tới đón ta. Chỉ là tới đón ta sao? Dựa vào cái gì? Không khỏi sững sờ, mọi người đều là không rõ ràng cho lắm nhìn về phía nàng, trong lòng nghi hoặc, Thủy Nhược Hoa càng là mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Ngày bình thường nàng không phải một mực chờ lấy ngóng trông gặp Trác Phàm à, làm sao hiện tại nhìn thấy, ngược lại muốn cự tuyệt đâu. Hơi hơi trầm ngâm một trận, Trác Phàm bất giác bật cười một tiếng, đúng, ta không chỉ là tới đón ngươi, trước đó, ta muốn cho ngươi một cái sáng tỏ đáp án, đến trễ 10 năm trả lời. Mí mắt khẽ run lên, Sở Khuynh Thành khóe miệng xẹt qua vui vẻ đường cong, còn nhớ rõ vấn đề sao kia. Đương nhiên nhớ đến. Trong mắt đồng dạng lóe qua một mảnh ánh sáng nhu hòa, Trác Phàm thở sâu, buồn bã nói, ta nhớ được lúc trước ngươi hỏi ta vấn đề, tại Hoa Vũ Thành, phải chăng từng có lưu luyến? Lông mày nhíu lại, Sở Khuynh Thành khẽ gật đầu, đùa cười ra tiếng, ta nhớ được ngươi lúc đó đáp án là... Không có. Không, ta nói dối, vì thế ta còn phun một ngụm máu, thì khi nhìn đến ngươi thổ huyết về sau. Trong mắt không khỏi ngấn lệ chớp động. Trác Phàm dường như lần nữa nhớ lại tình cảnh lúc đó, hiện tại ta muốn một lần nữa trả lời, ta tại Hoa Vũ Thành, từng có trong cuộc đời lớn nhất lưu luyến mới, cũng là cái kia mảnh phế tích phòng nhỏ. Bởi vì chỗ đó, từng ở qua ta trong cuộc đời lớn nhất lưu luyến người. Khóe miệng nhỏ khẽ run run, sau đó dần dần thể hiện ra một cái mê người đường cong, Sở Khuynh Thành hai mắt tựa hồ cũng có chút mông lung, thì thào lên tiếng, lần này. Sẽ không phải lại là cớ đi. Ai biết được. Cái này cần ngươi dùng một đời đến kiểm chắc. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm chậm rãi giang hai cánh tay, ngươi nguyện ý một đời một kiếp cùng ta ma đầu kia làm bạn, đến khảo nghiệm đáp án này sao? Hơi hơi nhếch miệng, Sở Khuynh Thành không khỏi phốc một tiếng bật cười, lớn mật ma đầu, ta sẽ cả đời nhìn chằm chằm ngươi, nhìn ngươi là có hay không lại nói với ta láo. Nếu để cho ta lại phát hiện ngươi nói với ta láo, hừ hừ. Một tiếng hừ nhẹ. Sở Khuynh Thành lúc này dưới chân nhỏ đạp, thì hướng Trác Phàm tiến lên, sau đó hung hăng đụng vào Trác Phàm trong ngực, thật sâu nhắm mỹ lệ hai con ngươi, một lỗ tai dính sát Trác Phàm tim, phát ra thì thào nói mê thanh âm, từ nay về sau, ta sẽ một mực nghe lấy cái thanh âm này, kiểm chắc ngươi hết thảy. Vui lòng cùng cực, hai tay chậm rãi ôm phía trên người ngọc vòng eo, đem nàng ôm chặt lấy, Trác Phàm trên mặt ít có hiện ra ấm áp vẻ đạm nhiên, thở sâu, cảm thấy toàn bộ thế giới đều bình tĩnh giống như. Hoặc là nói, hắn đã nắm giữ toàn bộ thế giới. Thủy Nhược Hoa ở một bên nhìn lấy bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tiếp lấy bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, trong lòng giống như có thất lạc, nhưng càng nhiều lại là thật sâu chúc phúc. Khuê Lang mấy người cũng là mặt mỉm cười, thực tình vì Trác Phàm hai người cao hứng. Chỉ có Tuyên Thiếu Vũ, hai mắt đỏ thấm, nhìn lấy đây hết thảy, phổi đều nhanh muốn tức điên, cắn răng nghiến lợi bạo hô lên âm thanh. Mà đạo kẻ xấu, ta sẽ không đem Khuynh Thành sư muội giao cho ngươi. Phụ thân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi muốn đưa các nàng hai người gọi cho hai cái này ma đạo cuồng đồ? Cái này nếu là truyền đi, chúng ta Huyền Thiên Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Còn có Hải Nhi, ta bệnh thế nhưng là... Tiếp lấy Tuyên Thiếu Vũ ngược lại nhìn về phía Tuyên Tông chủ chỗ đó, mặc dù không có đem tất cả nguyên do từng cái nói ra, nhưng đã là nâng lên trọng điểm. Người đem Sở Khuynh Thành cho Trác Phàm, vậy lão tử ngũ hành này không được đầy đủ bẩm sinh thiếu hụt, như thế nào đền bù? Lão tử còn cần nàng xử nữ chi huyết a, nàng nhất định phải, cũng chỉ có thể trở thành lão tử lão bà.
minh bạch bên trong quan trọng, nhưng là Tuyên Tông chủ lại bất phi sở động, bởi vì nhi tử mệnh cùng cái kia 2000 thánh linh thạch, hắn đều muốn. Rear mép hơi hơi run run, Tuyên Tông chủ lạnh lùng lên tiếng, Trác Phàm, người ngươi đã được đến, ngươi cũng nên thực hiện ngươi lời hứa a. Ta lời hứa, cái gì lời hứa, ta có đáp ứng ngươi cái gì không? Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm suy cười một tiếng, lúc này không nhận nợ. Thân thể chấn động, Tuyên Tông chủ trong mắt ngưng tụ, hét lớn lên tiếng, Trác Phàm ngươi dám đùa ta. Đừng quên, ngươi bây giờ còn chưa ra Huyền Thiên Tông khu vực đâu. Vậy thì thế nào, dù sao người, ta đã được đến, ha ha ha. Trong mắt lóe lên không hiểu tinh quang, Trác Phàm nhếch miệng lên, tà dị cười rộ lên. Sắc mặt thật sâu trầm xuống, Tuyên Tông chủ ra mặt hơi hơi co rúm một chút, quát lạnh lên tiếng, tuy nhiên lão phu biết ma đạo không tín, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, người lại lớn mật như thế, dám ở bản tông trên địa bàn làm ra như thế bội bạc sự tình. Bội bạc, ha ha ha, Tuyên Tông chủ, người cái này nói quá lời. Bất giác cười lạnh một tiếng, Trác Phàm một mặt khinh bỉ nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, nếu nói tín nghĩa lời nói, hai người chúng ta tựa hồ cũng không có tuân thủ. Chúng ta nói trắng ra, người 10.000 dặm xa xôi chạy đến Thiên Vũ đi đem Khuynh Thành tìm đến, thật sự là vì Song Long hội à, chẳng lẽ không phải vì cứu trị ngươi cái kia bệnh trạng nhi tử tánh mạng. Thân thể nhìn không được chấn động, Tuyên Tông chủ thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt hơi híp. Rear mép khẽ run, lạnh lùng nói, ngươi từ nơi nào nghe được loại sự tình này? Ba. Một tiếng vang nhỏ, Trác Phàm một đánh ngón tay, nhưng gặp một đạo thanh quang lóe qua, một cái quen thuộc bóng người liền thình lình xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, lại chính là trước đi cầu viện Đan Nhi không thể nghi ngờ. Đan Nhi, Sở Khuynh Thành bọn người thấy một lần, bất giác kinh hô một tiếng, Đan Nhi thì là một trận kinh hỉ vội vàng đi vào các nàng bên người, vui đến phát khóc nói, Nhược Hoa tỷ. Khuynh Thành tỷ, ta đã đem tất cả mọi thứ đều nói với Trác Phàm, hắn sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Chúng nữ nghe xong, cũng là cười nhẹ gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Mà Tuyên Tông chủ bọn người, cũng hoàn toàn minh bạch Trác Phàm hiện tại đã là biết tất cả chân tướng, liền cũng không lại tiếp tục giả vờ trang tiếp, đột nhiên đứng dậy, toàn thân khí thế cường hãn đã là ngăn không được phát ra, trong mắt càng là đầy tràn trần trụi sát ý, rõ ràng chính là muốn trắng trợn cướp đoạt. Trong lòng cười lạnh, Trác Phàm không sợ chút nào, tiếp tục nói, Tuyên Tông chủ, lúc trước là ngươi trước đối với chúng ta không tín, chúng ta mua bán chỉ sợ rất khó giao dịch đi xuống. Bất quá bây giờ, ta lại cho ngài một cái cơ hội, 2000 thánh linh thạch, đổi Khuynh Thành cùng Hàn Thiên Ảnh hai nữ. Mà ngài muốn làm, cũng là tại tông môn tương lai phát triển cùng con trai của ngài tánh mạng ở giữa, làm một lựa chọn. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau trong lòng run lên. Nhìn về phía Tuyên Tông chủ phương hướng, chờ đợi hắn trả lời. Giờ này khắc này, Hàn Thiên Ảnh chúng nữ mới rốt cuộc minh bạch, Trác Phàm là làm sao thuyết phục Tông chủ, đưa các nàng mang ra. 2000 thánh linh thạch, thật là đối bất luận tông môn gì, đều không phải là một con số nhỏ. Khó trách liền Tông chủ tâm hệ nhi tử an nguy, cũng sẽ động tâm, muốn phải lấy được tay. Chỉ là Trác Phàm chỉ nói đổi Sở Khuynh Thành cùng Hàn Thiên Ảnh hai người. Lại là để Thủy Nhược Hoa trong lòng có chút ý lạnh, làm sao lại vẻn vẹn đem nàng cấp quên đâu. Tuyên Thiếu Vũ cũng là chăm chú nhìn lấy phụ thân hắn sắc mặt, trên trán tràn đầy mồ hôi, chờ đợi phụ thân hắn quyết định. 2000 thánh linh thạch a, cha của hắn sẽ không phải thật to lớn cục làm trọng, không để ý mạng hắn đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, đều chăm chú nhìn chăm chú về phía Tuyên Tông chủ phương hướng, trong lòng đều có lo lắng. Trác Phàm. Thật sâu hít một hơi, Tuyên Tông chủ trong mắt tinh mang phun trào, bình tĩnh tiếng nói sâu xa nói cá, ta cũng muốn, tay gấu, cũng ta cũng muốn, hai cái không thể cùng chiếm, giải thích thế nào. Mi đầu khẽ nhúc nhích, Trác Phàm nhìn chằm chằm hắn, lại là bật cười ra tiếng, bỏ cá mà lấy tay gấu người ư. Sai, là cắn gấu mà tay giữ cá, hai người thì có thể được kiêm. Trong mắt ngưng tụ, Tuyên Tông chủ toàn thân khí thế đã là không thể tan tác phóng xuất ra. Cái kia cuồn cuộn sát khí, làm cho tại chỗ tất cả mọi người nhìn không được khí tức trì trệ, trong lòng hoảng sợ. Hóa hư bát trọng khí thế, lúc này liền để trong này một số thần chiếu cảnh tu giả, có một loại ngàn cân cự đỉnh đè xuống, muốn bị nghiền nát cảm giác. Tuyên Thiếu Vũ thì là trên mặt vui vẻ, trong lòng thoải mái. Bởi vì hắn đã nghe ra phụ thân hắn ý tứ, đây là Sở Khuynh Thành cũng không thả, thánh linh thạch cũng phải lấy được tay,
toàn trường thông sát tiết tấu a. Thế mà, còn không đợi hắn lộ ra vui sướng khuôn mặt, đụng một tiếng vang thật lớn, một cái chớp động lên hồng mang quyền đầu đã là hung hăng nện đến bộ ngực hắn. Hắn thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, liền chợt cảm thấy một cỗ đại lực trực thấu lưng bụng, dường như một kiếm xuyên qua hắn lồng ngực giống như, phốc một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra, cả người liền đã là thẳng tắp bay rớt ra ngoài, một tiếng ầm vang đem một mặt vách tường đập ra một cái cao hơn 3 mét hang lớn. Ngoài phòng ánh sáng mặt trời phiêu hốt nghiêng rơi xuống dưới, chiếu vào cái kia đầy miệng phun bọt máu trên thân thể, chỉ là hắn trên thân còn có một tầng đạm mạc hoàng mang đang không ngừng lấp lóe. Một kiện tràn đầy lân phiến khải giáp hiện lên ở trước người hắn, cũng đã thật sâu lõm đi xuống. Run rẩy thân thể, miễn cưỡng nâng lên, Tuyên Thiếu Vũ hướng trước kia hắn chỗ vị trí nhìn qua, lại là nhất thời trong mắt chừng một cái, tràn đầy hận ý cắn răng nói Trác. Trác Phàm, thôi đi, lại là cửu phẩm linh giáp, không thể nhất quyền đập chết ngươi, tính toán tiểu tử ngươi gặp may mắn. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến sủi cười một tiếng. Tuyên tông chủ gặp này, cũng là quá sợ hãi, sau lưng đột nhiên xuất hiện một thanh dài chừng 10 trượng màu đỏ cự thương, hướng về Trác Phàm gầy tiểu thân tử liền bỗng nhiên đâm tới, gầm thét liên tục Trác Phàm, người dám đánh lén con ta, để mạng lại. Cảm thụ lấy cái kia khí thế bàng bạc giống như thiên trụ đồng dạng nện xuống, không thể ngăn cản, Hàn Thiên Ảnh trên mặt giật mình, tràn đầy háo sắc, thì muốn nhắc nhở Trác Phàm cẩn thận, cũng là bị bên cạnh Khuê Lang khoát khoát tay ngăn cản. Còn lộ ra một cái trấn an nụ cười tới. Hàn Thiên Ảnh trong lòng không hiểu, Trác Phàm nhìn qua chỉ có thần chiếu cảnh tu vi, đối mặt tông chủ toàn lực ứng phó thần hồn công kích, há không lúc này sẽ chết mất. Thế nhưng là lại nhìn về phía người khác, lại cùng Khuê giống như lang không chút phật lòng, căn bản không đi lo lắng cái này, trong lòng bất giác hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ bọn họ đều tin tưởng, Trác Phàm có thể tại tông chủ thần hồn công kích ra đời còn. Có điều nàng lại làm sao biết, nơi này tất cả mọi người là gặp qua Trác Phàm ra chiêu, thực lực căn bản không phải có thể dùng tu vi đến đơn giản độ lượng. Tuyên tông chủ, đây chính là người trước hết nghĩ hắc ăn hắc, vậy lão tử cũng sẽ không lại khách khí như vậy, ha ha ha. Cười lạnh một tiếng, Trác Phàm nhìn lấy cái kia hung hãn trường thương khí thế như hồng, chớp mắt tới gần, không khỏi trong mắt ngưng tụ, thân thể lắc một cái, nhưng nghe một tiếng dâng trào long ngâm vang vọng chân trời. Một đạo khiếp người hồng quang bỗng nhiên từ sau lưng dâng lên mà ra. Đụng. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, khí thế cường đại giống như biển động giống như, bỗng dưng hướng bốn phía khuếch tán ra, chỉ là trong nháy mắt công phu, toàn bộ đại điện liền tại ầm ầm nổ vang dưới, toàn bộ sụp đổ, bay hướng bốn phía không trung. Uy áp mạnh mẽ, làm cho toàn bộ Huyền Thiên Tông không ngừng đến run rẩy. Trưởng lão cung phụng càng là trong lòng cả kinh, cùng nhau chạy đến. Mà một số không có thấy qua việc đời phổ thông đệ tử nhóm, thì là từng cái trong lòng lo sợ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa chuyển hướng tông chủ đại điện phương hướng, đầy mặt không hiểu. Chỗ đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Khắp nơi còn đang không ngừng run run, khói lửa cắt bụi giống như bao phủ trời xanh, che khuất cái kia long lanh ánh sáng mặt trời. Hàn Thiên Ảnh chúng nữ cùng nhau bịt lấy lỗ tai. Nương theo lấy khắp nơi run không ngừng, chờ chấn động dừng lại, khói lửa tán đi sau. Mọi người ngẩng đầu lên, Hàn Thiên Ảnh mới là mãnh liệt đồng tử ngưng tụ, bất khả tư nghị nói cái kia. Đó là, Thiên Ảnh, cái kia chính là Trác quản gia Tây Châu đệ nhất đệ tử chứng minh, cùng song long chí tôn một dạng thiên long thần hồn. Nhìn lấy cái kia khổng lồ đỏ thấm cự long, hất lên long đuôi đem đối phương cái kia cây trường thương vững vàng cuốn lấy, khó lường di động mảy may. Trác Phàm thì là tại thanh trường thương kia phía dưới trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không chút phật lòng bộ dáng, Khuê Lang chính là một mặt kiêu ngạo mà cho chính mình bà nương giới thiệu nói, dường như cái này thần hồn là hắn như vậy. Không khỏi hơi hơi ngơ ngác, Hàn Thiên Ảnh cái này mới hồi phục tinh thần lại, thật sâu nhìn một chút Trác Phàm về sau, lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành, tán thán nói, sư muội, người người kia coi là thật như các ngươi chỗ nói, thật sự là không đơn giản. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tông chủ nổi giận nhất kích, bị một cái tông môn đệ tử đỡ được đâu. Sở Khuynh Thành mỉm cười, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Khuê Lang cũng là một mặt tự đắc, đính đính lồng ngực nói, Thiên Ảnh, cái này Trác quản gia cũng không phải bình thường đệ tử, hắn nhưng là tại song long hội phía trên. Người ta mạnh hơn cũng là người ta sự tình, có quan hệ gì tới ngươi, nói tốt giống cái này tất cả vinh dự đều là ngươi một dạng. Phú Mị Trắng Khuê giống như Lang.
Hàn Thiên Ảnh bất giác khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, 20 năm đều không biến, vẫn là như vậy ưa thích khoác lác. Bất giác rực rỡ cười gãi đầu một cái, Khuê Lang 10 phần khó được chỗ, ngại ngùng khờ cười rộ lên. Một đôi sáng ngời có thần mắt to, nhìn về phía Hàn Thiên Ảnh ánh mắt, phủ đầy hạnh phúc chi sắc. Song Đồng nhìn không được ngưng tụ, Tuyên Tông chủ nhìn lấy Trác Phàm trước người đầu kia cự long, cũng là không khỏi trong lòng kinh hãi. Tuy nhiên hắn đã theo trở về đệ tử trong miệng, biết được Trác Phàm thực lực, nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn cái này long hồn cường đại như thế. Phải biết, hắn nhưng là hóa hư bát trọng cao thủ, Trác Phàm chỉ là thần chiếu tứ trọng tu giả, trung gian ngăn cách mười mấy cấp tu vi đây. Coi như hắn là thiên long hồn, cũng không có khả năng vượt qua đến lớn như vậy chênh lệch đi. Thế mà, hiện tại sự thật lại là, cái kia chuôi không gì địch nổi trường thương nện xuống, chẳng những không có đem Trác Phàm trong nháy mắt đập chết, còn bị Trác Phàm đầu kia xích long từng bước một đỉnh trở về, lực lượng to lớn, coi là thật liền hắn cái này hóa hư hậu kỳ cao thủ đều có chút hoảng sợ. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm bất giác cười lạnh nói, Tuyên Tông chủ, ta tuy là thần chiếu tứ trọng tu giả, nhưng ta thần hồn là tại đột phá thần chiếu cảnh lúc ngưng tụ. Nói cách khác, ta thần hồn hiện tại hoàn toàn tương đương với hóa hư tứ trọng thần hồn, huống chi lại là mạnh nhất thiên long hồn. Ngươi muốn đơn độc cầm xuống ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a, ha ha ha. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Tuyên Tông chủ trong lòng thầm giận, song quyền không khỏi hung hăng nắm lại tới. Khiêu khích, chân trụi khiêu khích, hắn chỉ sợ trong cuộc đời này đều tuyệt sẽ không nghĩ tới, lúc còn sống sẽ bị một cái thần chiếu cảnh tiểu tử thúi khiêu khích. Mà lại, mấu chốt nhất là, hắn khiêu khích còn thật mẹ hắn có đạo lý, để hắn không thể phản bác. Nhìn lấy cái kia nửa bước không thể vào trường thương màu đỏ, Tuyên Tông chủ lão nhân này liền tức giận đến toàn thân phát run, tại chính mình địa bàn ăn quả đắng, nhi tử bị đánh, chính mình còn đánh nữa thôi trở về, cái này khiến hắn vị tông chủ này nhất thời cảm thấy thể diện không ánh sáng. Siêu! Một tiếng vang nhỏ, Tuyên Tông chủ thân thể lắc một cái, liền đem thanh trường thương kia thu đến trước người. Hai mắt chăm chú nhìn Trác Phàm chỗ đó, trong mắt tản ra thăm thẳm hàn quang. Trác Phàm, không hổ là tại Song Long hội phía trên rực rỡ hào quang đệ nhất đệ tử, xác thực khác hẳn với thường nhân. Bất quá, ngươi nhưng là đừng tưởng rằng bởi vậy ngươi liền có thể đơn thương độc mã, quét ngang Tây Châu, ngươi còn không trở thành Tây Châu đệ nhất nhân đây. Mà ở trong đó, là ta Huyền Thiên Tông khu vực, dùng ngươi không được làm càn. Bỗng dưng, Tuyên Tông chủ hét lớn một tiếng, siêu siêu siêu. Mấy chục đạo tiếng xé gió vang liền vang vọng toàn bộ bầu trời. Bá bá bá. Từng đạo hắc ảnh lóe qua, ước chừng hơn 60 tên hóa hư cao thủ cùng nhau đem mọi người vây ở bên trong, cái kia khí thế bàng bạc, nhất thời như cùng một cái lồng giam giống như, đem tất cả mọi người cuốn tới bên trong, không có một tia khe hở, để bọn hắn có thể trốn cơ hội. Trong lòng bất giác trầm xuống, Hàn Thiên Ảnh chờ nữ nhìn lấy chung quanh cái này từng cái quen thuộc gương mặt. Sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Đây đều là tông môn trưởng lão cung phụng, thực lực cực cao. Nếu là đơn đả độc đấu lời nói, có lẽ bọn họ mỗi một cái là Trác Phàm đối thủ, nhưng nếu nhóm chen nhau mà lên. Cái gọi là hai quyền khó địch tứ thủ, mãnh hổ cũng sợ đàn sói, Trác Phàm muốn thoát thân chỉ sợ cũng rất khó. Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều là một mặt lo âu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, chỉ có Trác Phàm, Khuê Lang còn có giải cái này tất cả mọi thứ kế hoạch đan nhi. Không chút phật lòng, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Riêng là Đan Nhi, vậy mà một mặt khinh thường nhìn về phía những trưởng lão kia, thỉnh thoảng còn nhẹ hừ một tiếng, trợn mắt một cái. So nhiều người, một hồi chúng ta gọi tới người giúp đỡ, hoảng sợ chết các ngươi. Trác Phàm, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nhìn đến trợ thủ đến, Tuyên Thiếu Vũ giấy giụa lấy nặng thương thân thể, lung lay sắp đổ địa bàn sắp nổi đến. Nhìn về phía Trác Phàm một trận điên cuồng cười to, ha ha ha. Ngươi không phải rất mạnh à, hiện tại đến lão tử địa bàn, ngươi mạnh hơn có ích lợi gì? Ngươi tới, cho ta giết chết hắn. Tuyên Thiếu Vũ mệnh lệnh phát ra, những trưởng lão này thân thể khẽ nhúc nhích, liền muốn tiến lên, cũng là bị Tuyên Tông chủ vung tay lên, ngăn cản. Tuyên Thiếu Vũ không hiểu, một mặt kỳ quái nhìn về phía hắn. Không có nhìn hắn cái này xúc động nhi tử. Tuyên Tông chủ chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Trác Phàm, thản nhiên nói, Trác Phàm, chỉ cần ngươi đem 2000 thánh linh thạch giao ra, ta thả ngươi yên ổn rời đi. Phụ thân, cái này, mi đầu nhìn không được lắc một cái, Tuyên Thiếu Vũ vội vã kêu lên,
cũng là bị Tuyên Tông chủ lần nữa vung tay lên, đuổi. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nhìn về phía Tuyên Tông chủ nói, Tuyên Tông chủ, người thấy ta giống là 3 tuổi trẻ em sao? Khác nói các người đối với ta sớm có giết chi cho thống khoái chi tâm, vẻn vẹn là theo một tên đệ tử trên thân cướp đoạt thánh linh khoáng, như thế chuyện xấu xa nếu là truyền đi lời nói, cái kia Huyền Thiên Tông đại danh nhưng là nổi danh Tây Châu A. Loại này tai nạn xấu hổ, ngài biết để nó phát sinh sao? Ha ha ha, kết quả là bất quá vẫn là hắc ăn hắc mà thôi, ta không phải người ngu, cũng xin ngài khác coi ta là ngu ngốc nhìn, sẽ tin ngươi ta. Trác Phàm, người lớn nhất thói xấu lớn cũng là quá khôn khéo, nếu là có thể mơ hồ chết đi tốt bao nhiêu, làm gì biết nhiều như vậy chứ? Mi đầu hơi hơi run run, Tuyên Tông chủ bất giác cười lạnh nói, đã ngươi sớm đã đoán được hết thảy, vậy ta thì không nói nhảm. Nếu không đến lúc đó theo ngươi trên thi thể tìm là được. Hả, vậy ngài xác định nhất định có thể lục soát sao? Ha ha ha, coi như không lục ra được cũng không có cách. Tóm lại, ngươi dạng này khôn khéo người, lão phu là tuyệt không thể để ngươi lại sống sót. Bất giác khẽ cười một tiếng, Tuyên Tông chủ đột nhiên trong mắt ngưng tụ, hét lớn lên tiếng, cùng tiến lên, cầm xuống tiểu tử này, sinh tử vô luận. Vừa dứt lời, mọi người liền hét lớn một tiếng. Cùng nhau hướng Trác Phàm chỗ đó phóng đi, đủ loại thần hồn lộn xộn tuôn ra mà tới, trong nháy mắt liền đem Trác Phàm đại lực xích long vương vây quanh ở bên trong. Cái kia mãnh liệt sát khí, để cho dù là thiên long hồn đại lực xích long vương, cũng không nhịn được run run thân thể, sinh ra một loại kiêng kỵ cảm giác tới. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm vội vàng khoát tay một cái nói, Tuyên Tông chủ, đường đường Huyền Thiên Tông thế mà lấy nhiều khi ít, cái này như truyền đi lời nói. Người sai, người chết là không có cơ hội hướng ra phía ngoài lưu truyền lời. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Tuyên Tông chủ quỷ cười một tiếng nói, sau đó không lâu, Tây Châu đem về lưu truyền như thế một tin tức. Tây Châu đệ nhất thiên tài đệ tử Trác Phàm, cuồng vọng tự ngạo, quấy nhiễu Huyền Thiên Tông nữ đệ tử cũng đem sát hại, đại náo Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông tất cả trưởng lão ra mặt, mới được áp chế, nhưng ma tính quá thịnh, ngoan cố chống lại đến cùng, bất đắc dĩ đem tru sát. Nghĩ đến lúc đó coi như Tà Vô Nguyệt muốn truy cứu, đều không tư cách này đi. Trong lòng bất giác run lên, mọi người nghe được lời này, đều là sắc mặt âm thầm, cái này Tuyên Tông chủ đã là nhất định phải đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, mà ngay cả lý do đều nghĩ kỹ. Nhìn lấy những cái kia càng phát ra tới gần các trưởng lão, tất cả mọi người sắc mặt đều là ngưng trọng dị thường, thậm chí Hàn Thiên Ảnh chờ nữ trong mắt đã là xuất hiện trần trụi mới ý chết. Chỉ có Trác Phàm, nhếch miệng lên, không chút phật lòng, thản nhiên nói, thật là ý kiến hay, bất quá đổi loại thuyết pháp giảng lại như thế nào đâu. Tây Châu đệ nhất thiên tài đệ tử Trác Phàm, Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu tiêu sái, bị Huyền Thiên Tông dụng kế lừa gạt đến tông môn, bởi vì ngấp nghé cái kia 2000 thánh linh thạch, muốn giết người đoạt bảo, cũng là bị cùng tông trưởng lão cứu ra, dục huyết phấn chiến, cuối cùng giết ra một đường máu. Vừa dứt lời, Trác Phàm trong tay giới chỉ một đạo quang mang lấp lóe. Nhất thời chính là xuất hiện hơn 50 tên ma sách tông trưởng lão cung phụng, thần hồn đều xuất hiện, oanh một tiếng vang thật lớn, chính là cùng Huyền Thiên Tông mọi người đụng vào nhau. Tiếp lấy vừa chạm liền tách ra, ma sách tông tất cả trưởng lão đi vào Trác Phàm bên người, từng cái sắc mặt âm trầm, một mặt đề phòng nhìn bốn phía mọi người. Mà những cái kia Huyền Thiên Tông trưởng lão, cũng là trong mắt ngưng tụ, một mặt kinh dị nhìn phía dưới đột nhiên thêm ra hơn 50 người, trong lòng bỗng dưng phát lên lòng đề phòng. Làm sao, nguyên lai tiểu tử này trong giới chỉ, còn cất giấu nhân mã. Trong mắt nhìn không được lắc một cái, Tuyên Thiếu Vũ không khỏi quá sợ hãi, kêu thành tiếng. Nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, Tuyên Tông chủ bất đắc dĩ lắc đầu, trấn an nói, hắn cái này trong chữ vật giới chỉ có thể giấu bao nhiêu người, cái này hơn 50 cái hẳn là cực hạn a, bình tĩnh. Đón lấy, Tuyên Tông chủ vừa nhìn về phía Trác Phàm, suy cười ra tiếng, người thuyết pháp này cũng không tệ. Bất quá đáng tiếc, lại là không thể nào thực hiện. Phải biết, nơi này chính là Huyền Thiên Tông, bản tông cần bao nhiêu người đều có thể cuồn cuộn không dứt đến, thế nhưng là ngươi nhiều lắm là có thể mang cái này 50 người đến, chỉ là mang nhiều 50 cỗ thi thể mà thôi, có ý nghĩa gì? Nói, Tuyên Tông chủ thở sâu, lần nữa quát to, nội môn trưởng lão cung phụng, tới đây đợi mệnh. Cẩn trọng tiếng nói, truyền đến ngàn dặm, kéo dài không dứt. Nghe đến câu này triệu hoán, nhưng nghe bá 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 tiếng xé gió liên tiếp vang lên,
bốn phía Huyền Thiên Tông trưởng lão cung phụng liền từng cái bay tới, chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy trăm số lượng. Trác Phàm, hôm nay ngươi thì cùng ngươi mang đến những người này, cùng một chỗ táng thân nơi này đi. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Tuyên Tông chủ bất giác nhẹ hừ một tiếng, lộ ra vẻ kiêu ngạo, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tuyên Thiếu Vũ gặp này, cũng là mặt lộ vẻ nụ cười quỷ quyệt, hưng phấn mà hai mắt đỏ bừng. Bất quá, đối mặt cái này Huyền Thiên Tông ba tầng trong ba tầng ngoài vòng vây, Trác Phàm cùng những cái kia đột nhiên đụng tới Ma Sách Tông trưởng lão, lại là cũng không có vẻ kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ sớm đã liệu định hết thảy. Bất giác im lặng ngửa mặt lên trời cười cười, Trác Phàm chậm rãi nâng lên hắn giới chỉ, trong mắt lóe lên cơ trí ánh sáng, Tuyên Tông chủ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể triệu người sao? Ha ha ha, tuy nhiên nơi này là ngươi địa bàn, nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút, lấy lão tử xử sự cẩn thận khôn khéo, há có thể không có vạn toàn chuẩn bị, thì chạy đến nơi đây đi tìm cái chết. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Tuyên Tông chủ thân thể chấn động, trong lòng nhất thời có chút bất an. Thế nhưng là còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, để tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc dị thường sự tình, lại là tại dưới mí mắt bọn hắn đột nhiên phát sinh. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Trác Phàm lôi linh giới phía trên phát ra lóa mắt thanh mang. Ngay sau đó, nhưng gặp từng đạo ánh sáng bó từ cái này trong giới chỉ bắn ra, một cỗ khí thế cường hãn nhất thời tràn ngập hướng toàn bộ hư không. Lúc trước vẫn còn tính áp đảo Huyền Thiên Tông mọi người, chỉ là trong tích tắc, liền bị cái này khí thế cường hãn đè trở về. Chờ cái này tia sáng chói mắt tiêu tán về sau, xuất hiện tại bọn hắn cảnh tượng trước mắt, lại là để bọn hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là Tuyên Tông chủ vừa mới còn lạnh nhạt thong dong sắc mặt, lúc này cũng không khỏi cả kinh trợn mắt hốc mồm, thân thể nhịn không được giật lên đến, run run rẩy rẩy nói, địch. Địch tập. Không sai, chỉ là trong chớp nhoáng này, liền nhất tông chi chủ, đều lại khó giống thường ngày tỉnh táo lại, kêu lên cái này khiến toàn tông trên dưới khó khăn nhất tin, cũng lớn nhất dùng mình hai chữ mắt, địch tập. Kinh dị kêu to, thăm thẳm truyền ra, truyền khắp Huyền Thiên Tông mỗi một góc. Rất nhiều đệ tử sau khi nghe được, đều là sững sờ, không rõ ràng cho lắm, trời đất sáng sủa thế này, dưới ban ngày ban mặt, từ đâu tới địch tập. Huống hồ, kết giới này đều không một điểm động tĩnh, địch nhân cũng công không tiến vào a. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, ban đêm vụng trộm tập kích, gọi là giả tập, nhưng ban ngày quang minh chính đại đứng ở trước mặt ngươi tiến công, đó mới gọi địch tập. Mà lại, trong lúc này một cái địch chữ mấu chốt nhất, như thế nào địch? Tối thiểu nhất là lực lượng tương đương, có thể uy hiếp được chính mình đi. Trác Phàm hai người tiến đến, Tuyên Tông chủ không có đem bọn hắn để vào mắt, Trác Phàm thả ra hơn 50 người trợ giúp đến, Tuyên Tông chủ cũng không có đem bọn hắn để vào mắt, cho nên đều vô dụng cái địch chữ. Nhưng là bây giờ, hắn hô lên địch tập hai chữ, cũng liền chứng minh, đây là uy hiếp được hắn tông môn tồn tại lực lượng. Mà lại cỗ lực lượng này, đã vòng qua cái kia lấy làm tự hào hộ tông đại trận, đi vào hắn hạch tâm lãnh địa. Chỉ là đây hết thảy, đệ tử tầm thường còn khó có thể lý giải được, cho nên cũng không có làm cái gì chuẩn bị, cái này cũng lúc này vì về sau bi kịch chôn xuống tai họa ngầm. Sao, làm sao có thể, thân thể nhỏ khẽ run run, Tuyên Thiếu Vũ bất khả tư nghị nhìn về phía trước đại dương kia giống như đầu người toán loạn, quá sợ hãi nói, chỗ nào đến nhiều như vậy người, cái kia giới chỉ làm sao có thể giả đến mức nhiều người như vậy lập tức. Hàn Thiên Ảnh chờ nữ cũng là khó có thể tin nhìn lấy đây hết thảy, vừa mới còn trống rỗng một phiến hư không, giờ này khắc này dĩ nhiên đã biến thành một bọn người ảnh tổ thành mênh mông biển lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, trọn vẹn mấy chục ngàn người nhiều. Quả thực tựa như đem một cái tông môn nhân mã, tất cả đều mang đến. Cái này sao có thể, một cái phổ thông chữ vật giới chỉ, làm sao có thể để xuống mấy chục ngàn người ở bên trong. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều là giống như nhìn quái thai đồng dạng nhìn về phía Trác Phàm, riêng là trong tay hắn chiếc nhẫn kia, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này đến tột cùng từ nơi nào lấy tới như thế bảo bối, cũng quá nghịch thiên. Cứ như vậy, hắn không phải tương đương với là tùy thân có thể mang 10 triệu nhân mã sao. Đây cũng quá mẹ hắn nghiêu bức đi. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, Trác Phàm cái này bị côn bằng cải tạo qua thánh giới, bên trong không gian rộng. Lại đâu chỉ có thể giả bộ ngàn vạn số lượng. Bất quá cái này đều không trọng yếu, mấu chốt là Trác Phàm để cái này thiên quân vạn mã,
Ma Sách Tông mấy trăm hóa hư cao thủ, dễ dàng thông qua Huyền Thiên Tông hộ tông kết giới. Tiếp đó, chính là một trận đao thật thương thật tông môn đại chiến. Người nào đều không có ưu thế, người nào cũng không có thế yếu, thắng bại chỉ ở thực lực mà thôi. Một trận chiến này xuống tới, Huyền Thiên Tông sẽ hay không bị diệt tông? Ha ha, hết thảy đều là có khả năng. Bạch Cung Phụng, Thích Cung Phụng, các ngươi mang theo cánh phải chặn đánh bên phải địch nhân, Thù Lão, Tuyết Tỷ, các ngươi mang cánh trái nhân mã, chặn đánh bên trái địch nhân. Lệ Lão, ngươi mang còn thừa hóa hư cao thủ, vì trong chúng ta xông mở một cái thông đạo. Còn lại đệ tử, theo ta Phi Hổ Quân thẳng giết ra ngoài, mục tiêu chân bảo khố, đoạn hậu viện binh. Mọi người một khi xuất hiện ở đây, Trác Phàm còn chưa mở miệng, Lạc Vân Hải đã là nhập lúc trước thương lượng như vậy, nắm chặt chỉ huy đại quyền, giống như một vị chánh thức nguyên soái giống như, bài danh bố trận, chỉ huy. Chỉ một thoáng, mọi người hét lớn một tiếng, đều là tuân mệnh hành sự. Những cái kia Huyền Thiên Tông trưởng lão cung phụng nhóm còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bất chợt tới cảm giác một cỗ khí thế cường hãn gần mặt, Ma Sách Tông mọi người đã là giết tới. Không có cách nào, bọn họ vội vàng ứng đối. Nhưng là, Ma Sách Tông phương này là từ Lạc Vân Hải sớm lấy quân trận bài bố, đã sớm chuẩn bị, Huyền Thiên Tông chỗ đó lại là nhất thời bị trước mặt cảnh tượng giật mình, bị đánh trở tay không kịp, luống cuống tay chân. Trong lúc nhất thời, cao thấp biết liền. Nếu là đơn đả độc đấu lời nói, tướng soái chỉ huy hoặc là không trọng yếu, nhưng là luận quần ẩu lời nói, có một vị hiểu chiến lược tướng soái chi tài chỉ huy, nhất thời liền có thể nắm giữ chiến trường quyền chủ động. Chỉ là một trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ chiến trường tình thế, tựa như lúc trước Trác Phàm cùng Lạc Vân Hải hai người thương thảo như thế một dạng, tiến vào rất đại ưu thế địa vị. Vốn là bọn họ xuất hiện về sau là bị đối phương mấy trăm cung phụng bao bọc trong lúc đó, nhưng là hiện tại, hai bên đường trong nháy mắt thì thông suốt, trung gian cũng bị Lệ Lão bọn họ mở ra một đầu sáng loáng thông đạo. Lạc Vân Hải thì mang theo Phi Hổ Quân cùng một đám thần chiếu thiên huyền cảnh Ma Sách Tông đệ tử, thẳng tắp lao ra, không trộn lẫn những thứ này hóa hư cao thủ quyết chiến, miễn cho làm bia đỡ đạn. Bọn họ mục tiêu, chính là muốn đối phó Huyền Thiên Tông đệ tử, giết người phóng hỏa, chiếm lĩnh bảo khố, đem các loại linh binh linh giáp đan dược giữ trong tay, đoạn bọn họ hậu bị chuyển vận. Tuy nói cái này hậu bị cách có chút gần, nhưng cứ như vậy, cũng có thể nhiễu loạn những cái kia hóa hư cao thủ tâm cảnh. Chiến đấu tự nhiên là không cách nào thuận buồm xuôi gió. Trác Phàm không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, khẽ gật đầu, Vân Hải tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng tài năng xuất chúng, liền chỉ huy lên hóa hư cao thủ đến đều không sợ hãi, thật có lão tử năm đó phong phạm a. Trong này còn có, người Lạc gia, nhìn lấy cái này bên trong một số quen thuộc gương mặt, Sở Khuynh Thành bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói. Cười nhẹ gật gật đầu, Trác Phàm hướng nàng nhíu nhíu mày, đúng vậy a. Bọn họ vừa nghe nói ta Trác đại quản gia phu nhân bị người bắt, liền toàn lực xuất động đến giúp ta, ha ha ha. Thế nào, ta tuy nhiên rời đi Lạc gia đại quản gia vị trí rất lâu, nhưng nhân tình còn tại a. Phú Mị lườm hắn một cái, Sở Khuynh Thành bất giác khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu. Thế nhưng là những thứ này Ma Sách Tông người là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi tông chủ vì ngươi, sẽ đem cả cái tông môn thế lực đều giao cho ngươi? Lúc này, Hàn Thiên Ảnh nhưng cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Trác Phàm, khó có thể tin nói. Nàng từ nhỏ ở tông môn lớn lên, biết rõ đạo tông môn đại chiến không là chuyện nhỏ, thế nhưng là Ma Sách Tông tông chủ vì sao như thế liều lĩnh chống đỡ Trác Phàm đoạt lão bà, lại là để cho nàng có chút khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ tại cái kia tông chủ tâm lý, cái này Trác Phàm địa vị, so tông môn chưa đến còn trọng yếu hơn. Trong lòng bất giác trì trệ, Trác Phàm cùng Khuê Lang liếc nhìn nhau. Lại đều là bật cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, vấn đề này, chúng ta sau này hãy nói. Hiện tại chúng ta muốn làm, là muốn triệt để miễn trừ hậu hoạn. Trong mắt một đạo tinh mang lóe qua, Trác Phàm quay người chăm chú nhìn chăm chú về phía Tuyên Tông Chủ phương hướng, khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, quát to Tuyên Tông Chủ, có vẻ như ta cái kia cái thuyết pháp, cũng không phải là không có khả năng a, ha ha ha. Ra mặt nhịn không được hung hăng co lại. Tuyên Tông Chủ nhìn lấy cái này một mảnh rộn ràng ồn ào tràng diệt, vừa sợ vừa giận, song quyền tuy nhiên nắm chặt, nhưng lại tại ngăn không được phát run. Trác Phàm cái này máy động tập kích, thật sự là vượt quá sở liệu, đem hắn dọa cho phát sợ, cho nên tại thật lâu đều khó khôi phục tới, một trái tim một mực róc rách bất an. Nhưng là dù nói thế nào,
hắn cũng là tông chủ chi tôn, thật sâu hút hai cái về sau, liền bình tĩnh trở lại, cắn răng nói, Huyền Thiên Tông tất cả mọi người nghe lệnh, toàn tông tham chiến, cùng chống chọi với sự xâm lược, gõ vang hộ tông cảnh báo. Thế mà, còn không đợi hắn lời nói xong, khoảng cách người tông chủ này đại điện cách đó không xa, đã là truyền đến từng trận gào thét gào khóc thanh âm, đồng thời ánh lửa ngút trời, tràn ngập chân trời. Tuyên tông chủ xa xa nhìn qua, bất giác giật mình, hét lớn, không tốt, nơi đó là chân bảo khố phương hướng, bọn họ muốn đem linh binh linh giáp lấy đi, đoạn chúng ta tiếp tế. Đáng chết, bọn họ cái này đến có chuẩn bị, không phải vậy không có khả năng vừa khai chiến, thì thẳng đến chân bảo khố đi. Tuyên tông chủ bên cạnh, có một tên râu dài cung phụng, cũng không nhịn được giơ chân mắng to, chỉ là những người ngoài này làm sao biết chân bảo khố phương vị, con mẹ nó ai cho tiết lộ ra ngoài. Ánh mắt khẽ híp một cái, tuyên tông chủ hung hăng khẽ cắn môi, quay đầu nhìn hướng phía dưới một nữ chỗ đó, nghiến răng nghiến lợi nói, Đan Nhi, ngươi nhiệt đồ này phản bội đến thật là triệt để a, liền tông môn trọng yếu chàng sở đều nói cho địch nhân, thật sự là hãm ta Huyền Thiên Tông tại vạn kiếp bất phục a. Sớm biết như thế, lão phu lúc trước thì tuyệt không cái kia thu ngươi làm đồ. Ách, cái này, thân thể không khỏi lắc một cái, Đan Nhi có chút sợ trốn ở Sở Khuynh Thành bọn người sau lưng. Trong mắt đều là vẻ kiêng dè, nhưng là rất nhanh, tiểu nha đầu này liền nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, hừ nhẹ nói, sư phụ, người thu chúng ta làm đồ đệ, không phải cũng có ngươi mắt sao? Đừng nói cao thượng như vậy, giống như đối với ta lớn bao nhiêu ân huệ giống như. Ấn Trác Phàm chỗ nói, chúng ta là theo như nhu cầu, ai cũng không nợ người nào. Hiện tại ngươi muốn chúng ta mệnh, chúng ta nhưng là không đáp ứng. Toàn thân cao thấp nhịn không được hung hăng run run. Tuyên tông chủ tức giận đến rìa mép loạn vểnh lên, râu tóc bay múa, mắng to, nhiệt đồ, ngươi chính là bị cái kia ma đạo tiểu tử cho làm hư, vì sư cái này thanh lý môn hộ, kết quả ngươi. Vừa dứt lời, tuyên tông chủ đưa tay nhất chỉ, cái kia thanh to lớn trường thương thần hồn liền xuất hiện lần nữa, mang theo không gì địch nổi khí thế, hung hăng hướng Đan Nhi chỗ đó đánh tới. Cái này nếu là đụng thực, nhà đầu này không phải thần hồn đều nát không thể. Một tiếng thở nhẹ, Đan Nhi đầu không khỏi co rụt lại, vội vàng trốn đến Sở Khuynh Thành sau lưng. Nhưng là đúng lúc này, lại là một tiếng long ngâm hót vang, Trác Phàm cái kia đại lực xích long vương đã vững vàng ngăn tại chúng nữ trước người, long đuôi hất lên, đụng một tiếng, liền cùng thanh trường thương kia nặng nề mà đụng vào nhau. Sau một khắc, nhưng gặp một cỗ khí thế cường hãn hướng bốn phía khuếch tán ra, đem không ít ở bên cạnh chiến đấu hóa hư cao thủ cùng nhau đánh bay. Chuôi này trường thương cũng theo lui về. Đại lực xích long vương vẫy vẫy long đuôi, cái đuôi phía trên đã là có một tia lân phiến vỡ vụn dấu vết. Cái này va chạm, song phương thần hồn lại là một mét vuông tay. Tuyên tông chủ, nhà đầu này là phu nhân ta muội muội, cái kia coi như ta tiểu di tử. Người muốn ở trước mặt ta giết nàng, có phải hay không quá không đem ta để vào mắt? Trác Phàm phiêu hốt đi vào xích long vương trước người. Nhìn về phía tuyên tông chủ, đều cười ra tiếng. Tuyên tông chủ thì là gấp cắn chặt hàm răng, hung dữ ác nhìn lấy hắn, chửi bới nói, Trác Phàm, người dẫn người xông ta tông môn, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thôi đi, nói tốt giống lão tử không dẫn người xông ngươi tông môn, ngươi thì sẽ bỏ qua ta một dạng, ngụy quân tử. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm trong mắt lóe lên thăm thẳm tà dị ánh sáng, bất luận như thế nào, lão tử hôm nay thể phải hoàn thành ba chuyện. Một là trả lời phu nhân ta cái kia, ta thiếu 10 năm vấn đề, hai là đem phu nhân ta từ nơi này lúc trước bởi vì ta quan hệ, mới bị ép bán mình nơi địa phương này tiếp đi, ba. Nói đến đây, Trác Phàm trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo trần trụi hung mang, ba cũng là đem tất cả đối phu nhân ta bất lợi tai họa ngầm, toàn diện trừ rơi. Cho nên hôm nay, người hẳn phải chết không nghi ngờ, đừng có lại quấn lấy Khuynh Thành nàng. Hét lớn một tiếng. Trác Phàm đột ngột đến một bước cước bộ, loại sách tay lấy xích long vương hung hăng hướng tuyên tông chủ phóng đi. Tuyên tông chủ cũng là trong mắt quyết tâm, cắn răng nghiến lợi xông đi lên. Bỗng nhiên, một cái ngút trời trường thương, một đầu phiên giang cự long, bỗng nhiên đánh nhau, mãnh liệt dồi dào. Cái kia cỗ khí thế cường hãn, làm cho bốn phía chiến đấu nhất thời uể oải không ít, làm cho rất nhiều hóa hư cảnh cao thủ, không thể không xa cách nơi này tái chiến. Riêng là ma sách tông trưởng lão cung phụng nhóm, lần thứ nhất nhìn thấy Trác Phàm thần hồn chiến, trong lòng bất giác giật mình, cũng là bị cái này khí thế cường đại rung động. Phóng tầm mắt nhìn tới,
Trác Phàm đánh với Tuyên tông chủ một trận, chỗ nào giống như là một người đệ tử tại cùng hắn tông tông chủ giao chiến, rõ ràng cũng là hai tông tông chủ sinh tử quyết đấu a. Trong lúc nhất thời, các vị trưởng lão cung phụng cảm khái hai đóa, liếc nhìn nhau, đều là hơi hơi gật gật đầu. Chẳng biết lúc nào lên, cái này Trác Phàm đã là có đảm đương tông chủ thực lực. Tông chủ, chúng ta giúp ngươi. Tuyên tông chủ bên cạnh hai vị cung phụng nhìn thấy cái kia rằng co cùng một chỗ chiến trường, không khỏi hét lớn một tiếng, liền muốn tiến lên trợ trận. Lại là chợt thấy một đạo thân ảnh màu đen đi vào trước mặt bọn hắn, định thần nhìn lại, lại chính là Lệ Kinh Thiên không thể nghi ngờ. Mí mắt hơi khép, Lệ Kinh Thiên lạnh lùng nhìn lấy hai người, thản nhiên nói, xin lỗi, Trác quản gia chiến đấu, hy vọng các ngươi đừng đi quấy rầy. Muốn đánh lời nói, lão phu phụng bồi. Thật sâu liếc hắn một cái, hai người bất giác cùng nhau suy cười một tiếng, người bất quá hóa hư 6 tầng mà thôi, hai người chúng ta tất cả đều là hóa hư 7 trọng cao thủ, chỉ một người ngươi thì khó có thể ứng phó, còn muốn ngăn cản chúng ta hai cái, quả thực si tâm vọng tưởng. Ha ha ha, vô chi chi đồ, chúng ta đi theo Trác quản gia người, làm sao có thể đem tu vi cùng thực lực nói nhập làm một. Bất giác cười lạnh, Lệ Kinh Thiên khinh thường bĩu môi, cũng chỉ có các ngươi những thứ này tại tông môn nhà vòm bên trong tu luyện tu giả, mới có như thế ngu xuẩn kiến giải. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, hai người giận cười ra tiếng, hừ hừ hừ. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng lão gia hỏa, vậy chúng ta liền để ngươi xem một chút, chúng ta Huyền Thiên Tông phủ Việt song sát lợi hại. Vừa dứt lời, hai người kia thân thể lắc một cái, nhất thời một đạo búa lớn cùng một cái móc câu Việt liền xuất hiện tại trước người, sau đó tản ra thê lương nổ đùng, tựa như muốn xẹt qua hư không giống như, hung hăng hướng Lệ Kinh Thiên chém tới. Ha ha ha. Chúng ta phủ Việt song sát thần hồn, lấy kình sắc nhọn chi khí nổi tiếng Tây Châu, cho dù là đồng dạng lĩnh vực thần hồn, cũng có thể bị chúng ta tại hư không mở ra một đường vết rách. Người cái này hóa hư 6 tầng tu giả, gặp phải hai người chúng ta liên thủ đánh chém, quả thực thì là muốn chết. Há, phải không, vậy thì thật là cầu còn không được đâu. Trong mắt lóe lên một đạo không hiểu tinh quang, Lệ Kinh Thiên đối mặt sắp đến hai luồng kình phong 10 phần phủ Việt đánh chém, rear map khẽ nhúc nhích. Khóe miệng bất giác xẹt qua một đạo lạnh lẽo đường cong, tiếp lấy tròng mắt ngưng tụ, một cỗ 10 phần khí thế hung hãn đột nhiên từ hắn trên người rồi rào phun ra. Thần hồn dị biến, quỷ long song chảo. Giống. Một tiếng trường ngâm, âm thanh chấn trời cao, Lệ Kinh Thiên quanh người bỗng nhiên thoát ra một đầu đen nhánh cự long, hai cái long chảo mang theo không gì sánh được sát khí bỗng nhiên hướng cái kia phủ Việt song hồn chộp tới. Hai người kia gặp này, bất giác một trận giễu cợt, ngu ngốc. Người cái kia thần hồn lại phi thiên long địa long hồn, không phải bị chúng ta cái này hai đạo đánh chém chém vỡ không thể. Ách, răng rắc. Thế mà, còn không đợi bọn hắn nói hết lời, cũng đã thân thể trì trệ, trong mắt một lồi, trong nháy mắt không có sinh cơ. Mà tại trước mặt bọn hắn, bọn họ cái kia hai đạo phủ Việt thần hồn, đã là trong nháy mắt vỡ vụn ra, tiêu tán ở hư không bên trong. Lệ Kinh Thiên cái kia hắc long long chảo phía dưới, thì là hiện ra thăm thẳm hắc quang. Ta không có địa long hồn, cũng không có thiên long hồn, nhưng không có nghĩa là ta sẽ thua bởi các ngươi loại này tự cho là đúng ra hỏa. Trong mắt một đạo u mang lóe qua, Lệ Kinh Thiên không tiếp tục nhìn hai người liếc một chút, quay người lại rời đi, chỉ để lại chung quanh những cái kia hai tông trưởng lão cung phụng nhóm không thể tin ánh mắt. Cái này, ra hỏa này là thế tục tới sao? Có thể cùng Trác Phàm có liên quan, quả nhiên đều không phải người bình thường a. Những cái kia thằng nhãi con hướng chân bảo khố phương hướng đi, mau ngăn cản bọn họ. Tại Lạc Vân Hải chỉ huy dưới, Phi Hổ Quân cùng một đám ma sách tông đệ tử rất nhanh liền có thứ tự thoát ly hóa hư cảnh cao thủ chiến trường, hướng Huyền Thiên Tông cực kỳ trọng yếu hậu phòng đột kích đi vào. Điểm này, trừ Tuyên Tông chủ đoán được bọn họ ý đồ bên ngoài, rất nhiều tại chỗ cung phụng trưởng lão cũng tất cả đều nhìn ra trong này nơi mấu chốt. Kết quả là, một người cao giọng hét lớn. Bọn người người liền cùng nhau thoát khỏi mỗi người đối thủ, hướng Lạc Vân Hải bọn họ đuổi theo. Chỉ một thoáng, khí thế cường đại sau lưng bọn họ hiển hiện, tại rất nhiều cao thủ bị ma sách tông trưởng lão cung phụng ngăn lại về sau, vẫn như cũ có 5-6 người đột phá trùng vây, đi vào phía sau bọn họ. Cảm thụ lấy cái kia cường hãn cương phong thẳng tắp tới gần, Lạc Vân Hải mi đầu cũng không nhịn được thật sâu nhăn nhăn, quay đầu nhìn qua, một trán mồ hôi lạnh. Bọn họ nơi này đều là thần chiếu thiên huyền đệ tử, cùng cái kia hóa hư cao thủ có chất khác biệt, nếu là bị những cái kia tuyệt thế cao thủ đuổi theo lời nói, chớ nhìn bọn họ có hơn 10 vạn người,
thật muốn làm, bọn họ tuyệt đối tổn thất nặng nề. Bởi vì lấy bọn họ thần thức cường độ, rất khó làm bị thương những cái kia hóa hư cường giả, nhưng những cái kia người chỉ cần đem thần hồn thả ra, liền có thể như cắt rau hẹ đồng dạng, một gốc dạ đem bọn hắn đều vẫn diệt. Bỗng dưng, bọn họ đã đến nguy hiểm nhất trước mắt. Vù vù. Đột nhiên, hai đạo tiếng xé gió vang, hai đạo vừa mới quen biết bóng người đột nhiên đi vào Lạc Vân Hải bên người, lại chính là Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương hai người. Một mặt lo lắng nhìn về phía hắn, Khuê Cương chặn lại nói, Lạc gia chủ, làm sao bây giờ, sư phụ giao cho ta nhóm, ở chỗ này hết thảy đều nghe ngươi phân phó hành sự. Các ngươi là, Trác đại ca đồ đệ, hắn vậy mà lại thu đồ đệ. Trước kia hắn nhưng là rất bài xích a, liền Nghiêm lão hắn cũng chỉ là chỉ truyền nghệ, không thu đồ đệ, nhưng là các ngươi. Thật sâu nhìn hai người liếc một chút, Lạc Vân Hải mi đầu khẽ run, ở một lúc, trong bụng mới không sai gật gật đầu, thì ra là thế, khó trách Ma Sách Tông cái này mấy chục ngàn đệ tử, Trác đại ca để cho các ngươi đến mang, coi là thật là người một nhà a. Vội vã gật gật đầu, Khuê Cương tán đồng nói, không sai, sư phụ nói chúng ta hai cái lớn nhất nghe hắn lời nói, mà Ma Sách Tông đệ tử một chút giao cho ngươi người ngoài này chỉ huy, chỉ sợ rất khó kỷ luật nghiêm minh, liền để chúng ta hai cái ở giữa làm người phát ngôn. Dù nói thế nào, chúng ta cũng là Ma Sách Tông người của mình, bọn họ đối với chúng ta tín nhiệm hơn. Hiện tại ngươi có dặn dò gì, cứ nói đừng ngại, chúng ta nhất định cam đoan cái này mấy chục ngàn đệ tử, lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt, vậy các ngươi liền trực tiếp mang các đệ tử đột kích chân bảo khố liền tốt. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Lạc Vân Hải không khỏi quát to một tiếng, sau đó quay đầu hướng, về sau bay đi. Không khỏi sững sờ, Khuê Cương vội vàng một phát bắt được liền muốn thoát ra ngoài Lạc Vân Hải, khó hiểu nói, chờ một chút, ngươi cái này có ý tứ gì? Chúng ta đi đánh bất ngờ chân bảo khố, ngươi muốn làm gì đi? Ta đi ngăn lại cái kia đuổi theo hóa hư cao thủ, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Nói, Lạc Vân Hải liền lại muốn bay đi. Khuê Cương hai người lại là bất giác sững sờ, vội vàng nắm lấy hắn tay càng chặt một số, hét lớn, người đây không phải đi tìm chết sao? Đối phương thế nhưng là hóa hư cao thủ, người nhân mã lại nhiều, cũng chỉ là dùng thi thể đến xây tường, chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt. Thì tính sao, ta là quân ngũ xuất thân, quân nhân trên chiến trường nào có sợ chết đạo lý? Tóm lại, cứ như vậy, chúng ta mục đích đạt đến. Khóe miệng một phát, Lạc Vân Hải không chút phật lòng. Khuê Cương hai người nhìn lấy hắn, lại là trong nháy mắt ngơ ngẩn, thân thể hơi hơi lắc một cái, cắn răng nói, sư phụ để cho chúng ta nghe ngươi chỉ huy, ngươi là nơi này quan chỉ huy, làm sao có thể tự mình mạo hiểm, muốn đi ta đi. Ma Sách Tông đệ tử nghe lệnh, cùng ta. Ba. Thế mà, hắn tiếng nói thượng chưa mở miệng, Lạc Vân Hải cũng đã ra sức vồ một cái hắn đầu vai. Trịnh trọng nói, các ngươi nếu là Trác đại ca đồ đệ, như vậy có ta Lạc gia người nơi ở, lại há có thể để các ngươi mạo hiểm. Huống hồ, Trác đại ca đã sớm bàn giao, lần này đại chiến, ngươi là tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Về sau, hắn còn có một kinh hỉ muốn cho ngươi. Thế nhưng là ngươi, trong mắt nhịn không được run lên, Khuê Cương vội la lên. Khẽ cười một tiếng, Lạc Vân Hải thờ ơ khoát khoát tay, đây là ta Lạc gia lập thế chi đạo, nhân nghĩa tiến hành. Đời đời truyền xuống, đều không thể phá. Ta thân là gia chủ, càng làm như thế. Trác đại ca đối với chúng ta Lạc gia ân cùng tái tạo, ta tuyệt sẽ không để cho hắn thân thu đệ tử mạo hiểm. Huống hồ, người cũng nói, sư phụ ngươi để cho các ngươi nghe ta, vậy liền theo ta mệnh lệnh làm việc, không được sai sót. Vừa dứt lời, Lạc Vân Hải phất một cái ống tay áo, đã là tránh thoát hai người trói buộc, ngược lại hướng về bay đi, nghênh tiếp cái kia đuổi theo sáu tên hóa hư cường giả. Phi hổ quân đi theo ta, nín thở ngưng thần, thần thức tụ liếm, kết đột tiến trận thức. Vâng, toàn bộ phi hổ quân đều nhịp, hét lớn một tiếng, liền cùng nhau theo Lạc Vân Hải hướng địch nhân phóng đi. Kế tiếp vận mệnh, trong lòng bọn họ cũng dị luôn rõ ràng. Nhưng là quân nhân tại mệnh lệnh trước đó, chỉ có phục tùng, vận mệnh tính toán cái treo. Cái này, chính là Lạc gia hiện tại gia phong, kết hợp vốn có Lạc gia thư hương môn phong, nhân nghĩa thế gia. Trác Phàm quả cảm không sợ, thẳng tiến không lùi, Độc Cô Quân kỷ luật nghiêm minh, quân uy trường tồn đặc biệt phong cách. Thật sâu nhìn lấy chi kia hung hãn không sợ chết, dũng cảm tiến tới đại quân, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi bất giác đều ngơ ngác, thật lâu mới thật sâu hít một hơi, thở dài, khó trách sư phụ một lòng nghĩ trở về,
nguyên lai gia tộc này đối sư phụ trọng tình trọng nghĩa như thế, cho chúng ta hai cái này sư phụ đệ tử, thì liền gia chủ mệnh cũng có thể bồi lên. Đây là người điên, ngu ngốc, vẫn là chân chính. Thiên địa chính khí. Ha ha ha, nghĩ không ra sư phụ một ma đạo cao thủ, sau cùng chỗ ở gia tộc, lại là thuần chính nhất chính đạo gia tộc. Bất giác cười khổ một tiếng, Khuê Cương không khỏi thở dài nói, bất quá cái này chính đạo thế gia, ngã không có hắn chính đạo tông môn chán ghét như vậy, Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Ách, Khuê Cương vốn định kéo Nguyệt Nhi cùng rời đi, tiếp tục đột tiến chân bảo khố, đã thấy nàng thật sâu nhìn về phía Lạc Vân Hải biến mất phương hướng, không nhúc nhích, không khỏi khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Trầm ngâm một chút, Nguyệt Nhi trong mắt tinh mang lóe lên, thản nhiên nói, Khuê Cương, người ấn Lạc gia chủ nói tiếp tục đột tiến, ta còn có khác nhiệm vụ. Vừa dứt lời, Nguyệt Nhi cũng là đạp chân xuống, trong nháy mắt theo sát Lạc Vân Hải biến mất phương hướng bay đi. Khuê Cương sững sờ, nhìn chằm chằm hai người tiến đến bóng lưng, trầm ngâm một hồi, cuối cùng cắn răng một cái, phất phất tay quát to, Ma Sách Tông các đệ tử, cùng ta tiếp tục đột tiến chân bảo khố, khác uổng phí Lạc gia chủ có hảo ý. Vâng, hét lớn một tiếng, chúng Ma Sách Tông đệ tử cũng là nhìn đến Lạc Vân Hải lúc này hành động, trong lòng một trận tán thưởng, tiếp lấy liền cùng Khuê Cương tiếp tục rời đi. Mà phía sau bọn họ, để cho Lạc Vân Hải mang theo 100.000 phi hổ quân cho bọn hắn làm hậu thuẫn. Tuy nhiên thực lực có lẽ so ra kém những cái kia hóa hư cao thủ mảy may, nhưng là cỗ này không thể tan tác khí thế, lại là để trong lòng bọn họ hết sức an tâm. Lạc gia, không hổ Trác quản gia xuất thân gia tộc, từ trên xuống dưới, đều thật không đơn giản a. Siêu siêu siêu. Mấy đạo tiếng xé gió vang lên, cái kia 6 tên Huyền Thiên Tông hóa hư cao thủ đã là đi vào Lạc Vân Hải mọi người trước người. Lạc Vân Hải trong mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, hướng. Toàn bộ phi hổ quân, liền đồng loạt, không có không đình trệ địa dũng mãnh liệt hướng về phía trước. Hắc hắc hắc, thật là một đám không biết sống chết đồ vật, thần chiếu thiên huyền tu giả, cũng dám ngăn ở lão phu mọi người trước người. Cười lạnh, những người kia không chút nào đem Lạc Vân Hải cùng phi hổ quân để vào mắt, là một người đứng đầu, râu dài lão giả, phất tay hất lên, một cái dài chừng 10 trượng, lóe lôi mang mũi tên liền trong nháy mắt hướng mọi người bắn tới. Thần hồn dị biến, phá thiên tiễn. Hô! Uy áp mạnh mẽ, mang theo tử vong khí tức, trong chớp mắt liền áp hướng bọn họ mặt, khiến đến bọn hắn ngăn không được khí tức trì trệ, đầu đau đớn muốn nứt. Nhưng là dù vậy, Lạc Vân Hải vẫn như cũ hung ác cắn răng, hét lớn lên tiếng, đem tất cả lực lượng nguyên thần tụ tại một chỗ, cho ta đỉnh trở về, chúng ta thế nhưng là có 100.000 người a. Vâng. Mọi người lần nữa hét lớn một tiếng, ao 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 một trận cuồng phong phun trào, như là nước đồng dạng sền sệt sức mạnh thần thức liền tất cả đều ngưng tụ lại cùng nhau, giống như một mặt vách tường giống như hung hăng ở phía trước xây lên thần thức trường thành. Mà lại cái kia cuồn cuộn lực lượng nguyên thần còn đang không ngừng hướng về phía trước củng cố thêm chú. Thế nhưng là, tên kia râu dài lão giả gặp này, lại là khinh thường bĩu môi, thần chiếu cao thủ thần thức mạnh hơn, cái kia cũng bất quá là thần thức thôi, hóa hư cường giả thần hồn thế nhưng là biến chất hóa, không phải chỉ dựa vào thần thức ngưng tụ số lượng liền có thể bù đắp được. Hừ hừ, một đám không biết tự lượng sức mình con chuột nhỏ, mình muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn các ngươi. Còn lại 5 tên hóa hư cao thủ nghe đến, cũng là ngăn không được cười to lên, ngược lại không còn ra tốc truy, mà chính là dừng lại xem bọn hắn như thế nào bị ngược chết, lại truy không muộn. Hưu, nương theo lấy sấm sét tiếng nổ đùng đoàng, cái kia lôi tiễn đã là đảo mắt tới gần, hung hăng đâm vào mọi người cấu trúc cái kia đạo thần thức tường bên trong, sau đó siêu một tiếng, không có không trì trệ tiếp tục đâm xuyên, không có một tia ngừng tiếp tục hướng Lạc Vân Hải mọi người đánh tới. Phốc. Nhìn không được cùng nhau phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, mọi người chợt cảm thấy trong đầu như phiên giang đảo hải giống như tại nổ tung giống như, ngăn không được đau đớn bao phủ trong lòng. Phi hổ trong quân có chút thiên huyền cảnh tu giả, càng là tại cái này một hung mãnh kích thích dưới, nhất thời liền trong mắt không còn, không có sinh cơ, sau đó như sắt thép cường hãn thân thể bịch một tiếng rơi xuống mặt đất, bỗng dưng liền cứng ngắc. Ngay sau đó, hàng trăm hàng ngàn thân thể từng cái rơi xuống mặt đất. Không có sinh cơ, phát ra trùng điệp đập âm thanh. Lạc Vân Hải nghe lấy đây hết thảy, tim như bị đao cắt. Những thứ này phi hổ quân, tuy là Trác Phàm luyện chế chiến khôi, trừ thần thức bên ngoài, trên cơ bản không thể tính toán người. Thế nhưng là những người này ở đây Lạc gia tận tụy tận thủ, cùng Lạc Vân Hải gọi nhau huynh đệ nhiều năm như vậy,
Lạc Vân Hải đã sớm đem bọn họ gia chủ đối đãi. Bây giờ thấy nhiều như vậy người nhà vẫn lạc, Lạc Vân Hải tâm đang chảy máu, nhưng lại hung hăng cắn răng, vẫn như cũ cùng còn lại mọi người kiên trì. Đây chính là Lạc gia quân ngũ chi phong, rơi lệ nhớ lại đợi đến sau khi chiến đấu lại nói, tại bên trong chiến trường, bọn họ chỉ có một cái sứ mệnh, hướng. Cái kia bạo ngược lôi điện chi tiến cấp tốc đâm tới, không có chút nào bất luận cái gì chậm lại dấu hiệu, cái này phảng phất tại tuyên cáo Lạc Vân Hải bọn người lúc trước làm ra hết thảy, đều là tốn công vô ích, cùng ngu ngốc không khác. Những cái kia hóa hư cao thủ nhìn lấy đây hết thảy, cũng là giễu cợt liên tục, nhưng là rất nhanh, bọn họ lại cười không nổi. Bởi vì dù vậy, Lạc Vân Hải cùng Phi Hổ Quân mỗi người khuôn mặt, vẫn như cũng nghiêm túc, đang toàn lực ứng phó, không có chút nào lùi bước ý tứ. Tựa hồ, bọn họ căn bản không biết đây là tốn công vô ích. Trong lúc nhất thời, cho dù là thân thể làm đối thủ cái kia 6 tên hóa hư cường giả, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nghiêm túc chi sắc. Bao nhiêu năm, chưa thấy qua cố chấp như thế tu giả. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, các ngươi phải chết. Trong hai con ngươi lộ ra tránh thức sát ý, lão giả râu dài kia vung lên ống tay áo, cái kia lôi tiễn trong nháy mắt bay càng nhanh, chớp mắt liền tới đến Lạc Vân Hải trước mặt. Cái kia cỗ nóng rực lôi mang, tựa hồ đã đâm vào hắn chóp mũi đều có loại khét lẹt cảm giác đau. Hỏng bét, so dự tính còn nhanh. Trong mắt nhìn không được hung hăng co lại, Lạc Vân Hải nhìn lấy cái kia lôi tiễn đã tới gần trước người, bất giác cắn thật chặt răng, mi đầu thật sâu nhíu lại, quát to, coi như ta chết, cũng cho ta ngăn trở bọn họ, chiến đến sau cùng một binh một tốt. Vâng, tất cả Phi Hổ quân tướng sĩ, cùng nhau lớn tiếng hô quát. Trong lòng bất giác run lên, cái kia 6 tên hóa hư cao thủ lần nữa thật sâu nhìn một chút trước mặt cái này 100.000 chi chúng, trong lòng cuối cùng lần đầu phát lên thật sâu vẻ kiêng dè. Nghĩ không ra trên đời lại còn có khí phách như thế người, mặt đối với sinh tử, chẳng những có thể lấy không để ý chính mình an nguy, còn nghĩ đến phải hoàn thành chính mình sứ mệnh. May mắn những người này ở đây thần chiếu thiên huyền cảnh lúc, liền bị bọn họ gặp phải cũng tiêu diệt, nếu để cho bọn họ trưởng thành. Cái này cỗ khí phách còn phải. Cái này chính là một cỗ như thế nào thế lực đáng sợ a, lại nói bọn họ đến tột cùng nơi nào đến, mà sách tông tuyệt không có khả năng có như thế nhiều tính cách kiên nghị đệ tử. Cái này 5 vị hóa hư cao thủ nhìn lấy đây hết thảy, đã nghi hoặc, lại tán thưởng, nhưng trong lòng càng nhiều lại là sợ hãi. Mà tên kia râu dài lão giả trong mắt sát ý, cũng càng thêm quả quyết. Nơi này tất cả mọi người, quả nhiên cũng không thể lưu. Răng rắc, uyển như lôi đình vạn quân, lao nhanh 10.000 dặm, cái kia mũi tên phía trên sấm sét không khỏi càng thêm đùng đùng, sao không dứt nổ bể ra đến, dường như thì một tiễn này, liền muốn đem tất cả Phi Hổ quân, đều tiêu diệt không thể. Lạc Vân Hải cắn thật chặt răng, mi đầu thật sâu nhăn lại, lạnh lẽo mồ hôi ngăn không được thấp tới. Có điều hắn ngược lại không phải vì sinh tử lo lắng, hắn là lo lắng kéo đến thời gian không đủ, bọn họ lại đuổi kịp Khuê Cương bọn họ cước bộ. Vậy liền hoàn toàn sắp thành lại bại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.